Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, Trần Triệu Dương. Tập 21. Ông ta vốn nghĩ rằng, sở dĩ Trần Triệu Dương có thể chiến đấu với ông ta trong thời gian dài như thế là bởi vì anh cũng có thực lực võ đạo tông sư. Thế nhưng, khi Trần Triệu Dương để lộ ra cấp bậc sức mạnh thực sự, thật không nghĩ tới anh chỉ là một võ giả tiên thiên đỉnh cấp, quả thực là vô cùng bẽ mặt. Ông ta đường đường là người đứng đầu nhà họ Tiền, một võ đạo tông sư chân chính, vậy mà lại bị một võ giả tiên thiên đỉnh cấp trêu chọc trong suốt một thời gian dài, điều này làm cho ông ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không chỉ mình ông ta khiếp sợ, mà tất cả mọi người xung quanh cũng khiếp sợ không thôi. Ban đầu, vốn dĩ mọi người đều đoán rằng, Trần Triệu Dương cũng là một võ đạo tông sư. Thế mà kết quả Trần Triệu Dương lại chỉ là một võ giả tiên thiên đỉnh cấp, tuy rằng chỉ còn một bước nữa là đạt tới võ đạo tông sư, nhưng khoảng cách vẫn là một trời một vực. Người ta dựa vào thực lực như vậy, đánh ngang tay với võ đạo tông sư Tiền Hải, điều này quả thật rất châm chọc. Tuy nhiên, rất nhanh đã có người suy nghĩ đến một chuyện. Võ giả tiên thiên đỉnh cấp mà thực lực sánh ngang với võ đạo tông sư, điều này không phải đã chứng minh, tài năng bẩm sinh của Trần Triệu Dương cực kỳ cường đại hay sao? Đây không phải là trận đấu bình thường, mà là khiêu chiến vượt cấp. Điều này đã phá vỡ nhận thức của mọi người về võ giả tiên thiên, dù sao, trong suy nghĩ của mọi người, cho dù là võ giả tiên thiên đỉnh cấp cũng không có khả năng là đối thủ của võ đạo tông sư. Đi chết đi, ngón tay Trần Triệu Dương đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, ở trên không trung, ánh sáng ấy tạo thành hình một ngón tay, sau đó mạnh mẽ lao về phía Tiền Hải. Chỉ một ngón tay mà đã cắn nuốt gần hết linh khí ở gần đó. Sức mạnh khủng khiếp mạnh mẽ phát tán ra xung quanh. Vèo vèo. Cảm nhận được sức mạnh bộc phát ra từ ngón tay Trần Triệu Dương, tất cả mọi người đều hít khí lạnh. Những người đang đứng gần đó nhanh chóng lui về phía sau, lúc này, bọn họ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rõ ràng Trần Triệu Dương cũng là võ đạo tông sư, một số người sáng suốt đã lập tức nhận ra, đòn tấn. Công của Trần Triệu Dương còn mạnh hơn so với võ đạo tông sư bình thường. Chủ yếu chính là đòn tấn công này đã đạt đến trình độ chân khí ngoại phóng, nói cách khác, thực lực của Trần Triệu Dương cũng không phải là tiên thiên đỉnh cấp giống như anh thể hiện ra bên ngoài, mà là võ đạo tông sư. Cậu là võ đạo tông sư, cảm nhận được sức mạnh từ đòn đánh của Trần Triệu Dương, ánh mắt Tiên Hải hiện rõ vẻ chấn động, sau đó cây thương dài trong tay vung lên, chân khí điên cuồng bộc phát, truyền vào trong cây thương rồi đâm về phía Hoàng Tuyền Chỉ đang lao tới. Bùm! Hai đòn đánh va chạm. Phát ra từng làn sóng không khí khủng khiếp, khiến cho đất đá xung quanh bay tán loạn, bụi đất mịt mù bao phủ cả võ đài, người bên ngoài không thể thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong. Sao lại thế này, kết quả thế nào rồi? Lần này sẽ không phải là không phân thắng bại đó chứ? Rất khó nói, bình thường, võ đạo tông sư chiến đấu đều dùng tốc độ để quyết định thắng bại, nếu chỉ hoãn quá lâu cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng mà, một đòn vừa nãy quả thật rất lợi hại. Nếu đối phương có thực lực yếu kém, chỉ sợ đã bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Tất cả mọi người xung quanh đều vô cùng hồi hộp, bọn họ rất muốn biết, lần này, người chiến thắng sẽ là ai. Thế nhưng, những người này đều ôm một loại tâm lý, đó là đồng tình với kẻ yếu, tuy rằng thực lực của Trần Triệu Dương rất mạnh, nhưng so với Tiền Hải thì vẫn còn kém hơn một chút, thế lực cũng không vững chắc. Tất nhiên, điều quan trọng đó là, Trần Triệu Dương không có thế lực chống lưng, có thể dễ dàng thu phục. Mà Tiền Hải lại là người đứng đầu nhà họ Tiền, là con chó của nhà Mộ Dung, dĩ nhiên là ông ta không có giá trị để mượn sức. Mọi người hồi hộp nhìn về phía võ đài, mà tâm trạng của hai nhà Tiền Bạch lại càng thêm căng thẳng. Dù sao, đối với hai nhà bọn họ, trận chiến này quyết định vận mệnh sau này của cả hai dòng họ. Bịch, ngay khi mọi người đang tập trung tỉnh thần, một bóng người bước ra từ trong bụi đất mịt mù, sau đó ngã quỵ trên mặt đất. Đây. Đó là Tiền Hải. Sau khi nhìn thấy rõ người đi ra là ai, nhất thời, tất cả đều sửng sốt. Hiện giờ, đầu tóc Tiền Hải rối bù, quần áo tả tơi, cả người đều là máu, trông có vẻ vô cùng thê thảm. Thế mà vẫn chưa chết, cũng có chút bản lĩnh, ngay lúc này, một âm thanh ngả ngớn trêu tức truyền đến. Sau đó, một bóng người thon dài chậm rãi đi ra từ màn bụi đất. Cho bụi dày đặc như vậy nhưng trên người anh lại không hề dính một chút bụi bặm nào, thậm chí. Quần áo còn cực kỳ sạch sẽ, so sánh với dáng vẻ Tiền Hải, quả thực là một trời một vực. Trần Triệu Dương đi tới trước mặt Tiền Hải, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Chỉ bằng một câu nói kia của Tiền Hải,
anh tuyệt đối không có khả năng để ông ta sống sót bước xuống võ đài, huống chỉ, quy định của võ đài cũng chỉ cho phép một người còn sống đi xuống. Cậu rốt cuộc là ai? Vì sao cấp bậc chỉ là võ giả tiên thiên, mà lại có thể phát huy sức mạnh của võ đạo tông sư? Nhìn Trần Triệu Dương từng bước tiến lại gần, trong lòng Tiền Hải tràn đầy sợ hãi, sau đó hung tợn hỏi. Liên quan gì đến ông? Trần Triệu Dương lười phản ứng với người này, dừng chân bên cạnh ông ta rồi dứt khoát tung ra một chưởng nhắm ngay đầu Tiền Hải. Cậu không thể giết tôi là người đứng đầu nhà họ Tiền, nếu như tôi chết, cậu nhất định cũng phải chết theo. Tiền Hải nhìn thấy ánh mắt của Trần Triệu Dương không chút che giấu ý định giết người, trong lòng run lên, mở miệng uy hiếp. Ông tỉnh táo lại đi, chờ đến khi ông chết rồi, ông cho là nhà họ Tiền còn có thể bình yên tồn tại sao? Ông suy nghĩ nhiều rồi, thế nên, bây giờ ông có thể yên tâm ra đi. Ánh mắt Trần Triệu Dương lộ ra vẻ tàn nhãn, không chút do dự đánh một chưởng vào đầu Tiền Hải. Dừng tay, thằng nhãi danh cậu dám. Ngay khi bàn tay Trần Triệu Dương sắp chạm vào đầu Tiền Hải, một âm thanh phẫn nộ truyền đến, tiếp đó, một bóng người từ phòng quan sát lao ra, thanh kiếm dài trong tay đâm thẳng về phía Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương tung ra một chưởng, trực tiếp bẻ cong thanh kiếm của người này, đồng thời đạp một đạp vào ngực ông ta. Đòn tấn công không thành công, người nọ lui về phía sau, vững vàng đứng trên võ đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương. Ông là ai? Muốn xen vào trận quyết chiến trên võ đài, sắc mặt Trần Triệu Dương lạnh lùng, mở miệng hỏi. Tôi là ai, cậu không có tư cách để biết. Tôi ra lệnh cho cậu, thả Tiền Hải ra, sau đó xuống võ đài nhận thua, nếu không, hôm nay cậu chắc chắn không thể sống sót đi xuống dưới. Người kia nở nụ cười ngạo nghễ, vẻ mặt u ám nói. Nghe được những lời này, Trần Triệu Dương giận dữ tới mức bật cười. Trên thế gian này vậy mà vẫn có kẻ mặt dày như thế, còn dám ra lệnh cho anh, ông ta nghĩ bản thân là cái thá gì? Ông nghĩ mình là ai? Ra lệnh cho tôi, thật không biết ông dựa vào đâu mà lớn lối như vậy, quả thật đã ngu ngốc lại càng thêm ngu ngốc, chẳng lẽ ông không biết sao? Chỉ số thông minh giống như kẻ ngốc thế này hẳn là nên ở trong bệnh viện, hơn nữa, phải là bệnh viện tâm thần mới đúng. Trần Triệu Dương mỉm cười, trên mặt là một nụ cười hiền lành, nhưng từng câu chữ nói ra lại không phải lời hay ý đẹp gì. Những người xung quanh nghe xong cũng rất thoải mái, ai cũng không quen nhìn kiểu cưỡng ép người khác như vậy. Nhóc con, bây giờ cậu mau chóng chịu thua rồi lăn xuống võ đài, có thể tôi sẽ tha cho một mạng, nếu không thì, đây là một ông lão hơn 60 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, âm thanh phát ra cứ như là cái bể thổi gió, khó nghe cực kỳ. Cho phép tôi được hỏi một câu, ông là cái thá gì nhỉ? Trần Triệu Dương nghiêng nghiêng đầu, đầy vẻ tò mò nhìn ông ta. Nhóc con, xem ra là cậu vẫn muốn tìm chết, cậu không phải người nhà họ Bạch, nếu nhà họ Bạch được phép nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, thế thì tôi đây cũng là viện trợ của nhà họ Tiền, chịu chết đi. Sau khi người kia nghe Trần Triệu Dương nói xong, tức tối không chịu nổi, con ngươi nhanh chóng đảo một vòng, đã tìm ra một cái cớ hợp lý. Được, chờ bọn tôi so tài xong trận này, tôi sẽ đến tiếp đãi ông, nhưng nhớ là đừng để tới lúc đó lại không dám lên nhé. Nơi khóe miệng Trần Triệu Dương xuất hiện một nụ cười giễu cợt, tên này có lẽ là người nhà họ Mộ Dung, nếu không ngay tại thủ đô thế này ai có thể đứng gần nhà họ Tiền đến vậy. Những thế lực khác cũng rất hiếm khi có được một võ giả mạnh mẽ như thế. Cậu nói gì cơ, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, người kia bỗng bị chọc tức điên, mục đích ông ta đến đây là để cứu Tiền Hải, đợi đến khi trận so tài này kết thúc thì cũng chậm rồi. Vốn chỉ nghĩ rằng trí thông minh của ông có vấn đề thôi chứ, thì ra lỗ tai cũng không được tốt cho lắm à. Tôi nói là chờ khi Tiền Hải chết rồi ông lại đến đây nhận lấy cái chết cũng không muộn, không cần so đo chút thời gian này, yên tâm, rất nhanh thôi, Trần Triệu Dương cười lạnh rồi lại nói bằng giọng mỉa mai. Ông muốn cứu Tiền Hải đúng không, tôi cứ không cho đấy. Tự tìm đường chết, trong phút chốc ông lão kia tức. Đến hỏng cả người, đến tận bây giờ ông ta còn chưa một lần phải chịu uất ức như thế này đâu. Hiện tại lại bị mất mặt trước nhiều người như vậy, một khi truyền ra ngoài, mặt mũi ông ta biết cất chỗ nào. Lúc này ông ta bèn có ý định ra tay giáo huấn Trần Triệu Dương. Dừng tay cho tôi, Mộ Dung Lâm, ông định phá hủy quy tắc của võ đài à? Tôi sợ là người nhà Mộ Dung sẽ chịu không nổi đâu, lúc này Bạch Hùng mới đứng dậy, nhìn thẳng vào Mộ Dung Lâm và nói. Bạch Hùng, hành động này thuộc về hành vi cá nhân của tôi, chẳng liên quan gì đến nhà họ Mộ Dung, ông đừng có mà nói bậy. Mộ Dung Lâm vừa nghe Bạch Hùng nói xong thì đột ngột biến sắc, vội vội vàng vàng phủi sạch quan hệ. Hừ, chỉ cần ông vẫn mang họ Mộ Dung thì là có liên quan, trừ khi bây giờ ông lập tức đổi họ, phản bội nhà Mộ Dung,
Bạch Hùng thân là gia chủ nhà họ Bạch, đương nhiên tâm tư linh hoạt vô cùng, trong chớp mắt đã lập tức tìm ra lỗ hổng trong lời nói của Mộ Dung Lâm, đồng thời tiến hành phản kích. Mà Trần Triệu Dương bên kia cũng thoáng sững sờ, Bạch Hùng này cũng được thật đó, hèn gì Bạch Triển Mộ mồm mép như vậy, thì ra là truyền thống gia đình. Ông, nghe Bạch Hùng nói vậy, sắc mặt Mộ Dung Lâm tái mét, nhưng quy tắc của võ đài đã là thế, dù nhà họ Mộ Dung có mạnh đến đâu thì cũng không thể một tay che trời, nếu thật sự chọc nhiều người tức giận lên, đến một lúc nào đó e là nhà họ Mộ Dung cũng không chống nổi. Vì thế cho nên, không ai cứu được ông đâu, Trần Triệu Dương âm trầm liếc nhìn Tiền Hải một cái, sau đó hung hăng tung một chưởng về phía ông ta. Nhưng mục đích của Trần Triệu Dương là nhà họ Mộ Dung, tất nhiên tốc độ ấy cũng không nhanh gì mấy. Cứu tôi sẽ nói chuyện đó cho ông, Tiền Hải thân là gia chủ của cả một dòng họ, đương nhiên là không thể chết, lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, hét lớn về phía Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Lâm vốn còn đang do dự, sau khi nghe Tiền Hải nói câu đó lập tức sáng mắt lên, nhanh như chớp đã đi đến trước mặt Tiền Hải. Yên tâm, có tôi ở đây, nhà họ Tiền các người sẽ không có chuyện gì, Mộ Dung Lâm dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Tiền Hải, nói một cách bảo đảm. Được, nếu hôm nay mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ nói hết tất cả những thứ mà tôi biết cho ông, nghe Mộ Dung Lâm bảo đảm như vậy, Tiền Hải mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà nói. Chỉ cần vẫn còn sống, chuyện gì cũng trở nên dễ nói, nếu như ông ta thật sự chết rồi thì chắc cả nhà họ Tiền cũng xong đời luôn. Vì thế nếu có thể kéo nhà họ Mộ Dung xuống nước theo, bên đó chắc chắn sẽ thay mình gánh vác khoản nợ này. Lão già, ông đã phá hoại quy tắc của võ đài, vậy thì cũng đừng có mà trách tôi, sâu trong mắt Trần Triệu Dương là sự vui mừng. Một trường khi nãy vẫn không hề dừng lại, tiếp tục ngang tàn bay thẳng về phía Tiền Hải. Nếu Mộ Dung Lâm đã ra tay thì Tiền Hải chẳng còn tác dụng gì nữa, tuy anh cũng hơi có hứng thú với bí mật trong miệng Tiền Hải, nhưng cũng không ngăn được. Trần Triệu Dương xuống tay tàn nhẫn. Cút ngay cho tôi, đương nhiên Mộ Dung Lâm không cho phép Trần Triệu Dương giết chết Tiền Hải, khó khăn lắm Tiền Hải mới chịu mở miệng, ông ta hoàn toàn không muốn mọi thứ đổ sông đổ biển, lúc này thanh chùy ngắn trong tay bỗng thò ra đâm thẳng về phía Trần Triệu Dương. Tôi chỉ chờ giây phút này, một chưởng kia của Trần Triệu Dương lập tức chuyển hướng, cơ thể nhẹ xoay một chút đã trốn được sự công kích của ông ta, đồng thời chưởng đó của anh đột ngột phun ra luồng chân khí kinh khủng, trực tiếp đánh trúng Mộ Dung Lâm. Trong lòng Mộ Dung Lâm vẫn luôn cho rằng Trần Triệu Dương chỉ là võ giả tiên thiên, đợi khi người nọ công kích ngay bên cạnh thì ông ta mới cảnh giác, nhưng mà cũng đã chậm. Mộ Dung Lâm liều mạng chống đỡ chưởng đó của Trần Triệu Dương, dù gì thì đã có một bài học kinh nghiệm là Tiền Hải. Tuy thực lực của ông ta mạnh hơn Tiền Hải một tí, nhưng nếu muốn đánh bại Tiền Hải thì cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tiền gia chủ, ông có thể yên tâm ra đi rồi, mục đích của Trần Triệu Dương tất nhiên không phải là Mộ Dung Lâm, lúc này cái chưởng kia lại mạnh mẽ chạm vào đầu Tiền Hải. Cậu, vốn dĩ Tiền Hải đã suy tính xong, sau khi chuyện này kết thúc ông ta sẽ lập tức dốc toàn lực vây giết Trần Triệu Dương. Nhưng ông ta không ngờ rằng dù đã được Mộ Dung Lâm trợ giúp thì vẫn không cách nào ngăn Trần Triệu Dương lại. Tiền Hải hối hận rồi. Tại sao phải ép nhà họ Bạch chấp nhận quyết đấu sinh tử cơ chứ? Nếu không có chuyện sống chết trên võ đài thì bây giờ ông ta vẫn đang là gia chủ thong dong tự tại của nhà họ Tiền. Đây là bí mật của tôi, cho cậu, đột nhiên ánh mắt Tiền Hải để lộ vệt sáng dị thường, sau đó ông ta móc từ trong lồng ngực ra một bức thư ném mạnh về phía Trần Triệu Dương. Làm xong điều này, hơi thở của sự sống trên người Tiền Hải cũng dần tiêu tan, cả một đời gia chủ. Đường đường là võ đạo tông sư, cứ như vậy bỏ mình. Trần Triệu Dương khẽ nhấc tay bắt lấy bức thư đó. Không hổ là gia chủ nhà họ Tiền, đã sắp chết rồi mà còn dụ tôi vào bẫy, nhìn nụ cười đầy dẫy mưu đồ đó của Tiền Hải, Trần Triệu Dương cười lạnh. Có lẽ Tiền Hải cũng không biết ân oán giữa mình và nhà họ Mộ Dung, nếu không ông ta cũng sẽ không làm như vậy. Mọi người bên nhà họ Bạch thấy tình cảnh này thì đều trợn mắt há mồm. Đường đường là gia chủ nhà họ Tiền, Tiền Hải. Cứ thế mà chết rồi. Cũng quá hoang đường rồi đó. Ngược lại là nhà họ Tiền hoàn toàn không cách nào in được kết quả này. Lúc trước họ hoàn toàn không nghĩ đây chính là kết cục mà nhà họ Tiền phải chịu. Dù sao thì dưới cái nhìn của bọn họ thì nhà họ Bạch nhiều nhất cũng chỉ chống được 3 lần đánh, để bên đó khuất phục. Cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tình hình hiện tại lại hoàn toàn ngược lại. Võ đạo tông sư của nhà họ Tiền đều đã mất hết. Ngay cả gia chủ cũng chết rồi, bọn họ còn hy vọng được gì nữa. Vào lúc này, tất cả người nhà họ Tiền đều ký thác hy vọng lên người nhà họ Mộ Dung, dù gì thì nhà họ Tiền của họ cũng là một nhánh phụ của nhà Mộ Dung, cũng không thể cứ trơ mắt nhìn họ cứ như vậy tan biến, trở thành lịch sử chứ.
cậu đáng chết, cuối cùng Mộ Dung Lâm cũng đỡ được đòn tấn công của Trần Triệu Dương, nhưng khi ông ta khôi phục tinh thần lại thì Tiền Hải đã chết đến không thể chết hơn được nữa, điều này làm cho Mộ Dung Lâm cực kỳ phẫn nộ. Lúc này Trần Triệu Dương đã cất bức thư đi, bây giờ không phải là lúc để đọc, phải giải quyết trận chiến trên võ đài này trước đã. Mộ Dung Lâm, dừng lại đi, ngay khi Mộ Dung Lâm lại muốn ra tay, một vài ông lão đã nhảy vọt lên, ngăn cản Mộ Dung Lâm. Các vị, nhà họ Mộ Dung chúng tôi không có ý định can thiệp vào cuộc chiến đấu trên võ đài, chúng tôi sẽ đi xuống. Một lão già liếc nhìn Trần Triệu Dương thật sâu, sau đó trừng mắt lên với Mộ Dung Lâm và định kéo ông A đi xuống. Anh hai, chờ một chút, nhưng Mộ Dung Lâm lại nôn nóng, lập tức nói nhỏ vào tai anh hai của mình là Mộ Dung Thanh vài câu. Đây là sự thật sao? Ánh mắt của Mộ Dung Thanh hơi chuyển khi nghe thấy lời nói của Mộ Dung Lâm rồi liếc mắt nhìn qua Trần Triệu Dương đang đứng bên cạnh. Đó là sự thật, Mộ Dung Lâm nói khẽ, trong mắt lộ ra vẻ sốt ruột. Được, tốt lắm, sau khi nhận được lời xác nhận của Mộ Dung Lâm, trong mắt Mộ Dung Thanh lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nhìn về phía Trần Triệu Dương và nói, đưa đồ vật mà Tiền Hải giao cho cậu ra đây, việc này coi như xóa bỏ. Một người khác không đủ trí não lại tới, có đánh hay không? Nếu không đánh thì mau lăn xuống đi, đừng có kêu la làm cho người ta chướng tai gai mắt ở đây nữa. Trần Triệu Dương liếc nhìn cái người đang tự cho là đúng kia, nhưng khi anh lên tiếng có thể khiến cho người ta tức chết. Thằng nhóc, cậu không biết nhà họ Mộ Dung của chúng tôi là tồn tại như thế nào sao? Nếu như cậu thật sự biết thì tôi nghĩ cậu sẽ không hấp tấp mà nói chuyện. Với tôi như thế này, ánh mắt của Mộ Dung Thanh rất lạnh lùng, cùng với giọng nói trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lẽo. Hả, tồn tại như thế nào vậy? Ông tồn tại ở trong hâm tâm của tôi sao? Thật là não tàn. Vậy mà lại đi nói danh tiếng gia tộc ra đây, nhiều tuổi như vậy rồi mà còn rất ngây thơ, Trần Triệu Dương thả lỏng, vẻ mặt tràn ngập sự khinh thường mà nhìn ông ta. Ha ha, vốn dĩ mọi người đang toát mồ hôi lạnh thay cho. Trần Triệu Dương, dù sao thì không có ai dám đối địch ở trước mặt nhà họ Mộ Dung, nhưng nghe xong một câu kia của Trần Triệu Dương thì mọi người đều bật cười, anh chàng này thật sự là thiên tài. Tôi đã quyết định, từ nay về sau, Trần Triệu Dương sẽ là thần tượng của tôi. Người qua đường thành fan, thật là lợi hại, thật sự là Trần cãi lại, cãi vương đó. Tài ăn nói rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, thực sự là một người yêu lý tưởng. Những người xung quanh đều rất tôn sùng Trần Triệu Dương, một số cô gái mê trai đều ngưỡng mộ Trần Triệu Dương. Nếu cậu đã không chịu giao nó ra đây, vậy thì tôi chỉ có thể tìm nó từ trên thi thể của cậu mà thôi. Mộ Dung Thanh cười lạnh, so với việc làm trái quy tắc thì không có gì phải nghi ngờ, bí mật mà Tiền Hải biết còn quan trọng hơn. Muốn thì tới đây, cứ việc lấy đi, người mà tôi chờ chính là các người, Trần Triệu Dương lại không khách sáo, cơ thể chuyển động, phi người đến chỗ Mộ Dung Thanh. Lão già này nói nhảm nhiều quá, giọng nói cũng quá khó nghe, Trần Triệu Dương thật sự không chịu nổi nữa, dù sao cũng là người nhà họ Mộ Dung, nếu giải quyết được một người trước thì sau này sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Tới đây, hôm nay tôi sẽ cho cậu xem tuyệt kỹ của nhà họ Mộ Dung chúng tôi là như thế nào. Mộ Dung Thanh quát lớn. Sau đó đón lấy một chưởng của Trần Triệu Dương. Những người còn lại trong nhà họ Mộ Dung thấy vậy, lập tức nhảy ra khỏi võ đài, đã có Mộ Dung Thanh ra tay thì hoàn toàn không cần đến bọn họ, nếu Mộ Dung Thanh không thể ra tay thì bọn họ cũng vậy. Sau đó, Trần Triệu Dương và Mộ Dung Thanh quấn vào nhau mà chiến đấu. Thực lực của Mộ Dung Thanh đã là cảnh giới tiểu thành võ đạo tông sư, cho nên Trần Triệu Dương đánh với ông ta vô cùng thỏa thích. Bởi vì Mộ Dung Thanh này cũng tu luyện thể chất, bằng không thì ông ta sẽ không thể đỡ được một đòn tấn công cực kỳ dã man của Trần Triệu Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này, trong lòng Mộ Dung Thanh cực kỳ chấn động, bởi vì ông ta có thể cảm nhận được Trần Triệu Dương hoàn toàn không dùng đến chân khí, mà là dựa vào thân thể của anh. Tôi muốn xem thân thể của cậu lợi hại, hay là vũ khí của tôi lợi hại, trong mắt Mộ Dung Thanh lộ ra vẻ hung ác. Sau đó ông ta từ trong tay áo rút ra một con dao ngắn, chặn lại đòn tấn công của Trần Triệu Dương nhanh như một cơn gió. Để cho ông dùng vũ khí một chút vậy, dù sao khi ông chết rồi cũng không thể dùng được nữa, Trần Triệu Dương lại đi về phía Tiền Hải, đá cây trường thương lên, quay trở lại đúng lúc đánh lên con dao ngắn của Mộ Dung Thanh. Tục ngữ có câu, vũ khí mà dài một tấc thì mạnh, ngắn một tấc thì nguy. Đương nhiên là tấn công bằng trường thương thì phải khua động và phát động đòn tấn công. Còn con dao ngắn thì phải gần người mới tấn công được, nếu không thì hoàn toàn không thể đụng vào cơ thể của người ta, làm sao tấn công được nữa. Tuy nhiên,
loại vũ khí ngắn này cũng có ưu điểm của nó, đó là một khi nó tới gần người thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, Trần Triệu Dương sẽ không phạm vào sai lầm như vậy, anh lập tức vung thương lên phát động tấn công, không cho Mộ Dung Thanh một chút cơ hội nào. Không được rồi, anh hai gặp nguy hiểm, nhìn thấy cảnh này, trong lòng của mấy lão già nhà họ Mộ Dung bắt đầu căng thẳng. Mặc kệ nó, chúng ta lập tức đi lên, đoạt lấy đồ vật vào trong tay rồi nói sau. Nếu không, lần sau muốn tìm cơ hội như vậy cũng không dễ dàng nữa, Mộ Dung Lâm cực kỳ căm hận Trần Triệu Dương, lúc này ông ta bỗng nhiên lên tiếng. Đúng vậy, cho dù những gia tộc nhị lưu tự mình đến đánh dẹp thì làm sao? Cho bọn họ mượn lá gan thì bọn họ có dám không? Có người lập tức đồng ý, hiển nhiên là ở trong lòng bọn họ, nhà họ Mộ Dung là một tồn tại vô cùng lớn mạnh. Đã vậy thì chúng ta lên thôi, Mộ Dung Lâm sốt ruột mà nói. Hai người đi lên thôi, nếu không thì quá bắt nạt người ta sao, những người khác cũng không có ý ra tay, dù sao loại chuyện lấy nhiều bắt nạt ít này vô cùng mất mặt. Hai người Mộ Dung Lâm cũng không có từ chối, hai mặt nhìn nhau rồi sau đó cùng xông thẳng lên võ đài. Trần Triệu Dương cũng biết được cách đối nhân xử thế của nhà họ Mộ Dung, đương nhiên là anh đã đề phòng những người này sẽ lấy nhiều bắt nạt ít. Quả nhiên, khi thấy hai người Mộ Dung Lâm xông lên võ đài, anh cũng không cảm thấy bất ngờ. Chơi đủ rồi, bây giờ cả đám các người đều lên đây, vậy thì kết thúc thôi, nhìn thoáng qua hai người nhà họ Mộ Dung còn đang ngồi dưới khán đài, Trần Triệu Dương không chần chờ nữa. Anh giả vờ lâu như vậy là vì chờ những người này nhảy ra, tuy rằng chỉ có ba vị võ đạo tông sư, nhưng cho dù nhà họ Mộ Dung có cường thịnh trở lại thì việc mất đi ba vị võ đạo tông sư cũng đủ để làm cho bọn họ đau lòng. Trời đất ơi, nhà họ Mộ Dung này thật sự là không biết xấu hổ. Lấy ba đánh một thì đúng là quá mất mặt. Mặt mũi là cái gì? E rằng nhà họ Mộ Dung cũng chưa bao giờ biết đến đâu. Muốn chết sao? Ngay cả điểm trọng yếu của nhà Mộ Dung mấy người cũng dám động vào sao? Đừng nói nữa, xem tiếp đi. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì lập tức nổ tung, nhà họ Mộ Dung đi lên cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bọn họ không ngờ rằng nhà họ Mộ Dung lại phá vỡ quy tắc của cuộc chiến trên võ đài một cách công khai như vậy. Lấy ba chọi một, việc này thật sự là quá ngang ngược, cũng không thèm đặt các anh hùng trên khắp thế giới vào trong mắt. Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Thanh, hai ông đúng là quá vô sỉ, dừng được rồi đấy, thấy hai người này đi lên, Trần Triệu Dương nở nụ cười tàn khốc. Giao thứ đó ra đây, tôi sẽ tha cho cậu một mạng, sắc mặt Mộ Dung Thanh thay đổi, nhưng dù sao đó cũng là người trong dòng họ mình, ông ta lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương, nói. Bớt nói linh tinh lại đi, chạy qua đây, nếu tôi nhíu mày thì phải bò từ đây xuống, Trần Triệu Dương đột nhiên giơ cây giáo trong tay lên, chỉ vào ba người, quát. Đi chết đi, ba người kia nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy thì nhìn nhau, sau đó tung người nhảy lên, bao vây anh lại. Quá vô sỉ, Trần Triệu Dương. Tôi tới giúp cậu, Bạch Hùng thấy cảnh tượng này thì tức sôi máu, đứng bật dậy, đi lên võ đài. Bạch Hùng, ông cứ ở dưới đi, dám lên đó, có tin chúng tôi bao vây nhà họ Bạch các ông không? Lúc này, đám người nhà họ Tiền cản Bạch Hùng lại, không cho. Ông ấy ởi lên. Nói cho cùng, khó khăn lắm nhà Mộ Dung mới chịu ra tay, hơn nữa nhìn tình hình thì có lẽ khó mà tránh khỏi một trận chiến gay gâu. Thế thì tỷ lệ sống sót của nhà họ Tiền bọn họ sẽ cao hơn rất nhiều, đương nhiên không muốn để Bạch Hùng ở ra quấy phá rồi. Chỉ là ba lão già thôi, ông đừng lo, không làm khó được tôi đâu, nhìn thấy dáng vẻ ấy của Bạch Hùng, Trần Triệu Dương lập tức mở miệng khuyên can. Nhưng mà, nghe được lời của anh, hiển nhiên Bạch Hùng cũng biết dù mình có lên đó cũng không thể làm gì được, lúc đó có khi nhà Mộ Dung còn nhân cơ hội giết cả ông ấy cũng không chừng. Vậy thì cậu nhớ cẩn thận một chút. Trên khuôn mặt Bạch Hùng thoáng qua vẻ áy náy, bất lực nói với Trần Triệu Dương. Anh không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người kia. Anh phải giết chết họ bằng một đòn, nếu không võ đạo tông sư mà muốn chạy trốn thì không. Ai có thể ngăn cản được, kể cả anh. Bất kể đám đông dưới võ đài đang nói gì, ba ông lão họ Mộ Dung bên trên và Trần Triệu Dương đấu với nhau, đánh vô cùng kịch liệt. Khi vừa lên, Trần Triệu Dương không tỏ ra mình dũng mãnh ngay. Anh phải làm ra vẻ mình không trụ nổi nữa. Dĩ nhiên, với thực lực hiện tại, anh vẫn thấy khá khó khăn để cản lại những đòn công kích của ba người, buộc phải cố gắng không để ba ông lão đối diện phát hiện ra cường độ cơ thể đáng sợ của mình. Đúng như kế hoạch, theo thời gian của trận đấu dần trôi, Trần Triệu Dương bắt đầu xuất hiện tình trạng kiệt sức vô cùng nguy cấp, nhiều lần suýt bị ba người kia đánh trúng chỗ hiểm. Lần nào anh cũng tránh thoát giữa ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Thấm và Tăng Kim Lai phía dưới đều giật thót.
nhìn chằm chằm vào võ đài, chỉ thiếu điều xông lên. Các đệ tử trong nhà họ Bạch đương nhiên hy vọng Trần Triệu Dương sẽ chiến thắng, nhà họ Tiền thì ngược ý lại. Hôm nay bọn họ thất bại thảm hại, khó khăn lắm nhà Mộ Dung mới ra mặt cho họ, nếu lại thất bại lần nữa thì mạng của nhà họ Tiền chỉ còn có thế thôi. Trần Triệu Dương luôn kiên nhẫn, không bộc phát sức mạnh chính là vì để chờ thời cơ ba người kia tụ tập lại với nhau. Ba người kia đánh đã được một lúc, không, còn nhẫn nại được nữa, cùng nhau ra tay nhằm một kích giết chết Trần Triệu Dương. Chính là lúc này, Trần Triệu Dương chờ thời cơ này muốn một, rõ ràng có tí đòn công kích thôi, nhưng những người này đến phòng ngự của anh cũng không phá được, đã thế anh còn phải giả bộ khó khăn lắm mới tránh thoát, không dám vận dụng tiêu giao bộ, thật sự là quá uất ức. Vì vậy, cuối cùng cũng thấy ba lão này đứng chung một chỗ, Trần Triệu Dương không nhịn được nữa. Anh bật người lên, bộc phát tốc độ, cây giáo trong tay hóa thành vô số cái bóng mạnh mẽ đâm tới ba người kia. Mà đòn công kích của họ cũng đã đến trước mặt Trần Triệu Dương, anh không hề có ý định ngăn cản nó, nhìn anh như đang tự sát vậy. Chết tiệt, cậu ta muốn cá chết lưới rách với chúng a, trong suy nghĩ của họ, Trần Triệu Dương chắc chắn sẽ tự vệ trước rồi mới tìm kiếm cơ hội, họ hoàn toàn không nghĩ rằng anh không hề cản lại chỉ vì muốn giết họ. Sau khi phát hiện điều này, ba người lập tức nổi điên. Họ mặc dù sống lâu rồi nhưng còn chưa đủ đâu, họ không muốn chết ở đây. Ba người lập tức thi triển đòn đánh của riêng mình, muốn ngăn cản sự công kích của Trần Triệu Dương. Nhưng công kích của anh sao có thể bị cản lại dễ dàng được. Khi bóng cây giáo của Trần Triệu Dương lao tới trước mặt, họ chỉ cản được trong nháy mắt, ngay sau đó, cả ba người đều bị đánh trúng chỗ hiểm. Phụt! Ba người bị đòn tấn công của Trần Triệu Dương đánh trúng, hộc ra máu tươi, khuôn mặt sụp xuống, lộ ra vẻ đau đớn. Nhìn lại Trần Triệu Dương, mặc dù anh đánh sau nhưng lại tới trước ba người. Trong lúc cả ba bị đánh bay ra ngoài, Trần Triệu Dương thong thả ném cây giáo trong tay đi, hai tay đột nhiên vòng thành một vòng tròn ở trước ngực. Đòn công kích của ba ông lão kia rơi vào vòng tròn của Trần Triệu Dương, anh lập tức bị luồng sức mạnh ấy đẩy lùi ra ngoài. Chẳng qua, đòn công kích cũng vì vậy mà bị ngăn cản, theo Trần Triệu Dương lui về phía sau mấy bước, lực công kích cũng yếu đi. Anh nhân cơ hội triệt tiêu toàn bộ lực lượng của nó. Làm xong mấy việc này, Trần Triệu Dương nhìn về phía ba người kia, có điều lúc này đã biến thành năm người, vì hai kẻ họ Mộ Dung ở dưới võ đài kia cũng đi lên theo. Hiển nhiên, chiêu giả heo ăn cọp vừa rồi của Trần Triệu Dương đã làm cho nhà Mộ Dung trở thành trò cười cho người khác, vì vậy mặc dù hai tên kia rất khinh thường việc ức hiếp vãn bối, nhà Mộ Dung cũng tuyệt đối không thể bị mất mặt nữa. Cho nên, hôm nay họ phải chém chết Trần Triệu Dương ngay tại đây để lập uy, nếu không sau này làm sao bọn họ có thể đi lại trên giang hồ được. Sao vậy, nhà Mộ Dung quen lấy nhiều khi ít rồi phải không? Xem ra cái nhà này cũng chỉ như vậy thôi, toàn là một lũ chuột nhát nhát gan, vô sỉ. Làm chuyện này cũng thật thuận buồm xuôi gió, cũng có tâm đắc gì rồi đây, Trần Triệu Dương giễu cợt, những lời này bị anh dùng chân khí khuếch đại, người xung quanh đều hoàn toàn nghe thấy rõ. Mày! Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai ông lão Mộ Dung tức khắc nổi cơn tam bành, nhưng họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao thì Trần Triệu Dương cũng quá mạnh. Đã lên hết rồi thì khoan hãy đi, đánh một trận rồi đi cũng không muộn, Trần Triệu Dương không quan tâm những người này đang nghĩ gì, lên rồi xuống lại thì còn làm ăn được gì nữa. Anh phóng tới hai người họ với tốc độ nhanh như chớp, hiển nhiên anh không định để cả năm người này được đi, suy cho cùng, anh đã thành kẻ thù của nhà Mộ Dung, tất nhiên phải dùng hết sức để tiêu hao sức mạnh của họ rồi. Đằng này cả năm còn đều là võ đạo tông sư, anh tin rằng... Dù nhà họ Mộ Dung đáng sợ như thế cũng phải chịu đả kích nặng nề khi một lần mất đi cả năm vị võ đạo tông sư, đây cũng là nguyên nhân tại sao anh muốn năm ông già này hoàn toàn ở lại võ đài. Giờ thì, các ông có thể đi chết rồi, Trần Triệu Dương lạnh lẽo cười, tiến về phía hai người họ. Dừng, chúng tôi nhận thua, hai người nhà Mộ Dung vốn còn định chém giết Trần Triệu Dương, nhưng khi hai người bọn họ thấy sức mạnh của Trần Triệu Dương bùng lên thì lập tức mở miệng ra nói. Nhận thua, sao có thể chứ? Trừ phi là gia chủ của nhà họ Tiền nói, huống hồ, là các người tự phá hỏng quy tắc trước, tôi chỉ học tập theo mà thôi, Trần Triệu Dương nở một nụ cười đáng sợ, đi thẳng đến trước mặt bọn họ. Hai người kia rơi vào đường cùng đành phải ra tay ngăn cản. Trần Triệu Dương trực tiếp ép hai người bọn họ ra, cùng lúc đó, cây thương dài trong tay Trần Triệu Dương đột nhiên vạch một đường, một người trong đó nằm ngay trong tầm tấn công của Trần Triệu Dương, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Một người khác thấy tình hình không ổn, bất chấp những người khác điên cuồng lao ra ngoài.
hiển nhiên ông ta cũng thấy được mạng sống quan trọng hơn nhiều. Trần Triệu Dương không vội đuổi theo mà cầm cây thương dài, phát ra sức lực mạnh mẽ, đâm xuyên thẳng vào người xui xẻo kia. Mày, nhà Mộ Dung nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, mày nhất định phải chết, trong đôi mắt kia lộ ra vẻ không thể tin nổi, sau đó người kia hung tợn quát lên. Tao có chết hay không thì không biết, chỉ có điều, bây giờ chắc chắn mày sẽ phải chết, Trần Triệu Dương đột nhiên co lại, ném người đó xuống dưới. Cây thương, dài trong tay bị anh coi như phi tiêu, hung hăng phi về phía một tên Mộ Dung khác đang chạy trốn. Ai cũng đừng hòng trốn thoát, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn theo cây thương dài đã bay xa, nói. Người kia hoàn toàn không nghĩ đến việc Trần Triệu Dương sẽ dùng một chiêu này, muốn trốn tránh nhưng đã không còn kịp nữa rồi, ông ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vàng dùng hai tay khoanh lại, chắn trước người. Ông ta thấy, tấn công như vậy hoàn toàn không thể phá vỡ được lớp phòng thủ, cộng thêm việc khoảng cách này cũng khá dài, chắc chắn là sức mạnh sau đó sẽ không đủ. Xuy. Ngay lúc còn đang ảo tưởng, cây thương dài đã đâm xuyên thẳng qua hai tay của người đó, đồng thời đâm một phát vào ngực, chỉ có điều, nhờ có hai tay cản lại cho nên không đến mức bị một nhát phi đó đâm trúng, xem như vớt được một mạng. Người này vô cùng đau đớn, cả hai tay đều bị xuyên qua, tuyệt nhiên không dám động đậy, bởi vì chỉ cần hơi cử động thôi là đã đau muốn chết rồi. Nhưng sự kích thích từ việc chạy trối chết lại khiến cho bộ não của ông ta tỉnh táo một cách lạ thường, hai chân đột nhiên đạp một cái. Cả người điên cuồng phóng về phía trước, tốc độ nhanh chóng, so với lúc trước khi bị thương thì còn kinh khủng hơn nhiều. Cút ngay cho tao, tao không muốn chết, người kia bị Trần Triệu Dương dọa cho sợ hãi, không ngờ rằng tốc độ của Trần Triệu Dương lại nhanh như vậy. Nói cách khác, vừa nãy khi Trần Triệu Dương đang đánh nhau với đám người Tiền Hải và Mộ Dung Thanh, anh đều chưa từng dốc hết sức lực, vẫn luôn diễn kịch mà thôi. Rốt cuộc mày là ai? Có thù hận gì với nhà Mộ Dung bọn tao? Lúc này cuối cùng người kia cũng hiểu được rằng, tên Trần Triệu Dương này chắc chắn có thù với nhà Mộ Dung bọn họ, nếu không thì cho dù là bất cứ người nào cũng sẽ không làm những hành động điên cuồng như vậy. Muốn biết à, đợi đến khi nhà Mộ Dung bị diệt sạch rồi, đến lúc đó tao sẽ nói cho biết. Đợi đến khi bọn chúng xuống dưới rồi thì sẽ nói cho mày nghe nhé. Bây giờ mày đi trước một bước đi, Trần Triệu Dương ta ác cười, sau đó đánh một chưởng, hung hăng đâm thẳng cây thương dài lên ngực ông ta. Cảm nhận được sinh mạng của mình dần dần biến mất đi, người kia há to miệng, nhưng cũng không thể nói được gì nữa. Mục đích Trần Triệu Dương tới nơi này đúng là để thăm dò rõ ràng thực lực của nhà Mộ Dung, lần này có thể giết sạch 5 vị tông sư võ đạo của nhà Mộ Dung cùng một lúc, cũng có thể nói là sức mạnh của họ đã giảm đi rất nhiều. Chỉ là, Trần Triệu Dương hơi nghi ngờ, thực lực của mấy tên tông sư võ đạo này đều giống nhau, không phải là vô cùng mạnh. Nếu như tông sư võ đạo mà chỉ có khả năng như thế thì đúng là quá kỳ lạ. Phải biết là, lúc trước hai lần quyết đấu của anh đều vô cùng nguy hiểm, hai người kia không có một ai là dễ đối phó, thế nhưng lần này tông sư võ đạo của nhà Mộ Dung và nhà họ Tiền đều quá yếu. Tốt quá rồi, lần này cuối cùng cũng bảo vệ được nhà họ Bạch, khi thấy Trần Triệu Dương đã giết gần hết người nhà Mộ Dung, Bạch Hùng thở phào một hơi, sau đó đặt mông ngồi trên đất, không thèm để ý đến hình tượng của bản thân mình một chút nào. Lúc này tinh thần người nhà họ Tiền lại vô cùng sa sút. Trước khi đến đây bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến kết quả này. Phải biết rằng bọn họ vẫn luôn bàn nhau việc nên xử lý nhà họ Bạch thế nào, chỉ là bọn họ xưa nay chưa từng nghĩ đến việc, nếu như bọn họ thua thì nhà họ Bạch sẽ xử lý bọn họ thế nào. Trần Triệu Dương quay về phía xa, hiện trường lập, tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trần Triệu Dương xuất hiện khiến bọn họ có định nghĩa mới về kẻ mạnh. Thì ra tông sư võ đạo lại có thể giống rau dưa như thế. Cảm giác sùng bái tông sư võ đạo đã giảm đi rất nhiều, chỉ có điều, mọi người cũng biết không phải tông sư võ đạo không đủ mạnh, mà là Trần Triệu Dương quá mạnh. Trần Triệu Dương không ở lại nơi này lâu, nói một tiếng với Bạch Thấm xong thì dẫn Tăng Kim Lai đi luôn. Lúc đầu nhà họ Bạch còn muốn mời Trần Triệu Dương ở lại tham gia tiệc ăn mừng, chẳng qua là không ngờ Trần Triệu Dương lại vội vàng rời đi như thế, điều này khiến họ vô cùng thất vọng. Không chỉ thế hệ trẻ sùng bái Trần Triệu Dương mà ngay cả các bậc cha chú cũng phải kính nể. Thấm, con thành thật khai báo đi, con và Trần Triệu Dương có quan hệ như thế nào? Bạch Hùng vốn không muốn hỏi trực tiếp như thế, nhưng Trần Triệu Dương đột nhiên rời đi lại khiến ông ấy không dám chắc. Bố, con với Trần Triệu Dương thì có quan hệ gì được? Chỉ có bạn bè mà thôi, nghe bố mình nói vậy, Bạch Thấm sững người, sau đó vô cùng bình tĩnh nói. Vậy. Các con không có quan hệ gì thân thiết hơn một chút sao? Bạch Hùng nghe xong cảm thấy vô cùng thất vọng,
truy hỏi. Gái gì à, bố đừng nói lung tung, con với anh ấy sao lại có thể có quan hệ gì khác được, nghe thấy bố mình nói như thế, Bạch Thấm lập tức đỏ bừng mặt, hờn dỗi nói. Ôi chao, con bé ngốc của bố, coi như là không có quan hệ thân thiết gì hơn thì cũng phải tạo ra nó chứ. Cậu ta là một thanh niên trẻ tuổi ưu tú như thế, nếu như con không giữ chặt, sau này cậu ta không thuộc về con nữa, đến lúc đó con sẽ hối hận cả đời, Bạch Hùng nói với con gái mình với giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bố nói mò cái gì thế, Trần Triệu Dương đã kết hôn rồi. Con và anh ấy tuyệt đối không có quan hệ như, vậy đâu, đối với logic của bố mình, Bạch Thấm cũng phải phục, bất đắc dĩ, cô ấy đành phải nói ra tình hình thực tế. Cái gì, cậu ta đã kết hôn rồi mà còn tới trêu chọc, con gái của bố à, cái thằng cặn bã này, không được, bố phải đi tìm cậu ta, để cậu ta nói cho rõ ràng, Bạch Hùng nghe xong lập tức trợn mắt một cái, tức tối nói. Trời ạ, nếu như hôm nay anh ấy không đến thì nhà họ Bạch chúng ta đã không còn tồn tại nữa rồi, logic này của bố đúng là đáng sợ, Bạch Thấm lườm ông ấy một cái, buồn bực nói. Tất nhiên, Trần Triệu Dương không hề hay biết những điều này, sau khi rời khỏi đây, anh nói Tăng Kim Lai lái xe đến vùng ngoại ô thành phố. Trận chiến vừa rồi trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự thật là anh đã phải bộc lộ 100% sức mạnh, ngay cả chiêu thức mạnh nhất cũng được tung ra, ngoại trừ một số chiêu thức cấm kỵ, anh gần như đã dùng hết bản lĩnh của mình, cuối cùng mới có thể làm được đến bước này. Dùng toàn lực chiến đấu cũng có một ưu điểm, qua trận chiến vừa rồi anh đã nhận ra, dường như bản thân anh sắp đột phá, vậy nên anh mới vội vàng rời đi. Nếu không, đột phá trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế, không may bị người khác quấy rầy, đến lúc đó nhẹ nhất là tẩu hỏa nhập ma, anh không thể mạo hiểm như vậy. Thật ra, chân khí của anh đã tích lũy đến mức độ cao nhất, chẳng qua là Trần Triệu Dương không đột phá mà đem chân khí dồn nén lại. Có điều, dồn nén thì cũng có cực hạn, sau trận chiến đấu kịch liệt vừa rồi, màng ngăn đột phá trong cơ thể anh đã xuất hiện vết nứt, nói cách khác, cho dù anh có tiếp tục áp chế cũng vô dụng, việc đột phá nhất định phải diễn ra. Nếu suy nghĩ này của Trần Triệu Dương bị những người cả đời kẹt ở cảnh giới thiên tiên, đến chết cũng không thể đột phá nghe thấy, sợ rằng chỉ muốn lập tức bắn chết anh. Lão Tăng, lái xe nhanh một chút, mau chóng đến nơi không người đi, Trần Triệu Dương cố gắng áp chế chân khí đang dục dịch trong cơ thể mình, cắn răng quát lớn với Tăng Kim Lai. Tăng Kim Lai chưa bao giờ thấy Trần Triệu Dương cư xử như vậy, nhất thời sợ hãi. Anh ta còn tưởng rằng trong trận chiến vừa rồi Trần Triệu Dương gặp phải vấn đề gì đó nên cũng không nói thêm lời dư thừa, trực tiếp lái xe phi như điên về phía khe núi hảo lánh. Phải biết rằng, chiếc xe mà Tăng Kim Lai đang lái không phải xe Việt giã, xe đi càng nhanh, sàn xe càng bị mài mòn nhanh chóng, có lẽ chẳng bao lâu nữa, chiếc xe này sẽ bị hỏng hoàn toàn. Chỉ là, hiện tại Tăng Kim Lai không quan tâm được. Nhiều như thế, đưa Trần Triệu Dương đến một nơi hẻo lánh đã rồi nói sau. Chuyện tu luyện này anh ta cũng không hiểu rõ, Trần Triệu Dương nói cái gì thì anh ta làm theo cái đó. Tốc độ của chiếc xe vô cùng nhanh, Tăng Kim Lai thề, cả đời này anh ta chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy, lái xe kiểu này quả thật rất điên cuồng. Ở đây chờ tôi, không cần đi theo, hiện tại Trần Triệu Dương cảm thấy vùng bụng của mình giống như một cái lò nung. Hơn nữa, lò nung này còn sắp nổ tung, nếu như anh không áp dụng một số phương pháp, cơ thể anh nhất định sẽ nổ tan xác. Cho nên, Trần Triệu Dương không đợi được Tăng Kim Lai đưa anh tới nơi hẻo lánh, xe còn chưa dừng lại, anh đã trực tiếp đá văng cửa xe, điên cuồng lao về phía khe núi. Tăng Kim Lai nhìn tốc độ khủng bố của Trần Triệu Dương liền biết được sự việc vô cùng khẩn cấp, tuy rằng Trần Triệu Dương nói anh ta không cần đi theo, nhưng anh ta không thể trơ mắt nhìn anh lâm vào nguy hiểm. Tăng Kim Lai cũng xuống xe, sau đó vòng ra phía sau, từ một nơi tương đối bí mật lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một khẩu súng và hai viên đạn. Anh ta thuần thục nạp đạn rồi nhét khẩu súng vào đai lưng của mình. Tiếp đó, Tăng Kim Lai đi về hướng mà Trần Triệu Dương rời đi, đuổi theo anh. Tốc độ của Trần Triệu Dương cực kỳ nhanh, chân khí bên trong cơ thể gần như sụp đổ, Trần Triệu Dương không dám chậm trễ, anh tìm được một hốc cây rồi nhanh chóng chui vào. Trần Triệu Dương vừa chui vào hốc cây, chân khí bên trong cơ thể đã điên cuồng phóng tới cánh cửa võ đạo ông sư, giống như một cơn lũ lớn cuộn trào lao tới đập. Nước! Rồi tiến thẳng ra sông lớn. Khi Trần Triệu Dương bắt đầu tu luyện ở bên trong thì bên ngoài cũng phát sinh những biến hóa mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Xuất hiện biến hóa đầu tiên chính là cây cối xung quanh anh, chúng vốn đang tươi tốt đón ánh sáng mặt trời, nhưng khi Trần Triệu Dương bắt đầu đột phá thì linh khí xung quanh bị anh hấp thụ hết,
Kết quả, những cây đó trở nên héo rũ, giống như gặp phải một trận hạn hán trong thời gian dài. Ngoài ra, thời tiết hôm nay cũng bắt đầu thay đổi, bầu trời vốn trong xanh dần dần trở nên u ám, áp suất không khí dường như hạ thấp hơn rất nhiều, khiến người A cảm thấy vô cùng khó chịu. Sẽ không phải là anh Trần đang gây ra thảm họa thiên nhiên chứ? Cuối cùng, Tăng Kim Lai cũng đuổi tới chỗ Trần Triệu Dương, mới đến gần vị trí ấy, anh ta đã cảm nhận được một luồng áp suất không khí, không nhịn được nói đùa một câu. Lúc này, Trần Triệu Dương đang điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh, dần dần, linh khí trong phạm vi 2 km bị Trần Triệu Dương hấp thụ hết, hơn nữa, phạm vi này còn có dấu hiệu tăng lên. Thời điểm Trần Triệu Dương chuẩn bị đột phá, ở một biệt thự trong nội thành thủ đô, một ông cụ đột nhiên mở o hai mắt, chờ mình đứng dậy nhìn về phía tây bắc thủ đô. Sau đó, trong bộ áo dài, ông ta lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ở trong một ngôi nhà cực kỳ rách nát, một ông cụ nằm trên chiếc ghế dưới bóng cây hòe, vốn đang lim dim ngủ, bỗng nhiên, ông ta cũng chậm rãi mở to hai mắt, trong đôi mắt mở đục tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Tiếp đó, dưới bóng cây hòe chỉ còn lại chiếc ghế đang lắc lư, ông cụ đã không thấy đâu nữa. Tình huống tương tự cũng xuất hiện ở nhiều nơi trong thủ đô, không ngoại lệ, những người đó đều là những ông cụ 8, 90 tuổi, nếu có người nhìn thấy mấy ông cụ này, chỉ sợ cũng chấn động không thôi, bởi đó toàn là những người nổi tiếng một thời. Trần Triệu Dương tất nhiên là không biết chuyện này, hiện tại, anh đang cực kỳ đau đớn. Phải biết rằng, so với võ giả tiên thiên, võ đạo tông sư mạnh hơn rất nhiều, ngoại trừ chân khí xảy ra biến hóa, còn có một điều cực kỳ quan trọng. Thời điểm võ đạo tông sư thăng cấp, phải trải qua một lần tẩy rửa xương cốt, nói cách khác, chẳng những phải đem chất bẩn trong cơ thể bài trừ ra ngoài mà còn phải rèn luyện thân thể của mình, làm cho cường độ thân thể và sức mạnh tăng lên nhanh chóng. Cho nên, thực lực của võ đạo tông sư có thể thoải mái nghiền ép võ giả tiên thiên. Chẳng qua, vì thân thể của Trần Triệu Dương quá mức cường đại, thế nên, lần thăng cấp lên võ đạo tông sư này, quá trình tẩy rửa xương cốt của anh cũng đau đớn gấp bội. Anh đã rèn luyện thân thể 4 lần, mỗi lần đều mang lại cho anh những bước nhảy vọt về thể chất. Mỗi lần rèn luyện cơ thể đối với võ đạo tông sư là một cơ hội, Trần Triệu Dương rèn luyện 4 lần, cường độ thân thể của anh đã đạt đến trình độ vô cùng khủng bố. Mà đối với một thân thể khủng bố như vậy, nếu nó được rèn luyện, tức là đem thân thể đã được rèn luyện tốt rèn luyện thêm nhiều lần nữa, giống như dùng lưỡi cày, xới lên một vùng đất cực kỳ cứng rắn. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được. Quá trình rèn luyện này đau đớn đến mức nào? Thời gian trôi qua, hốc cây cổ thụ mà Trần Triệu Dương chui vào lúc trước đã bị hơi thở cường đại trên người anh làm cho vỡ nát, áp suất không khí ngày càng khủng bố. Vốn Tăng Kim Lai đứng cách chỗ Trần Triệu Dương không xa, nhưng dường như luồng áp suất này ngày càng mạnh mẽ, là một người bình thường, Tăng Kim Lai đành phải lùi về phía sau hơn 100 mét, lúc này, thân thể mới cảm thấy dễ chịu hơn. Ngay lúc Tăng Kim Lai cảm giác Trần Triệu Dương gây ra động tĩnh có chút lớn, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh anh ta, điều này khiến Tăng Kim Lai lập tức mở to hai mắt nhìn. Phải biết, vừa rồi anh ta còn không phát hiện ra bên cạnh có người, nhưng trong nháy mắt, một ông lão đã xuất hiện ở bên cạnh mình, cứ như gặp ma giữa ban ngày. Tăng Kim Lai dùng sức dụi dụi mắt, khi anh ta mở mắt ra, lại phát hiện thế mà không phải một ông lão, mà là hai người, điều này đã khiến anh ta bị dọa sợ. Đừng dụi mắt nữa, dụi nữa là mù đấy, chúng tôi không phải ma, ngay lúc Tăng Kim Lai lại muốn dụi mắt, lúc ông lão biến thành ba người, ông lão thứ ba vừa đến kia cười nói với Tăng Kim Lai. Nghe thấy ông lão này nói vậy, lúc này Tăng Kim Lai mới hơi thở dài một hơi, sau đó nhìn ba người bọn họ với vẻ mặt cực kỳ kính trọng. Có thể xuất hiện trước mặt anh ta như ma quỷ thế này, chỉ sợ ba ông lão này cũng là người trong võ đạo, hơn nữa còn là cao thủ. Chỉ là... anh ta căn bản không biết rốt cuộc ba ông lão này là địch hay là bạn. Tăng Kim Lai không phát hiện ra vẻ thù địch ở trên người họ, nhưng mấy ông lão có thực lực mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện như vậy, hơn nữa, chắc chắn đến vì Trần Triệu Dương. Thế nhưng lấy năng lực của anh ta, căn bản không có cách nào để ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi người kia có thể kịp thời tỉnh lại. Khí áp xung quanh càng ngày càng mạnh, Tăng Kim Lai lại lùi ra 100 mét, mà mấy ông lão kia vẫn bình yên đứng ở đó, căn bản không hề di chuyển. Người trẻ tuổi này, các ông thấy thế nào? Một ông lão mặt đỏ trong đó mở miệng hỏi. Chưa gặp bao giờ, chắc hẳn cậu ta mới lên cấp, thế nhưng động tĩnh lên cấp này có chút quá lớn. Ông lão với bộ râu bạc phơ, sắc mặt lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương, nghiêm túc nói. Tôi nói này lão tạ, lúc ông nói chuyện không thể làm ra vẻ đó được không? Có chút dọa người rồi,
nếu người ta không biết còn tưởng rằng ông là người xấu đấy, ông lão mặt đỏ ban đầu nói chuyện tức giận nói. Hừ, động tính này của cậu ta, sợ rằng sẽ thu hút không ít người đến lúc đó chỉ sợ thật sự sẽ có người có mục đích khó lường, tất cả đều phải xem số phận của cậu ta, lão già râu bạc trắng hừ lạnh, sau đó nhìn Trần Triệu Dương phía trước, nói. Giả nhân giả nghĩa, nếu tên nhóc này có thể gây ra động tĩnh lớn như thế, chắc chắn không đơn giản, nếu quả thật có người ra tay, chỉ sợ sau này sẽ vô cùng phiền phức, ông lão cuối cùng lắc đầu, sau đó thận trọng nói. Nghe thấy ông ta nói vậy, hai ông lão khác đều tán đồng gật đầu, ông lão này có thể nghĩ tới, đương nhiên bọn họ cũng có thể nghĩ đến. Trong lúc ba người bọn họ đang nói chuyện, một số người khác lại tới, những người này thuộc về các thế lực khác nhau. Xem khí thế trên người bọn họ thì đều là võ giả, hơn nữa thực lực cũng đều không kém. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một số người chính là đám võ giả đến xem chiến ở núi Thiên Khánh trước đó, đương nhiên họ cũng cảm nhận được động tĩnh bên này. Lại là anh Trần, anh ta làm sao vậy, khi bọn họ nhìn thấy Trần Triệu Dương ngồi ngay ngắn ở chính giữa, đã có rất nhiều người vây quanh, chỉ là không có người nào ra mặt. Tạ Đồ, Điền Đại Hà, Thẩm Tu, trời ạ, lại là ba vị này. Cho dù có chỗ tốt, chúng ta cũng không đùa được đâu, rất nhanh, đã có người phát hiện ra ba ông lão ở vị trí cao nhất kia, kinh ngạc kêu lên. Trời ạ, đây đều là Đại Thành Tông Sư, không ngờ rằng thế mà còn ảnh hưởng đến cả ba người này. Lần này có trò hay để xem rồi, chỉ cần nơi nào có ba người này, nhất định sẽ không thể thiếu người kia. Người kia là ai? Đương nhiên là Dương Tông Anh, đây chính là Tông Sư thành danh sớm hơn ba người bọn họ. Chắc hẳn tất cả mọi người đều đã nghe nói qua về ân oán giữa bọn họ, xem ra lần này lại có náo nhiệt để xem rồi. Lúc này có người chỉ ra thân phận của ba người này, đương nhiên còn có một số tin tức hóng hớt, chỉ là vừa mới nói xong, đã cảm giác được một hơi thở kinh khủng đánh tới, lúc này tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy ba người này đột nhiên quay đầu, ánh mắt quét về phía bọn họ, tất cả bọn họ đều bị dọa sợ, nếu ba người này nổi giận. Chỉ sợ đúng là sẽ không ai có thể gánh vác được. Đã nhiều năm như vậy rồi mà ba lão già các ông vẫn còn dáng vẻ quỷ quái này, không chấp nhận được. Người khác thì nói, nếu có bản lĩnh thì ba lão già các ông cứ giết hết người ở đây đi, không có can đảm này mà chỉ có thể hù dọa một vài người, đúng là không thú vị. Ngay lúc này, xung quanh lúc đầu đang vô cùng yên tĩnh, đột nhiên có một giọng nói vang lên như thế, trực tiếp dọa mọi người ở đây phải nhảy dựng lên một cái. Viên Vô Nhai. Cút ra đây cho ông, mọi người không hề nhận ra giọng nói này, thế nhưng ba người Điền Đại Hà lại quá quen thuộc, lúc này, ba người đều biến sắc, sau đó khuôn mặt vốn đã đỏ của Điền Đại Hà lại càng thêm đỏ, tức giận quát. Ánh mắt của lão già râu bạc trắng là Tạ Đồ vô cùng âm trầm, ánh mắt khóa chặt về hướng Tây Nam, trong đôi mắt lúc đầu không có chút rung động nào lộ ra vẻ căm giận. Thẩm Tu lạnh lùng nhất, giờ đây sắc mặt cũng âm rầm, nhìn chằm chằm vào người tới. Lúc này Viên Vô Nhai mặc trường bào màu đỏ chót chậm rãi đi tới, mặc dù có vẻ như anh ta đi rất chậm, nhưng rất nhanh đã đi tới trước mặt bọn họ. Mặc dù mọi người đều biết ân oán khúc mắc của Viên Vô Nhai với ba ông lão này, nhưng cũng có rất ít người từng nhìn thấy Viên Vô Nhai, lúc này sau khi nhìn thấy, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì dáng dấp của Viên Vô Nhai thật sự quá đẹp. Không sai. Khuôn mặt của Viên Vô Nhai căn bản không thể dùng mấy từ đẹp trai khí thế để hình dung, chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Khuôn mặt Viên Vô Nhai vô cùng đẹp đẽ, làn da có thể nói là thổi một cái là rách, chiều cao khoảng chừng 1m8 mấy, dáng người tiêu chuẩn, tuyệt đối là một người đẹp trai. Lại thêm trường bào màu đỏ như lửa này nữa, đúng là làm cho người ta quá kinh ngạc. Sao thế, lão Điền, còn muốn dạy dỗ tôi sao? Chỉ sợ ông không dạy dỗ được thôi. Viên Vô Nhai lạnh lùng nhìn lướt qua Điền Đại Hà đang tức sủi bọt mép, cười khinh bỉ, nói. Cậu, nghe thấy Viên Vô Nhai nói vậy, Điền Đại Hà bị chọc giận ngay lập tức, hận không thể xông lên, trực tiếp đập chết Viên Vô Nhai này. Thế nhưng ông ta biết rất rõ, nếu như mình tùy tiện xông lên, chỉ sợ người bị đánh chết sẽ là mình. Viên Vô Nhai, cho dù giữa chúng ta có ân oán gì, tôi chỉ hy vọng cậu không nên bị cố chấp trong lòng che đậy, làm ra chuyện để cho mình hối hận cả đời. Trên mặt Tạ Đồ có vẻ bưu ồn bã nhàn nhạt, khuyên bảo Viên Vô Nhai. Lão già, ông câm miệng cho tôi. Đừng ra vẻ với tôi. Hừ, tôi đã sớm không phải là đồ đệ của các ông rồi. Các ông cũng không có tư cách dạy dỗ tôi. Cho nên, tê khuyên tốt nhất là các ông đừng nói nhảm những điều đó nữa. Chọc giận ông đây, có tin tôi sẽ khiến cuộc sống sau này của ba ông không được bình yên không?
Viên Vô Nhai nghe thấy Tạ Đồ dạy dỗ, lập tức cực kỳ tức giận, gào lên. Lúc này, mấy người không hiểu rõ lắm ân oán giữa bọn họ cũng biết đại khái. Hoa Hạ là nơi đặc biệt coi trọng việc tôn sư trọng đạo, nghe có vẻ ba ông già này đều có ơn dạy dỗ Viên Vô Nhai, nhưng Viên Vô Nhai lại phản sư môn. Điều này khiến mọi người theo bản năng cảm thấy không thích Viên Vô Nhai. Đừng nói nhiều với cậu ta, tiết kiệm chút sức lực đi, Điền Đại Hà lắc đầu. Ban nãy ông ta rất tức giận, nhưng bây giờ đã kiềm chế được, không mất khống chế nữa. Thiên phú của cậu trai trẻ này có chút đáng sợ, chỉ mới đột phá đến võ đạo tông sư đã như vậy rồi, Thẩm Tu tàn bạo nhìn Trần Triệu Dương, nói. Hừ, mấy đứa thiên phú tốt đều là đồ vô ơn, Điền Đại Hà hừ lạnh, hung hăng nhìn Viên Vô Nhai. Lão Điền, đừng như vậy, đều qua cả rồi. Nhưng mà, cậu thanh niên này đúng thật là có chút đáng sợ, xem ra thiên phú còn mạnh hơn Viên Vô Nhai nữa, Tạ Đồ vỗ vai Điền Đại Hà, an ủi. Đúng vậy. Năm xưa, lúc Viên Vô Nhai đột phá đến võ đạo tông sư cũng không kinh khủng như vậy, Thẩm Tu gật đầu, liếc qua Viên Vô Nhai, lại liếc qua Trần Triệu Dương, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Đừng nói nữa, sắc mặt Tạ Đồ đột nhiên thay đổi, ông ta nhẹ giọng nói. Ba người họ đều không cố ý đè giọng xuống, đương nhiên Viên Vô Nhai nghe được lời họ nói. Mặc dù cuối cùng bọn họ ngừng thảo luận, nhưng vẻ mặt đã bán đứng họ. Hừ, sợ tôi ghen tị hả? Chỉ là một người xa lạ mà thôi, tôi muốn xem các ông bảo vệ cậu ta thế nào, Viên Vô Nhai cười gằn, nhìn về phía Trần Triệu Dương đang ở trong sân, vẻ mặt trở nên độc ác. Ba lão già kia, trông các ông thật lo lắng cho thằng khốn này, cậu ta không phải học trò các ông mới nhận đó chứ. Học trò có thiên phú như vậy, sao không tìm chỗ nào an toàn mà đột phá? Ba lão già các ông không yên tâm đúng không, đột nhiên Viên Vô Nhai nhìn ba người họ, khóe miệng lộ ra nụ cười hờ hững. Viên Vô Nhai, cậu thanh niên này không có quan hệ gì với chúng tôi cả, rốt cuộc cậu muốn thế nào, nghe Viên Vô Nhai nói vậy, sắc mặt ba người họ đều trở nên vô cùng khó coi, mở miệng chất vấn anh ta. Quả nhiên, các người rất sốt ruột, nhưng mà không biết, nếu cậu ta tăng cấp thất bại thì sẽ thế nào đây? Mà ba lão già các ông sẽ có biểu hiện gì, nhìn bộ dạng sốt sắng này của ba người họ, trong lòng Viên Vô Nhai có chút ghen tị. Rốt cuộc cậu muốn làm gì, nghe Viên Vô Nhai âm u nói vậy. Trong lòng ba người họ cũng có suy đoán. Điều này khiến ba người họ vô cùng áy náy. Dù sao thì lý do ban nãy ba người nói vậy cũng là vì bọn họ muốn Viên Vô Nhai biết, trên đời này không chỉ có mình anh ta là thiên tài trời ban. Nhưng mà, bọn họ lại không ngờ được, Viên Vô Nhai nhỏ nhen đến thế, muốn phá rối lúc người ta tăng cấp. Võ giả tăng cấp tuyệt đối không được phép quấy rầy, nếu giữa chừng bị gián đoạn, sợ là sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì mất hết công lực, mà nặng thì mất cả mạng. Vậy nên, lúc võ giả tăng cấp sẽ chọn một nơi tuyệt đối không bị người khác quấy rầy, tránh thất bại vì những tác động bên ngoài. Bình thường mà nói, nơi này là núi rừng hoang dã, ngày thường căn bản không có ai đến cả, dùng để tăng cấp cũng không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là lúc cậu thanh niên này tăng cấp, động tĩnh quá lớn, có thể nói là quấy rầy đến những võ giả có năng lực cảm giác ở thủ đô. Tôi muốn làm gì hả? Thật ra các ông biết mà, như các ông nghĩ thôi. Trong mắt Viên Vô Nhai lộ ra vẻ hài hước, sau đó rút ra một thanh nhuyễn kiếm ở bên hông. Kiếm rung lên, nhuyễn kiếm vốn dẻo lập tức thẳng ra. Sau đó, anh ta tung người lên, hung hăng đâm về phía Trần Triệu Dương đang tăng cấp. Dừng tay, thấy hành động của Viên Vô Nhai, Đại Hà lập tức quát lớn, bóng người vụt biến, trực tiếp ngăn cản phía trước Viên Vô Nhai, đánh ra một chưởng đẩy lùi anh ta. Quả nhiên, đây là học trò cưng của các người. Đã vậy. Phải xem các người có ngăn được tôi hay không. Viên Vô Nhai cười tà, nhuyễn kiếm trong tay nhanh như chớp đâm về phía Điền Đại Hà. Tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt đã tới trước mặt ông ta. Điền Đại Hà không dám đỡ, vội vàng xoay người tránh đi. Nhưng mà, ông ta trốn, Viên Vô Nhai lại bắt được kẽ hở, trực tiếp xông ra ngoài, đánh về phía Trần Triệu Dương. Thằng nhãi này, cậu dám, Tạ Đồ và Thẩm Tu đã tới, trực tiếp ngăn Viên Vô Nhai lại. Đồng thời tấn công Viên Vô Nhai. Ngay lập tức, ba người đánh nhau. Điền Đại Hà không ra tay, mà đứng bên cạnh quan sát. Ông ta biết, dựa vào thực lực của Viên Vô Nhai, rất có thể sẽ lao ra. Ông ta muốn đảm bảo Viên Vô Nhai sẽ không quấy rối cậu thanh niên kia đột phá. Dù sao, chuyện lần này cũng do bọn họ tính sai, nếu không thì cậu thanh niên đó sẽ không bị Viên Vô Nhai nhắm vào. Hai lão già các ông vẫn khó dây dưa như vậy. Nhưng mà, các ông cho rằng làm vậy thì có thể cản tôi sao? Mở đi, Viên Vô Nhai hừ lạnh,
vô cùng khó chịu với sự cản trở của Tạ Đồ và Thẩm Tu, anh ta bắt đầu tấn công nhanh hơn. Võ đạo tông sư đánh nhau quá kích thích. Ban nãy cậu Trần đánh với võ đạo tông sư của nhà Mộ Dung, tôi cảm thấy những võ đạo tông sư đó quá kém, đây mới là võ đạo tông sư thật sự. Đương nhiên, ba người họ đều có tiếng một thời, mà Viên Vô Nhai, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại là thiên tài tuyệt thế, thực lực còn kinh khủng hơn rất nhiều võ đạo. Ông sư cao tuổi. Tôi thấy lão Tạ và lão Thẩm cũng không bắt được Viên Vô Nhai, thực lực của anh ta mạnh đến mức nào vậy? Chẳng lẽ đã là Điền Phong Võ Tông rồi sao? Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, tất cả đều hoảng sợ, lại càng khiếp sợ hơn với thực lực của Viên Vô Nhai. Sau khi tấn công nhanh, Viên Vô Nhai cũng không đột phá được vòng vây của hai người họ, trái lại còn bị hai người ép lùi lại mấy bước. Chuyện này khiến anh ta thẹn quá hóa giận. Hai lão già này, đây là các ông ép tôi đấy. Vốn dĩ không muốn hai người đổ máu ở đây, nhưng đã vậy thì các ông chỉ có thể chết thôi. Viên Vô Nhai tấn công hồi lâu không có kết quả, bắt đầu tức giận. Anh ta hừ lạnh, thu lại nhuyễn kiếm trong tay, hai tay tỏa ra hai luồng khí mạnh kinh khủng. Hai luồng khí này khiến người khác vô cùng không thoải mái, âm u lạnh lão đến đáng sợ, khiến cho người khác khí huyết sôi trào. Thằng khốn, quả nhiên cậu đã luyện loại tà công này, hôm nay không thể tha cho cậu được. Cảm nhận được hai luồng khí trên người Viên Vô Nhai, sắc mặt ba người lập tức thay đổi, lộ ra vẻ tức giận. Không tha cho tôi hả? Trái lại tôi muốn xem thử các ông có bản lĩnh gì. Hôm nay sẽ để các người làm đá lót đường cho thần công của tôi. Hai mắt Viên Vô Nhai đỏ như máu, luồng khí tà ác trên người anh ta càng trở nên kinh khủng. Anh ta lạnh lẽo cười, tốc độ nhanh hơn gấp đôi, nháy mắt đã tới trước mặt Điền Đại Hà, hung hăng vỗ một chưởng vào ngực ông ta. Mặc dù Điền Đại Hà đã đề phòng từ trước nhưng tốc độ của Viên Vô Nhai quá nhanh, tuy cảm giác được. Nhưng không tài nào chống lại nổi, cũng không thể thoát ra, ông ta lập tức bị vỗ trúng. Phụt! Điền Đại Hà phun ra một ngụm máu, cả người ông ta văng ra ngoài, đập vào một ngọn đá lớn rồi mới dừng lại. Lão Điền! Thấy cảnh tượng này, Thẩm Tu và Tạ Đồ đều la lên, mạnh mẽ tấn công Viên Vô Nhai. Không cần hết đâu, đến lượt hai ông ngay thôi, hôm nay đừng hòng ai chạy thoát, anh ta liếm môi, vẻ mặt tàn khốc, lại biến mất, lúc xuất hiện đã đến trước mặt Tạ Đồ và Thẩm Tu. Sắc mặt của hai người trùng xuống, lập tức tấn công về phía Viên Vô Nhai, nhưng thực lực của họ thấp hơn anh ta một chút, không hề đụng được anh ta dù chỉ một lần. Cậu ta đã tới đỉnh Phong Võ Tông rồi, hai người phải đồng thời ra tay mới miễn cưỡng cản lại được thế công của Viên Vô Nhai, điều này làm cho nét mặt của họ trở nên nặng nề, bởi vì thực lực của anh ta đã đạt tới đỉnh Phong Võ Tông. Không đúng, cậu ta không phải đỉnh Phong Võ Tông thật sự mà là cưỡng chế tăng thực lực, thời gian có hạn thôi. Điền Đại Hà vùng vẫy ngồi dậy, chợt hét lên. Hừ, cho dù cưỡng chế tăng thực lực tạm thời cũng đủ để giết ba lão già các ông, Viên Vô Nhai không hề chối mà thừa nhận ngay tắp lự, tuy nhiên, vẻ mặt của anh ta càng ngạo mạn hơn. Huyết sát cuồng khiếu. Viên Vô Nhai hét lên, sau đó một luồng khí đỏ thấm bộc phát ra từ cơ thể anh ta, đồng thời, một mùi máu gai mũi tỏa ra xung quanh khiến người ta buồn nôn. Chết tiệt, cậu ta đã dùng bao nhiêu máu mới tu luyện ra được thứ đó vậy? Hôm nay dù có chết, tôi cũng phải giết cái thằng khốn nạn này, cảm nhận được khí huyết sát tanh mùi máu trên người Viên Vô Nhai, cả ba người đều biến sắc. Điền Đại Hà vốn đang bị thương cũng chạy đến, vì chỉ có hai người thôi thì không thể chống chọi được với ả công của anh ta. Trong lúc nhất thời, ba người và Viên Vô Nhai lao đầu vào đấu với nhau, toàn bộ khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Điền Đại Hà và hai người còn lại đầu dốc sức dồn Viên Vô Nhai sang một hướng, còn anh ta thì vô cùng cường thế. Cho dù đối đầu với ba người họ thì anh ta cũng không hề sợ hãi. Chết đi, mặc dù Viên Vô Nhai thi triển tà công nhưng đầu óc của anh ta vẫn rất minh mãn. Không lâu sau, anh ta bắt được một sơ hở trong khi ba người phối hợp, đó chính là Điền Đại Hà. Vừa rồi ông ta không kịp đề phòng nên đã bị anh ta bất ngờ làm cho bị thương. Mặc dù với thực lực của Điền Đại Hà thì đó không phải vết thương nặng, nhưng cao thủ đấu với nhau đều chú trọng tiểu tiết. Khi phối hợp, Điền Đại Hà có hơi không theo kịp tiết ấu của hai người kia nên đã bị Viên Vô Nhai bắt lấy cơ hội. Anh ta đột nhiên nhảy vào giữa ba người, đánh một chưởng làm Điền Đại Hà văng ra ngoài, sau đó anh ta giơ chân tàn nhẫn đá vào lưng Thẩm Tu. Khụ khụ. Thẩm Tu không ngờ mình lại hở phần lưng, vì vừa rồi sau lưng ông ta được Điền Đại Hà bảo vệ. Nhưng sau khi thấy Điền Đại Hà bị đánh bay ra ngoài, ông ta mới hiểu ra. Viên Vô Nhai không dừng lại. Thế bao vây của ba người đã bị anh ta cưỡng chế tạo ra lỗ hổng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tạ Đồ.
Nhưng sao Tạ Đồ là đối thủ của anh ta được? Mặc dù đỉnh phong võ tông và đại thành võ tông chênh lệch nhau chỉ một cấp nhưng lại là một khoảng trời cách tốt nhất là khi Viên Vô Nhai còn tu luyện công pháp của Tà U, nó quá bá đạo. Ông ta bị Viên Vô Nhai nện xuống đất làm cho cả mặt đất lún xuống thành một cái hố lớn, tuy nhiên, anh ta không giết ba người họ. Đừng lo, giờ tôi chưa giết các ông đâu, tôi muốn các ông phải bất lực nhìn tên học trò mà các ông vất vả bồi dưỡng sẽ bị tôi giết chết, thiên tài trẻ tuổi như thế quả là khá hiếm thấy. Có điều cảm giác bóp chết được thiên tài ấy đúng là sướng lắm, tiếc là các ông không trải nghiệm được. Nhưng các ông có thể thưởng thức nỗi đau đớn khi mất đi học trò. Viên Vô Nhai điên cồng cười, trông anh ta như đã phát điên, hơi thở liên tục mạnh lên. Cái này, nhận thấy trạng thái của Viên Vô Nhai, ba người đều cười khổ, không ngờ vừa rồi anh ta lại không dùng hết sức, nhưng họ đều đã nhận ra trạng thái của Viên Vô Nhai khá kỳ lạ. Lẽ ra Viên Vô Nhai đã đến thời hạn thi triển tà công rồi mới đúng, nhưng bây giờ tà công chẳng những không mất đi mà còn mạnh hơn là đăng khác. Máu, máu, tôi muốn máu, sự tỉnh táo trong mắt Viên Vô Nhai đã mất đi, thay vào đó là tàn khốc và điên cuồng. Giữa lúc đó, Trần Triệu Dương đã kết thúc quá trình đột phá, việc luyện thể của anh đã đến giai đoạn cuối cùng, toàn thân ngập chìm trong máu tươi, cả người đầy. Máu, tỏa ra luồng khí máu đậm đặc. Lúc này, Trần Triệu Dương như một chiếc đèn chiếu sáng, màu đỏ trong mắt Viên Vô Nhai càng đậm hơn, anh ta thấp giọng gào lên, sau đó điên cuồng phóng tới chỗ anh như một con báo săn mồi. Trong mắt anh ta, Trần Triệu Dương hấp dẫn như một chiếc bánh ngọt, thôi thúc anh ta phải giành lấy cho. Bằng được. Mặc dù luôn trong quá trình đột phá và rèn luyện thân xác, Trần Triệu Dương vẫn không đóng ngũ thức nên vẫn biết những gì đang diễn ra bên ngoài. Chết tiệt, còn một chút nữa, Trần Triệu Dương hơi sốt ruột trong lòng. Anh không biết cường độ cơ thể bây giờ của mình có chống lại được đòn công kích của đối phương hay không, nhưng nhìn vào thực lực của Viên Vô Nhai, có lẽ là sẽ quá sức rồi. Đoàng! Vừa lúc đó, một tiếng súng vang lên, Viên Vô Nhai đang phát cuồng xông về phía Trần Triệu Dương đột nhiên bừng tỉnh, tránh phát đạn đó đi. Ai, Viên Vô Nhai sắp tức điên rồi, vừa rồi có hơi mơ màng nhưng bây giờ anh ta đã lấy lại lý trí. Phát đạn vừa rồi bắn không phải nơi nào khác, chính là vào hạ bộ của anh ta. Cho dù anh ta có mạnh đến đâu thì phát súng ấy cũng đủ để tước quyền làm đàn ông của anh ta. Thế nên bây giờ anh ta không quan tâm đến Trần Triệu Dương nữa mà hung tợn nhìn Tăng Kim Lai, người đang chĩa súng lục vào anh ta. Thưa anh Trần chúng tôi không có thù oán gì với anh, vì sao anh lại ra tay với anh ấy, đối mặt với dáng vẻ đáng sợ của Viên Vô Nhai, Tăng Kim Lai giữ bình tĩnh, chất vấn. Tôi không quan tâm anh ta là ai, nhưng nếu anh muốn ra mặt cho anh ta thì tôi sẽ bẻ đầu anh trước. Viên Vô Nhai nở nụ cười tà ác, đe dọa Tăng Kim Lai. Tôi là người bình thường, anh là võ giả, anh không được ra tay với tôi, giọng Tăng Kim Lai hơi run. Anh ta biết mình không thể ngăn cản nổi một đầu ngón tay của đối phương, điều anh ta có thể làm chính là cố gắng giúp Trần Triệu Dương kéo dài thời gian, chỉ mong anh có thể nhanh hơn một chút, nếu không anh ta sẽ tiêu đời mất. Quy tắc, đó là thứ lập ra để dành cho kẻ yếu, mà người tạo ra quy tắc đều là kẻ mạnh, bởi vì tôi mạnh hơn anh, cho nên quy tắc là do tôi quyết định, hiểu không? Đương nhiên Viên Vô Nhai nhìn ra được, người trước mắt này chỉ là một người bình thường, anh ta cũng không vội vàng ra tay, mà kiêu ngạo dạy dỗ. Anh hãy nhanh chóng rút lui đi, nếu không tôi sẽ nổ súng, trong lòng Tăng Kim Lai vô cùng sợ hãi, dù sao thì làm gì có ai lại không sợ chết chứ. Thế nhưng phía sau mình chính là Trần Triệu Dương, lúc này anh ta tuyệt đối không có khả năng rút lui được. Mặc dù anh ta vẫn luôn đi theo Trần Triệu Dương, nhưng anh ta cũng chỉ là một người bình thường, anh ta cũng muốn trở thành võ giả cao thượng, mà quan trọng ở chỗ Trần Triệu Dương, nếu như Trần Triệu Dương có thể truyền thụ phương pháp để tự mình tu luyện, vậy mình sẽ có thể thực hiện ước mơ trong lòng rồi. Thế nhưng quan hệ của anh ta và Trần Triệu Dương chỉ là quan hệ phụ thuộc, nếu như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải làm được một số chuyện. Mà trước mắt, không phải là một cơ hội rất tốt sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm, thành công sẽ được một bước lên mây. Về phần thất bại, anh ta không suy nghĩ đến. Đúng là một tên ngu xuẩn, loại người như anh sống trên đời chính là lãng phí không khí, cho nên, anh có thể chết rồi, Viên Vô Nhai không muốn đùa giỡn anh ta nữa, lúc này một luồng chấn khí trong tay đánh mạnh về phía Tăng Kim Lai. À, Tăng Kim Lai không ngờ rằng tên này lại trực tiếp ra ai, lúc này anh ta nhắm mắt lại, khẩu súng trong tay phun ra vô số ngọn lửa. Giao cho tôi đi. Ngay lúc Tăng Kim Lai chút tất cả viên đạn ra ngoài, nhắm mắt chuẩn bị chờ chết, một giọng nói nhẹ nhàng mang theo sát ý truyền đến. Trong lòng Tăng Kim Lai rất vui mừng,
không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại tỉnh vào lúc quan trọng thế này. Anh Trần, anh không sao chứ? Trên mặt Tăng Kim Lai đầy vẻ vui mừng, mở miệng hỏi. Tôi không sao, anh sang bên cạnh nghỉ ngơi trước đi, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Viên Vô Nhai. Lúc này cả người Trần Triệu Dương đều là máu, giống như bị nhúng vào trong máu vậy, vô cùng đáng sợ. Mùi máu đậm quá, chắc hẳn là sẽ rất ngon lành đây, Viên Vô Nhai không thèm để ý tới ánh mắt của Trần Triệu Dương, mà liếm môi của mình, trong mắt mang theo ánh sáng khát máu, hưng phấn nói. Anh đáng chết, trong mắt Trần Triệu Dương có sát ý đáng sợ, nhìn Viên Vô Nhai, cơ thể đột nhiên lóe lên, lập tức biến mất. Thật nhan hi, Viên Vô Nhai không ngờ rằng Trần Triệu Dương lại trực tiếp ra tay, không nhìn thấy bóng người của anh, Viên Vô Nhai giật nảy mình, vội lùi về sau. Mà đúng lúc này, Trần Triệu Dương lại xuất hiện trên đường lui của anh ta giống như ma quỷ, tát mạnh một cái lên trên mặt Viên Vô Nhai. Chát! Một tiếng bạt tai cực kỳ vang dội truyền đến. Cả người Viên Vô Nhai bị đánh bay ra ngoài, lộn mấy vòng trên không trung, sau đó mới rơi xuống mặt đất. Tất cả mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, không ngờ rằng thế mà Trần Triệu Dương chỉ cần dùng một cái tát đã có thể đánh bay Viên Vô Nhai ra ngoài. Phải biết, bây giờ anh ta đang ở đỉnh phong võ tông, thực lực như vậy, thế mà lại bị một cái tát của Trần Triệu Dương đánh bay đi, vậy thực lực của anh phải mạnh đến mức nào? Vừa rồi lúc tôi đang tu luyện, hình như nghe thấy anh gọi tôi là gì? Tôi không nghe rõ lắm, anh nhắc lại lần nữa đi, sắc mặt Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Viên Vô Nhai, nói. Lúc này sao Viên Vô Nhai có thể không biết, thực lực của người trước mắt không phải là thứ mà anh A có thể chống lại được. Thế nhưng có một điều anh ta không biết rõ, vừa rồi lúc tên này đột phá, mặc dù động tĩnh hơi lớn, nhưng hơi thở dao động kia tuyệt đối là từ võ giả tiên thiên đột phá đến võ đạo tông sư. Chỉ là một võ giả mới vào võ đạo tông sư, thế mà lại có thể đánh mình thành như vậy. Thật là quái quỷ. Rốt cuộc anh đã dùng cách gì? Chỉ bằng anh vừa mới tiến vào võ đạo tông sư, còn muốn đánh bại tôi, nằm mơ đi. Lúc này mặt Viên Vô Nhai đã sưng phù đến mức sắp biến dạng, khuôn mặt đẹp trai ban đầu, bây giờ hoàn toàn không thể nhìn nổi. Anh không cần quan tâm tôi đã dùng cách gì, chỉ cần có thể đánh anh rơi răng đầy đất, đó chính là cách tốt. Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất lần nữa. Chát! Lại một cái tát. Má trái của Viên Vô Nhai cũng bị Trần Triệu Dương vả cho một cái. Lần này cân xứng, đẹp hơn nhiều, nhìn mặt bên trái của Viên Vô Nhai sưng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Trần Triệu Dương vô cùng hài lòng gật đầu, sau đó khẽ nói. Thằng chó, anh muốn chết à? Viên Vô Nhai bị vả hai cái trước mặt mọi người, hơn nữa cả hai bên mặt đều bị tát, lập tức giận điên lên, lúc này liền muốn ra tay. Thế nhưng thời gian sử dụng tà công của anh ta đã hết. Chân khí trong cơ thể rút đi giống như thủy triều. Cơ thể ban đầu chống đỡ chân khí của anh ta bay. Giờ lại hoàn toàn không nghe sai khiến, một cảm giác vô cùng đau đớn truyền đến, Viên Vô Nhai lảo đảo một cái, quỳ trên mặt đất. Cho dù có muốn nhận lỗi, thật ra cũng không cần quỳ đâu, huống chỉ, cho dù anh có quỳ xuống, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh, Trần Triệu Dương trêu chọc. Nhìn Viên Vô Nhai quỳ xuống, giễu cợt nói. Tên khốn nạn này, anh đã dùng mánh khóe gì? Tôi nói cho anh biết, tôi là đệ tử thân truyền của tông chủ Thiên Diễn Tông, nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh sẽ xong đời, chẳng những là anh, mà ngay cả những người có quan hệ với anh đều sẽ xong đời. Lúc này Viên Vô Nhai rất sợ hãi, anh ta không nghĩ rằng mình sử dụng cả tà công rồi, mà vẫn rơi vào kết cục như bây giờ. Bây giờ anh ta còn yếu hơn cả người bình thường, toàn thân bủn rủn, chỉ sợ một người tay trói gà không chặt cũng có thể giết được anh ta. Cái gì? Ba ông lão vốn còn muốn để Trần Triệu Dương giết Viên Vô Nhai, nghe thấy anh ta nói vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó đầy vẻ lo lắng nhìn Trần Triệu Dương, sợ anh xúc động một cái sẽ làm thịt Viên Vô Nhai. Thiên Diễn Tông, chưa từng nghe nói đến, anh muốn làm gì với tôi, vậy tôi sẽ lấy cách đó của anh để trả lại anh, rất công bằng, Trần Triệu Dương lộ ra một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, nói. Chàng trai này, không thể giết Viên Vô Nhai được, Điền Đại Hà thở dài một hơi. Sau đó đi tới, bất đắc dĩ nói. Ô, vì sao, Trần Triệu Dương lập tức có chút hiếu kỳ, xem ra Thiên Diễn Tông này có thực lực rất mạnh, anh cũng muốn nghe một chút. Thiên Diễn Tông là một tông môn võ đạo, thực lực cực kỳ mạnh, hơn nữa Thiên Diễn Tông này có tiếng là bao che khuyết điểm, nếu như cậu thật sự giết Viên Vô Nhai, chỉ sợ ông ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó cậu sẽ gặp phiền toái, Điền Đại Hà giảng giải cho Trần Triệu Dương. Ông ta cũng hận không thể giết Viên Vô Nhai.
thế nhưng ông ta không thể bởi vì như thế mà khiến người trẻ tuổi này rơi vào tình cảnh đuổi giết không ngừng nghỉ được. Hừ, lần này thì biết chưa, anh không trêu chọc Thiên Diễn Tông bọn tôi được đâu, cho nên, tốt nhất bây giờ anh hãy thả tôi ra. Lúc này Viên Vô Nhai lại trở nên kiêu căng, anh ta cực kỳ tự tin, chỉ cần mình lôi sư môn của mình ra, căn bản sẽ không có vấn đề gì không giải quyết được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe thấy Viên Vô Nhai nói vậy, Trần Triệu Dương không nói gì, chỉ hơi híp mắt lại. Ba người Điền Đại Hà gừng càng già càng cay, sao có thể nhìn không ra cảm xúc của Trần Triệu Dương đang thay đổi được, bọn họ thầm nói không tốt. Thiên tài tu luyện giống Trần Triệu Dương đều có sự kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận bị người khác uy hiếp? Được, nếu như Viên Vô Nhai không nói như vậy, có lẽ sẽ không lớn chuyện lắm, nhưng anh ta vừa nói lời uy hiếp xong, chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng. Thiên Diễn Tông, rất lợi hại phải không? Nhưng mà vốn dĩ tôi cũng không định lấy mạng anh, Trần Triệu Dương ung dung cười một tiếng, sau đó giang tay ra nói. Người trẻ tuổi, cậu lựa chọn như vậy là đúng, nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, ba người bọn họ thở dài một hơi, nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy thất vọng. Thiếu niên thiên tài như vậy vẫn bị chèn ép dưới cường quyền, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ, thật là khiến người ta phải thổn thức. Ba vị tiền bối gọi tôi là Trần Triệu Dương là được, anh chắp tay nói với ba người bọn họ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện với ba người kia, chờ xử lý xong chuyện này, mới đến lúc cảm ơn người ta tử tế. Ha ha, sớm nói như vậy chẳng phải là xong sao, người trẻ tuổi không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, thông minh. Còn không mau đến đỡ ông đây lên, Viên Vô Nhai chào phúng cười một tiếng, sau đó quát lên với Trần Triệu Dương. Thật ra anh ta có chút hối vì đã trêu chọc Trần Triệu Dương, thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi của anh với ba lão già này. Anh ta đã biết Trần Triệu Dương không có một chút quan hệ nào với ba lão già đó. Chỉ là ngay sau đó sự đố kỵ trong lòng anh ta càng ăng lên, ba lão già này liều chết cũng muốn bảo vệ một người xa lạ như thế, dựa vào cái gì? Đương nhiên, quan trọng nhất là tên Trần Triệu Dương này có thiên phú quá mạnh, mình đã là kẻ thù của anh ta, xem ra cần phải mau chóng về sư môn một chuyến, để sư môn phái người đến đây, bóp chết thiên tài như Trần Triệu Dương từ trong trứng nước mới được. Trần Triệu Dương lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó đi tới trước mặt Viên Vô Nhai. Sao anh có thể không nhìn ra được sát ý trong mắt Viên Vô Nhai chứ, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng lấy trình độ mẫn cảm với sát khí của Trần Triệu đương nhiên cảm giác được rất rõ ràng. Lúc này, trong lòng của anh cũng có tính toán. Viên Vô Nhai lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ, lát nữa mình phải làm nhục anh ta như thế nào, dù sao tên này cũng không dám làm gì mình. Vù. Ngay lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên nâng chân của mình lên, đá mạnh vào đan điền của Viên Vô Nhai, một âm thanh khí cầu xì hơi truyền đến. Nhìn thấy động tác của Trần Triệu Dương, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Anh phế đan điền của tôi, trong mắt Viên Vô Nhai lộ ra vẻ không dám tin, lắp bắp hỏi Trần Triệu Dương. Không sai, về sau anh có thể làm một người bình thường vô cùng đơn giản, vô cùng bình thường, tốt biết bao nhiêu. Bình thản hạnh phúc cả đời, Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó lui lại hai bước, mở miệng nói. Gái gì, thế mà anh Trần lại phế đan điền của Viên Vô Nhai, chẳng phải là anh ta đã thành kẻ tàn phế rồi sao? Trời ạ, từ một người ngồi tít trên cao lại rơi xuống thành một người bình thường, chỉ sợ không ai có thể chịu đựng nổi đả kích như vậy. Ai ra, xong rồi, Trần Triệu Dương này cũng xong rồi, Thiên Diễn Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Nhưng mà như vậy đúng là rất hả giận, tên này khiến người ta quá chán ghét. Người xung quanh nghe được cuộc đối thoại của Trần Triệu Dương và Viên Vô Nhai, tất cả đều sôi trào lên ngay lập tức, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trần Triệu Dương chứa đủ loại cảm xúc, có tiếc hận, có cười trên nỗi đau của người khác, có tán thưởng. Trần Triệu Dương, cậu làm bừa rồi, cậu làm như, vậy là đã mang đến cho mình thêm một kẻ địch mạnh đấy, thấy cảnh này, Điền Đại Hà đau lòng nhức óc nói. Hai ông lão khác cũng đều có vẻ cực kỳ thương tiếc, hiển nhiên bọn họ không cho rằng sẽ có người trốn được sự đuổi giết của Thiên Diễn Tông. Không phải là tôi đã buông tha cho anh ta rồi sao, không lấy mạng anh ta đã là tốt lắm rồi, Trần Triệu Dương nhún vai, có chút nuối tiếc nói. Thế nhưng việc này còn đáng sợ hơn cả lấy mạng cậu ta, nghe thấy giọng điệu có vẻ còn nuối tiếc của Trần Triệu Dương, ba người Điền Đại Hà lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, tên này chọc phải mầm tai họa lớn như vậy, thế mà còn không biết. Hóa ra là như thế, vậy tôi sẽ tiễn anh ta một đoạn đường, xem như làm người tốt việc tốt, Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Viên Vô Nhai.
Ban đầu đầu óc của Viên Vô Nhai còn đang trống rỗng, cuối cùng lúc này đã tỉnh táo lại, nổi giận chỉ vào Trần Triệu Dương, giận dữ hét lên, anh phế tôi. Thế mà anh lại phế tôi, anh có tin không, tôi sẽ bảo sư phụ xuất quan giết chết anh. Chẳng những là anh, còn cả người nhà anh, bạn bè của anh, tất cả những người có liên quan đến anh đều sẽ không được bỏ qua, bọn họ đều sẽ chết cực kỳ thê thảm. À, đúng rồi, tôi sẽ cho anh chết cuối cùng, để anh phải trơ mắt nhìn tất cả người thân bạn bè của anh chết thảm ở trước mặt anh. Ha ha! Nói xong lời cuối cùng, Viên Vô Nhai điên cuồng cười ha hả, giống như đã thấy được cảnh tượng thê thảm của Trần Triệu Dương bị mình tra tấn mà chết. Khuôn mặt vốn còn bình tĩnh của Trần Triệu Dương lạnh xuống trong nháy mắt, sát ý trong mắt căn bản không ngăn được, điên cuồng phun trào ra. Rất tốt, nếu đã như vậy, lúc này Trần Triệu Dương nhẹ nhàng búng tay, mấy cây ngân châm đâm vào trên người Viên Vô Nhai nhanh như chớp. Anh ta căn bản không có một chút hành vi khác, thường nào, vẫn điên cuồng ngồi đó cười, cười khoảng chừng 5-6 phút, cuối cùng mới dừng lại, sau đó, nét mặt của anh ta liền hoàn toàn thay đổi. Trên khuôn mặt sưng đỏ là ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ đó giống như một tên ngốc, chảy cả nước miếng ra ngoài, đúng là dáng vẻ thiểu năng trí tuệ. Nhìn đến đây, Trần Triệu Dương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không giết anh ta đã là sự nhân từ lớn nhất đối với anh ta rồi, trừng phạt như vậy cũng đã đủ. Tất cả mọi người nhìn thấy Viên Vô Nhai biến thành dáng vẻ như quỷ này thì đều ngây người, sau đó bọn họ cũng hiểu, chỉ sợ Viên Vô Nhai làm người tài giỏi đã quen, căn bản không chấp nhận được sự thật mình bị phế đi, cho nên mới trở nên điên khùng thế này. Rất nhanh, anh ta liền bò dậy, mang theo nụ cười ngây ngô trên mặt, khóe miệng chảy nước miếng, điên điên khùng khùng chạy về nơi xa. Đối với việc này, không có ai lên ngăn cản cả. Những người mà mọi người có thể nhớ tới thường đầu là người thành công, người thất bại sẽ không được một ai nhớ đến. Lúc này tất cả mọi người đều vỗ tay với Trần Triệu Dương, hiển nhiên, kết quả như vậy vô cùng phù hợp với tâm lý chờ mong của mọi người, dù sao Viên Vô Nhai này khiến người ta rất chán ghét. Ba vị tiền bối, vừa rồi thật sự rất cảm ơn các ông, nếu như không nhờ có các ông giúp đỡ ngăn cản, chỉ sợ tôi sẽ không lên cấp nhẹ nhõm như thế. Trần Triệu Dương thu mắt về, sau đó nhìn về phía ba người Điền Đại Hà, trên mặt tràn đầy vẻ biết ơn chân thành, nói. Thật ra chúng tôi phải nói xin lỗi với cậu, dù sao Viên Vô Nhai ra tay, đa phần là bởi vì chúng tôi, cũng may không có tình huống bết bát nhất xuất hiện, Tạ Đồ khoát tay, sau đó thở dài nói. Ba vị tiền bối bị thương rồi, lát nữa trở về chỗ tôi đưa ít thuốc trị thương cho ba vị, đặc biệt trị nội thương. Nhưng mà, dường như ba vị tiền bối bị thương giống nhau, Trần Triệu Dương liếc qua ba người họ, trong lòng. Có điều suy nghĩ, bởi vì tình trạng cơ thể của ba người họ giống nhau. Cậu phát hiện sao, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác đi, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, ba người Điền Đại Hà nhìn nhau, rồi ra hiệu cho anh đừng lên tiếng. Sau đó, Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai theo ba người Điền Đại Hà rời khỏi đó. Bọn họ rời đi, nhưng truyền thuyết liên quan tới Trần Triệu Dương lại chưa dừng, những người vây xem đều đang thảo luận chuyện này. Chủ yếu là do Trần Triệu Dương quả thực quá đáng sợ, bỏ qua trận chiến lôi đài lúc trước. Mặc dù Trần Triệu Dương chỉ đấu với Viên Vô Nhai hai chiêu, nhưng mỗi chiêu đều áp chế anh ta. Thực lực của Viên Vô Nhai đến mức nào chứ? Anh ta đã đạt đến trình độ đỉnh phong võ tông, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng vẫn là đỉnh phong võ tông. Một người trẻ tuổi chỉ vừa lên cấp võ đạo tông sư, lại trực tiếp giết chết Viên Vô Nhai có thực lực đỉnh phong võ tông, thật sự quá ưu tú. Các thế lực lớn bắt đầu có hành động. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Trần Triệu Dương chỉ là một người tự do không có thế lực nào cả. Thiên tài trời ban như vậy, nếu có thể lôi kéo vào thế lực của mình thì chính là cách tốt nhất để tăng cường thực lực của bản thân. Không có một thế lực nào muốn từ bỏ cơ hội này. Trần Triệu Dương cứ nghĩ rằng ba vị tiền bối này dùng thực lực của mình chạy tới đây, nhưng sau khi ra đường lớn, anh mới phát hiện, bên ngoài đậu rất nhiều xe. Cậu bạn nhỏ Trần Triệu Dương, chúng ta có duyên nhất, đi cùng xe với tôi đi. Được dịp chúng ta ở trên đường đi có thể tham khảo bí ẩn võ đạo của nhau, ra đường lớn, Tạ Đồ kéo Trần Triệu Dương đi về phía xe mình. Lão Tạ, ông nói sai rồi, tôi cảm thấy con đường võ đạo của cậu bạn nhỏ Trần Triệu Dương rất giống tôi, cậu ấy ngồi cùng xe với tôi mới đúng, Điền Đại Hà lập tức phản ứng. Đừng nhìn ông ta hay tùy tiện, nhưng tuyệt đối là một người thận trọng. Ông ta kéo cánh tay còn lại của Trần Triệu Dương, nói. Hừ, hai lão già có thế lực kia. Còn không phải do nhìn thấy người ta có thiên phú cao, muốn lôi kéo người a sao. Cũng phải xem người ta có đồng ý hay không chứ, trái lại, Thẩm Tu không gấp gáp như vậy.
Thế nhưng, câu trước nói hai người họ, câu sau lại làm lộ suy nghĩ thực sự trong lòng ông ta. Trần Triệu Dương, đừng để ý bọn họ, thực lực của tôi mạnh nhất, tăng cấp võ đạo tông sư sớm nhất. Tôi có thể truyền cho cậu rất nhiều kinh nghiệm, không cần cậu phải đi đường vòng, Thẩm Thu lạnh nhạt nói với Trần Triệu Dương. Phụt! Hai người Điền Đại Hà và Tạ Đồ nghe xong thì vui vẻ, Thẩm Thu này ngày nào cũng giả bộ lạnh nhạt, bây giờ lại không lạnh nhạt nữa rồi, còn muốn tranh thủ, đúng là không còn gì để nói. Lần xe tôi đi, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng, không thấy chuyến này uổng công. Huyền cái gì mà lên xe ông chứ, phải lên xe tôi mới đúng. Hai lão già các ông thật không ngại mất mặt, mau im miệng cho tôi. Lên xe tôi là tốt nhất, dù sao cũng không cần đối mặt với hai tên rông dài các ông. Ba người ông một câu, tôi một câu, cứ thế cãi nhau, ai cũng gân cổ đỏ mặt, không ai nhường ai, khí thế rất hăng hái. Nhìn ba người họ như vậy, Trần Triệu Dương hơi nhức đầu, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười. Ba vị này đều có tiếng một thời, lại vì lôi kéo mình mà cãi vã như vậy, cảm giác như là già rồi sẽ biến thành đứa trẻ, hơn nữa anh cũng có chút cảm động. Ba vị tiền bối, có thể nghe tôi nói không, nhìn ba người họ gân cổ cãi nhau, Trần Triệu Dương vội mở miệng khuyên can. Lần này ba người họ không cãi nhau nữa, đều nhìn về phía Trần Triệu Dương, muốn xem anh nói gì. Chúng ta tìm một cái xe có không gian lớn, cùng lên xe không phải tốt hơn sao, lúc này, Trần Triệu Dương đưa ra biện pháp giải quyết, nhìn ba người họ, muốn xem ý bọn họ thế nào. Ý này hay lắm, đi nào, lên xe tôi đi, đủ rộng, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tạ Đồ lập tức vui vẻ, trực tiếp đón mọi người lên chiếc xe phía trước. Thẩm Tu và Điền Đại Hà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Hai người không có xe sao, ngồi xe của mình đi, Tạ Đồ thấy hai người họ đi theo, lập tức cười híp mắt nói. Ngồi xe ông thì sao chứ? Hôm nay tôi nhất định phải ngồi, Điền Đại Hà nói xong liền kéo cửa xe ra, nói với Trần Triệu Dương, cậu bạn nhỏ Trần Triệu Dương, lên xe đi. Ông lên trước đi, Trần Triệu Dương vội vàng khoát tay, anh vô cùng kính trọng mấy ông lão này nên từ chối. Được, vậy tôi lên trước, Điền Đại Hà cũng không. Phải người hay ngượng ngùng, lên xe không chút khách khí. Thẩm Tu cũng không nói gì, theo sát lên. Lão Tạ, tôi lên trước nhé. Trần Triệu Dương nhìn Tạ Đồ rồi mới lên xe. Tạ Đồ bất đắc dĩ, hai lão lưu manh này, thật chẳng còn chút liêm sỉ nào cả. Sau đó ông ta cũng lên theo, Tăng Kim Lai không theo lên, mà đi tới ghế phó lái, anh ta cũng không muốn dính vào chuyện này. Dọc đường đi, bốn người Trần Triệu Dương bắt đầu không ngừng thảo luận về sự hiểu biết liên quan đến cảnh giới võ đạo tông sư. Mặc dù Trần Triệu Dương mới là võ đạo tông sư, nhưng lại có một vài cảm nhận vô cùng độc đáo, khiến ba người còn lại đều cảm thấy thông suốt. Sự hiểu biết của ba người họ cũng cho Trần Triệu Dương nhiều lợi ích, dù sao anh cũng mới tiến vào võ đạo tông sư, có vài thứ liên quan đến cảnh giới tông sư, anh không hiểu lắm. Cứ như vậy, dọc theo đường đi, bốn người không ngừng thảo luận sự hiểu biết của mình liên quan đến võ đạo tông sư, cả bốn đều được rất nhiều lợi ích. Không qua bao lâu, xe đã tới ngoại ô thủ đô, dừng lại trước một biệt uyển vô cùng yên tĩnh. Mới tới đây, Trần Triệu Dương đã cảm nhận được một luồng linh khí vô cùng nồng nặc, điều này khiến Trần Triệu Dương ngạc nhiên. Không ngờ thủ đô lại có một nơi tốt như vậy, tu luyện ở nơi như thế này đúng là làm chơi ăn thật. Trong số ba chúng tôi, lão Tạ biết hưởng thụ nhất. Nơi này mạnh hơn cái biệt thự cũ của tôi nhiều. Đáng tiếc lão Tạ quá keo kiệt, không cho tôi tới ở mấy ngày, thấy Tạ Đồ lái xe tới đây, Điền Đại Hạ oán trách nói. Đúng vậy, keo kiệt, mặc dù Thẩm Tu không nói nhiều, nhưng cũng khẳng định. Hừ, linh khí ở đây tôi dùng còn không đủ, nếu hai người các ông tới, chẳng bao lâu linh khí ở đây đều bị hai lão già các ông hút hết rồi, nghe hai người nói vậy, Tạ Đồ không vui nói. Được rồi, đừng nói nữa, khiến cậu bạn nhỏ Trần Triệu Dương chê cười rồi, Điền Đại Hà hừ nhẹ, khoát tay nói. Trần Triệu Dương không nói gì, chỉ cười híp mắt nhìn ba người họ. Có thể nhìn ra, quan hệ giữa ba vị này vô cùng tốt. Đừng nhìn bọn họ không ngừng chế giễu nhau. Nhưng nếu người khác dám mang bọn họ như vậy, chỉ sợ sẽ bị bọn họ hợp sức tấn công. Sau đó, bọn họ đi vào biệt uyển, bên trong trang trí cũng không quá sang trọng, nhưng lại cho người ta cảm giác yên tĩnh tự nhiên. Trần Triệu Dương vừa nhìn đã phát hiện biệt uyển này có dấu vết của trận pháp. Dùng mắt nhìn xuyên thấu đảo qua, anh phát hiện, trận pháp của biệt uyển này không phải mới được dựng mà đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Trần Triệu Dương lấy làm lạ. Lúc đó ở Kỳ Môn Sơn đã từng thấy dấu vết của trận pháp,
không ngờ tới đây cũng gặp được, điều này khiến Trần Triệu Dương càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình hơn. Tuy nhiên, mức độ nguyên vẹn của trận pháp này tốt hơn trận pháp ở Kỳ Môn Sơn nhiều. Nhưng mà sợ rằng nó cũng không tồn tại được bao lâu nữa. Nào, uống trà, Tạ Đồ tự mình pha một bình trà. Mặc dù là mùa hè, nhưng trong khoảng sân này vô cùng mát mẻ, nên mọi người cùng ngồi bên bàn đá dưới tán cây bạch quả trong sân. Trà này rất ngon, cậu bạn nhỏ Trần Triệu Dương, cậu nếm thử đi, Điền Đại Hà mời Trần Triệu Dương uống trà, mà ông ta cũng cầm một ly lên, uống một hơi cạn sạch. Ai ra, đúng là phí của trời, ông uống như trâu thế, không biết thưởng thức trà gì cả, tôi không nên rót trà cho ông uống mới đúng, quá lãng phí, thấy Điền Đại Hà uống một ngụm đã cạn sạch, Tạ Đồ vỗ đùi, chán nản nói. Thưởng thức trà gì chứ? Lão Điền tôi chỉ là người thô kệch, không biết thưởng thức trà. Không phải uống trà để giải khát sao? Đúng là phiền toái, Điền Đại Hà nghe xong, nói to. Nghe Điền Đại Hà nói vậy, Tạ Đồ bất đắc dĩ, hiển nhiên ông ta rất hiểu tính Đại Hà, cũng chỉ oán trách một câu rồi không nói gì nữa. Cái này là lấy từ cây chu mẫu xuống sao? Trần Triệu Dương nâng ly trà lên, nhìn nước trà, lại đặt trước mũi ngửi, nhẹ nhàng uống một ngụm, ngậm trong miệng thưởng thức rồi mới nuốt xuống. Sau đó, đột nhiên anh mở mắt ra nói. À, cậu cũng biết trà này sao? Trước kia từng uống rồi, nghe Trần Triệu Dương nói, Tạ Đồ lập tức mở to. Mắt, có chút tò mò nhìn anh. Từng uống trong một thời ngắn, có ấn tượng rất sâu với hương vị của loại trà này, không ngờ hôm nay lại có thể uống lần nữa. Trần Triệu Dương lau miệng, vừa nhớ lại hương vị vừa trả lời. Cậu từng uống loại trà này thì cũng biết trà này hàng năm chỉ cho sản lượng mười mấy cân thôi, căn bản không có nhiều hàng dự trữ, tôi chỉ có 2 lạng thôi. Cậu lại từng uống một thời gian, cậu uống ở đâu chứ? Tạ Đồ mở mắt thật to, ông ta không ngờ Trần Triệu Dương lại nói như vậy. Quý vậy sao? Tôi thường uống ở chỗ lão già, mỗi năm ông ấy đều có một hũ lớn, nghe Tạ Đồ nói vậy, Trần Triệu Dương hơi sửng sốt. Nhưng nhìn bộ dạng của ông ta, anh không dám nói mình từng mang loại trà này làm trứng luộc nước trà. Nếu nói ra, sợ là sẽ bị đánh chết. Cái gì, một hũ lớn, nghe vậy, Tạ Đồ vừa uống vào một hớp trà đã phun ra ngoài, cũng may anh phản ứng nhanh, nghiêng đầu tránh qua một bên. Ha ha, lão Tạ ơi lão Tạ, ông còn phí của trời hơn tôi đấy. Mặc dù tôi uống như trâu nhưng ông lại phun ra, vậy chẳng phải lãng phí hơn sao, nhưng Điền Đại Hà bên cạnh lại vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc cũng tìm được lỗi để phản kích ông ta. Ông đừng có nói leo, Tạ Đồ trừng mắt nhìn Điền Đại Hà rồi quay lại nhìn Trần Triệu Dương, lão già mà cậu nói là ai? Lão già chính là lão già, à, ông ấy từng dạy tôi võ đạo, y đạo, sát đạo, còn rất nhiều thứ nữa, cũng coi như là thầy tôi. Nhưng mà trước nay tôi chưa từng gọi ông ấy là thầy, ông ấy cũng chưa từng cho tôi gọi ông ấy là thầy, Trần Triệu Dương nghĩ ngợi, thuận miệng nói. Nghe Trần Triệu Dương nói xong, ba người bọn họ đều nhìn nhau. Một người toàn năng như vậy, quả nhiên, có thể dạy được một thiên tài như Trần Triệu Dương, nhất định không phải người phàm. Hơn nữa, có thể lấy được một hũ lớn trà trên cây chu mẫu, càng không thể là người bình thường, không có tên tuổi gì được. Xin hỏi tên của thầy cậu là, Tạ Đồ hơi thận trọng, Thẩm Tu và Điền Đại Hà đều vểnh tai lên, nghiêm túc lắng nghe. À, cái này tôi cũng không biết, luôn gọi là lão già, không hỏi ông ấy tên gì. Nghe Tạ Đồ hỏi, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi lúng túng. Sống với lão già đó nhiều năm như vậy, lại chưa từng hỏi ông ấy tên gì, thật sự là quá thất bại, có chút mất mặt. Nghe vậy, ba người họ cảm thấy thật thất bại, lại không biết thầy mình tên gì, học trò như vậy thật không xứng đáng. Ba vị tiền bối, đừng nói về tôi nữa, nói về ba người đi. Cơ thể ba người gặp vấn đề gì sao? Có người đồng thời hạ độc ba người, ai lại có bản lĩnh như vậy? Tránh cho càng thêm xấu hổ, Trần Triệu Dương vội vàng đổi chủ đề, dẫn vào chủ đề ba người họ đều cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Trần Triệu Dương nói xong, ba người họ đều sầm mặt lại, cùng nhau im lặng. Trần Triệu Dương cũng không làm phiền họ, không sốt ruột hỏi tiếp, dù sao đây cũng là chuyện riêng của họ, có nói hay không chính là tự do của họ. Thật ra chuyện này cũng không có gì không thể nói được. Hôm nay cậu cũng gặp Viên Vô Nhai rồi đấy, cậu ta từng là đồ đệ của ba chúng tôi. Nhưng sau đó lại phản bội sư môn. Trước khi đi, cậu ta đã hạ độc ba chúng tôi, nên bây giờ chúng tôi mới thành như vậy. Ba chúng tôi mất rất nhiều sức mới ép độc trong người xuống, nghĩ nhiều cách rồi, nhưng đều không giải hết độc, chỉ có thể ép xuống, không thể loại bỏ. Tạ Đồ thở dài, nói lại đầu đuôi sự việc. Nhưng mà lý do vì sao Viên Vô Nhai phản bội,
chuyển qua làm môn hạ của Thiên Diễn Tông thì Tạ Đồ không nói. Đương nhiên Trần Triệu Dương cũng không hỏi câu khiến người ta không thích. Ba vị tiền bối, quả thực tôi biết làm sao giải độc trên người ba vị, nhưng mà, trong tay tôi không có lò luyện đan thích hợp và thảo dược cần dùng, vậy nên, không bột đố gột nên hồ. Trần Triệu Dương nói rất chắc chắn, sau đó lại bất đắc dĩ. Hả, cần lò luyện đan thế nào? Còn nữa, về thảo dược thì cần thảo dược gì? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, mắt ba người đều sáng lên, chỉ cần có hy vọng giải được độc là được. Vậy đi, tôi đưa toa thuốc cho ba người xem có thể tìm được những thứ này không? Nếu có thể tìm được, tôi sẽ luyện thuốc giải độc miễn phí cho ba vị tiền bối, đảm bảo giải hết toàn bộ độc trong người ba vị, Trần Triệu Dương nói với ba người bằng vẻ mặt đầy tự tin. Được, cậu chờ tôi đi lấy giấy bút, ba người vô cùng mừng rỡ, Tạ Đồ chạy như bay vào phòng tìm giấy bút. Trần Triệu Dương cầm bút lên và bắt đầu viết, còn về phần lò luyện đan, Trần Triệu Dương không có chỉ định cụ thể. Bởi vì anh cũng biết bây giờ có một lò luyện đan là đã tốt lắm rồi, cho nên không có chọn lựa. Nhưng mà Trần Triệu Dương vẫn nói về lò luyện đan mà anh muốn. Nhìn thấy tên các loại vị thuốc mà Trần Triệu Dương viết, ba người bọn họ bắt đầu chủ tính, thì thầm trao đổi. Sau khi Trần Triệu Dương viết xong, trên mặt của ba người bọn họ bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Trần Triệu Dương, cả ba chúng tôi đều có những thứ này, số lượng cũng rất đầy đủ. Nếu các vị thuốc để luyện chế giải độc đan đã đủ rồi thì việc quan trọng nhất tiếp theo chính là lò luyện đan. Không biết mấy người có chuẩn bị lò luyện đan không? Trần Triệu Dương gật đầu, những ông lão này đều là một thế hệ cường giả, ở trong tay sẽ có hàng dự trữ, nhưng lò luyện đan cũng không còn phổ biến nữa, dù sao thì cũng rất ít người có tài nghệ luyện đan. Lò luyện đan đúng không? Tôi sẽ đi mượn một cái, cậu có yêu cầu gì đối với phẩm chất của lò luyện đan không? Thẩm Tu đặt chén trà trong tay xuống, sau đó lên tiếng hỏi. Đương nhiên là phẩm chất càng tốt thì đan dược được luyện chế ra sẽ càng tốt, Trần Triệu Dương lập tức nói. Được, giao cho tôi sẽ tìm, Thẩm Tu gật đầu, tuy rằng ông ta không nói nhiều nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất có sức thuyết phục. Vậy thì nhanh lên, lão Thẩm gọi điện thoại ngay đi, một kêu người mang qua đây, tính tình của Điền Đại Hà rất nóng nảy, nghe thấy Thẩm Tu nói vậy thì lập tức thúc. Dục, Thẩm Tu sững sờ một chút. Sau đó nhìn sang Tạ Đồ đang ở bên cạnh với vẻ mặt chờ mong, ông ta gật đầu. Làm sao trong lòng ông ta lại không sốt ruột chứ, ông ta phải dùng chân khí để đè ép chất độc ở trong cơ thể mỗi ngày. Hơn nữa, bọn họ đều cảm nhận được chất độc này đang không ngừng sinh sôi, nếu để cho chúng di gạch dưới phát triển tùy ý như vậy thì hậu quả sẽ rất thảm. Vì vậy, cả hai người đều rất lo lắng, ông ta cũng biết thời biết thế liền lấy điện thoại ra và gọi điện. Alo, tôi cần dùng một lò luyện đan. Phải là loại tốt nhất, Thẩm Tu nói rất đơn giản và rõ ràng vào trong điện thoại, rõ ràng là đi mượn nhưng giọng điệu trong lời nói của ông ta lại rất bá đạo. Trần Triệu Dương vỗ nhẹ vào miệng, Thẩm Tu này thật đúng là lạnh lùng, nếu người bên kia có được lò luyện đan thì chắc thân phận cũng không thấp, không ngờ Thẩm Tu lại nói chuyện một cách thô lỗ như vậy. Mặc dù có hơi tò mò nhưng Trần Triệu Dương cũng không hỏi. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa. Tới cũng khá nhanh, Tạ Đồ mỉm cười. Sau đó hướng về phía cửa mà hô to, tự mình đi vào đi. Khi người kia đi vào, Trần Triệu Dương sửng sốt một chút, bởi vì thực lực của người này rất mạnh, nhất định là đỉnh phong võ tông. Đạt được đỉnh phong võ tông ở độ tuổi 30 cũng rất hiếm. Thưa thầy, đây là lò luyện đan mà thầy muốn, không biết có phù hợp với yêu cầu của thầy hay không. Sau khi gạch dưới người đàn ông kia đi vào, anh ta liếc mắt nhìn Trần Triệu Dương. Sau đó đặt một hộp được làm bằng hợp kim ở trong tay lên bàn đá và cung kính nói với Thẩm Tu. Trần Triệu Dương, cậu đến xem một chút coi có phù hợp với yêu cầu của cậu hay không, Thẩm Tu gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương và hỏi. Đúng vậy, mau nhìn xem, nếu không phù hợp thì để Nguyên Thu đi tìm cái khác, Tạ Đồ vội nói. Điền Đại Hà lại không lên tiếng, nhưng vẻ mặt khao khát của ông ta đã nói lên tất cả. Trần Triệu Dương không khách sáo. Lập tức bước tới, đợi đến khi người đàn ông kia mở mật khẩu của chiếc hộp hợp kim ra thì Trần Triệu Dương mới mở nắp hộp. Hả? Trần Triệu Dương sững người khi nhìn thấy lò luyện đan ở trong hộp. Bởi vì anh đã từng nhìn thấy chiếc lò luyện đan này, không phải cái nào khác mà chính là chiếc lò luyện đan màu đen mà Bạch Thấm đã dùng 1 triệu điểm mới có thể đổi lấy. Trần Triệu Dương bỗng nhiên tò mò, cuối cùng thì người đàn ông này có thân phận gì? Lại có thể lấy được lò luyện đan? Không phải lò luyện đan này của Long Tổ sao? Người đàn ông này có thể mang thứ này đi một cách tùy tiện như vậy thì thân phận cũng không đơn giản.
Nguyên Thu cũng nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt nghi ngờ, anh ta nhận được điện thoại của thầy, bảo mượn thứ này nên anh ta vội vàng chạy tới, không ngờ người sử dụng lò luyện đan này lại là một người trẻ tuổi như vậy. Điều này khiến Nguyên Thu rất tò mò, chàng trai trẻ này có thân phận gì mà lại có thể để ba vị tiền bối đối đãi như vậy? Thế nào, có được không? Ba người kia thấy Trần Triệu Dương cầm lò luyện đan mà không nói gì, đột nhiên trong lòng hơi lo lắng. Được rồi, cái lò luyện đan này rất tốt, đợi đến khi đồ vật của mấy người tới thì tôi sẽ bắt đầu luyện đan. Trần Triệu Dương gật đầu, có thể nói chiếc lò luyện đan này là lò luyện đan tốt nhất mà anh từng thấy từ trước đến nay. Điều quan trọng nhất là anh cảm nhận được sự thân thiết từ chiếc lò luyện đan này, thật sự rất kỳ lạ. Anh chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chiếc lò luyện đan này, nếu vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là chủ cũ của chiếc lò luyện đan này là một người mà anh quen biết, hay nói cách khác, người đó cũng thuộc trường phái tu luyện cùng với anh. Thưa thầy, vị này là ai? Cuối cùng thì Nguyên Thu cũng hỏi ra vấn đề mà anh ta muốn hỏi nhất vào lúc này, dù sao thì người có thể khiến cho thầy và hai vị tiền bối đối xử như vậy. Chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng mà Trần Triệu Dương này còn quá trẻ, có năng lực gì chứ? Thật sự có thể luyện đan sao? Tuy nhiên, anh ta không tin vào đáp án này lắm, vì anh ta chưa từng thấy võ giả nào thực sự biết về luyện đan. Ồ, quên giới thiệu với cậu, cậu ấy là Trần Triệu Dương, là một luyện dược sư, Thẩm Tu vẫn nói một cách ngắn gọn xúc tích, loại giới thiệu như thế này thực sự quá lợi hại. Nguyên Thu đã quen với cách nói chuyện của thầy. Nên anh ta gật đầu rồi nhìn Trần Triệu Dương và nói, xin chào, tôi tên là Nguyên Thu. Chào anh, Trần Triệu Dương mỉm cười gật đầu với Nguyên Thu và chào hỏi lại. Lúc này, người của Thẩm Tu và Điền Đại Hà cũng đã mang các vị thuốc tới. Rất tốt, số lượng các vị thuốc đã đủ, số 5 cũng đạt yêu cầu, bây giờ tôi sẽ bắt đầu luyện đan. Lúc này Trần Triệu Dương đưa điện thoại của mình cho Tăng Kim Lai. Anh sợ có người sẽ gọi đến khi anh đang luyện đan, điều quan trọng là anh sợ Nam Cung Yến không tìm thấy anh. Sau đó, Thẩm Tu tìm một căn phòng sạch sẽ cho Trần Triệu Dương để anh luyện đan ở trong đó. Sau khi Trần Triệu Dương bước vào, ba ông lão ở bên ngoài lo lắng và chờ đợi. Sao mãi vẫn chưa xong vậy chứ, cả ba người kiên nhẫn đợi được vài phút, Điền Đại Hà đã mất kiên nhẫn rồi, đi tới đi lui ở trước cửa. Ông gấp cái gì, Trần Triệu Dương mới đi vào được mấy phút. Luyện đan cũng không nhanh như vậy đâu, Tạ Đồ trừng mắt lên xem thường, sau đó tức giận mà nói. Làm sao tôi có thể không sốt ruột chứ? Ông thì không sốt ruột sao? Điền Đại Hà trừng mắt, sau đó hầm hừ tức giận đáp trả. Đợi một thời gian lâu như vậy rồi, chẳng lẽ chỉ có một chút thời gian như thế này mà cũng không đợi được sao? Thẩm Tu nhìn thoáng qua Điền Đại Hà rồi nói một cách thản nhiên. Thưa thầy, Trần Triệu Dương phải luyện chế đan dược gì vậy? Mặc dù Nguyên Thu là đỉnh phong võ tông nhưng anh ta không biết gì về luyện chế đan dược. Luyện chế giải độc đan cho chúng ta, Thẩm Thu nói ngay. Nghe thấy lời thầy nói, trong lòng Nguyên Thu vô cùng chấn động. Ba người bọn họ có một chất độc lạ ở trong người, anh ta đã tìm cách giải độc, nhưng mà tìm khắp mọi nơi vẫn chưa tìm ra cách loại bỏ chất độc này. Mỗi lúc nghĩ đến loại chất độc này là loại độc khó giải, nhưng không ngờ hôm nay lại có người nói có thể giải loại độc này. Phản ứng đầu tiên của anh ta là không tin, cảm thấy thầy và hai vị tiên bối đã bị lừa. Sau đó, anh ta lại cảm thấy chuyện này không thể xảy ra được, dù sao thì kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng về đối tượng bị lừa đảo. Nếu thật sự là kẻ lừa đảo, không thể không biết thực lực của ba người bọn họ, tuy rằng bởi vì chất độc mà thực lực bị ảnh hưởng nhưng lạc đà gây còn hơn ngựa béo, một trong ba người cũng không có người nào dễ chọc. Tuy rằng trong lòng rất nghi ngờ nhưng anh ta không tin Trần Triệu Dương thật sự dám lừa bọn họ. Trong khi Trần Triệu Dương đang luyện chế đan dược, nhà họ Mộ Dung lại nổ tung, bởi vì nhà họ đã phái 5 vị võ đạo tông sư đến giúp đỡ nhà họ Tiền nhưng lại bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy rằng nhà họ Mộ Dung của bọn họ rất mạnh nhưng 5 vị võ đạo tông sư cũng là sức lực chiến đấu vô cùng cao cấp. Vậy mà đã chết rồi, nhất định là một sự đả kích rất lớn đối với nhà họ Mộ Dung. Trong phòng khách của nhà họ Mộ Dung, 5 thi thể được đặt trong quan tài băng, bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi, Mộ Dung Khang ngồi ở phía trên chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Mộ Dung, lúc này ông ta đang nhắm mắt, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một người đàn ông trung niên bước vào đưa một xấp giấy đến trước mặt Mộ Dung Khang. Lúc này Mộ Dung Khang lập tức mở mắt ra, mở xấp giấy ra nhìn. Mọi người hãy truyền nhau xem. Cuối cùng thì người dám giết người của nhà họ Mộ Dung chúng ta là người như thế nào? Sau đó, Mộ Dung Khang đưa xấp giấy ở trong tay xuống dưới.
gia chủ, người này là một bác sĩ đến từ thành phố Nam Hải. Tôi sẵn sàng đưa người đi bắt anh ta về, lúc này, một người đàn ông có dáng vẻ vô cùng thô lỗ bỗng nhiên đứng lên và quát lớn. Hừ, dám giết người của nhà họ Mộ Dung chúng ta, gan của người này cũng rất lớn, gia chủ, tôi cũng sẵn sàng cùng với anh Phong đi bắt người này, ngay sau đó lại có người lên tiếng. Mặc dù các dòng họ lớn sẽ có tranh giành nội bộ nhưng một khi gặp phải kẻ thù chung, bọn họ sẽ cùng nhau chống lại. Sau khi mọi người phát biểu ý kiến xong, lúc này Mộ Dung Khang mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Mộ Dung Phong cùng những người vừa mới nói chuyện, đột nhiên sắc mặt trở nên lạnh lùng. Các người đều là trụ cột chính của nhà họ Mộ Dung chúng ta, tôi hy vọng mọi người có thể xem xét rõ ràng tình hình của đối phương rồi mới tính đến chuyện báo thù. Các người hãy đọc tin tức ở trang cuối cùng cho tôi. Sắc mặt của Mộ Dung Khang không tốt lắm, nổi giận rồi nói. Nghe thấy lời nói của gia chủ, trong lòng mọi người chợt động, lập tức lật đến trang cuối cùng của tập tài liệu, khi đọc đến trang cuối cùng, tất cả mọi người đều lặng đi. Mộ Dung Phong vừa kêu la muốn mang người đi báo thù, lúc này cũng không dám nói lời nào. Gia chủ, theo như trong tài liệu nói, Trần Triệu Dương này mới ngoài 20 tuổi, ở độ tuổi này mà có thể đánh bại Viên Vô Nhai có thực lực là đỉnh phong võ. Tông thì cũng quá cường điệu rồi, Mộ Dung Phong vẫn hơi không phục. Năm nay ông ta 37 tuổi, vừa đạt đến võ đạo tông sư, ở độ tuổi này của ông ta cũng coi như rất tốt rồi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy thực lực của Trần Triệu Dương, trong lòng của ông ta cảm thấy rất khó chịu. Mọi người hãy chú ý một chút xem đối tượng kết hôn của Trần Triệu Dương là ai, Mộ Dung Khang mặc kệ Mộ Dung Phong, lại ném ra một chi tiết mà tất cả mọi người đều không để ý tới. Sau khi nghe thấy lời nói của Mộ Dung Khang, bọn họ đã nhìn vào tài liệu và tìm ra thông tin vừa bị bỏ sót. Gia chủ, Nam Cung Yến này không phải là người của nhà họ Nam Cung sao? Mộ Dung Phong kinh ngạc, nhìn về phía gia chủ của mình. Sắc mặt của mấy người nhà họ Mộ Dung biết được chuyện này cũng khó coi, muốn gia chủ trả lời rõ ràng. Đúng vậy, Nam Cung Yến này là người của nhà họ Nam Cung. Phong, con hãy kể một số chuyện về Nam Cung Yến đi, Mộ Dung Khang gật đầu. Sau đó nhìn về phía một người thanh niên đang ngồi ở một góc vô cùng sáng sủa. Mộ Dung Phong nghe Mộ Dung Khang nói xong, lập tức đứng lên, đi tới trước bàn lớn, chắp tay với Mộ Dung Khang và nói, vâng thưa bố. Sau đó, Mộ Dung Phong nhìn lướt qua người của nhà họ Mộ Dung, nói một cách bình tĩnh, tôi đã chú ý tới Nam Cung Yến của nhà họ Nam Cung từ lâu rồi. Tuy rằng nhà họ Nam Cung không còn là một dòng họ tu luyện võ đạo, trong dòng họ cũng không có võ giả có tu vi võ đạo nhưng mà Nam Cung Yến lại khác. Nghe được lời của Mộ Dung Phong, tất cả mọi người đều tập trung chú ý, bọn họ muốn xem Nam Cung Yến có gì khác biệt. Khi tôi chú ý tới Nam Cung Yến, cô ấy còn chưa biết u luyện, nhưng sau đó tôi tìm thấy thông tin về thể chất bí ẩn trong một quyển sách cổ của thầy tôi, rất giống với tình trạng của Nam Cung Yến. Sau đó, tôi tập trung điều tra một phen thì quả nhiên, khi Trần Triệu Dương mới đến Nam Hải, anh ta không phải là võ giả tiên thiên, nhưng khi anh ta đến Nam Hải thì đã đạt đến cấp độ võ giả tiên thiên. Ngay sau đó giống như gặp được kỳ ngộ, trong vòng chưa đầy nửa năm, anh ta đã đạt đến cấp độ võ đạo tông sư. Mọi người có thể suy nghĩ một chút, từ trước võ giả tiên thiên đến võ đạo tông sư thì mất bao lâu? Mà tất cả những điều này là nhờ vào thể chất khủng bố của Nam Cung Yến. Mộ Dung Phong nói liền một mạch, anh ta đã làm cho người của nhà họ Mộ Dung vô cùng chấn động. Ngay lập tức, có rất nhiều cuộc thảo luận bắt đầu vang lên trong phòng khách. Mộ Dung Phong không nói nữa mà để cho bọn họ thảo luận. Cậu chủ Phong, cuối cùng thì thể chất của Nam Cung Yến là loại thể chất gì? Tại sao lại có hiệu quả như vậy? Mộ Dung Phong lập tức hỏi Mộ Dung Phong. Nghe thấy câu hỏi của ông ta, tất cả mọi người đều im lặng, chờ Mộ Dung Phong trả lời. Chú Phong, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cháu là cậu chủ gọi cháu là Phong được rồi. Mộ Dung Phong nói với ông ta bằng vẻ mặt chân thành, tuy rằng họ tên của hai người giống nhau, nhưng thân phận lại kém nhau rất nhiều. Mộ Dung Phong là con trai của gia chủ Mộ Dung Khang nhà họ Mộ Dung, còn Mộ Dung Phong kia chỉ là một thành viên bình thường của chỉ thứ trong nhà họ Mộ Dung. Nhưng mà cậu chủ Mộ Dung Phong có thể thân thiện như vậy khiến cho những người thuộc chỉ thứ của nhà họ Mộ Dung rất cảm động, ánh mắt nhìn về phía anh ta đều trở nên thân thiết hơn. Mộ Dung Khang nhìn thấy cảnh này thì thầm gật đầu. Con trai của ông ta là một người có trí tuệ kiệt xuất, cho nên câu nói sau đã mua được phần lớn lòng người của chỉ thứ của nhà họ Mộ Dung, thật sự là làm rất tốt. Nam Cung Yến có thân thể linh quang, đó là một loại thể chất đặc thù, quá trình tu luyện của người có được thể chất này sẽ cực kỳ nhanh chóng,
nhưng điểm cường đại nhất của thể chất này không phải là tự mình tu luyện mà có thể làm gia tăng tốc độ tu luyện của người bên cạnh. Đây cũng là chính nguyên nhân khiến cho Trần Triệu Dương chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã từ võ giả tiên thiên thăng cấp thành võ đạo tông sư. Mộ Dung Phong nói ra thể chất đặc thù của Nam Cung Yến, bọn họ cũng cực kỳ muốn sở hữu người có thể chất đặc biệt này, nhưng anh ta cũng biết, nhà họ Mộ Dung và nhà họ Nam Cung từ trước đến nay vẫn như nước với lửa, tuyệt đối không có khả năng sẽ kết thành thông gia. Cho nên, khi biết được Nam Cung Yến có thể chất đặc biệt này, anh ta đã phải người đi giết chết cô, nhưng cuối cùng lại bị Trần Triệu Dương làm hỏng kế hoạch. Nếu đã biết được Nam Cung Yến có thể chất đặc biệt, tại sao còn chậm trễ chuyện tiêu diệt cô ta? Nghe Mộ Dung Phong nói vậy, vốn mọi người ngồi đây đều có chung một mối thù, nhưng vẫn luôn không vừa mắt nhau, lúc này, có một người đứng ra, lạnh lùng hỏi. Anh cho rằng tôi không nghĩ đến điều đó sao? Tôi đã cho người ám sát cô ta rất nhiều lần, nhưng lần nào? Cũng có chung một kết quả là thất bại, đối mặt với chất vấn của người nọ, ánh mắt của Mộ Dung Phong bỗng chốc trở nên lạnh lùng, sau đó nói. Cậu Phong, chẳng lẽ cậu không biết sức mạnh thật sự của nhà họ Mộ Dung sao? Nếu cậu dùng lực lượng của dòng họ, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng, người nọ vẫn không từ bỏ cơ hội này, lại tiếp tục mở miệng nói. Có phải đầu óc của anh bị úng nước rồi không? Nếu chúng ta dùng lực lượng của dòng họ để ám sát Nam Cung Yến, không may chuyện này bại lộ ra bên ngoài, bị vị kia biết được, liệu rằng dòng họ Mộ Dung của chúng a có còn tồn tại được hay không, bị người kia gây khó dễ, Mộ Dung Phong không chút e dè, trực tiếp mảng người. Nghe được lời nói của Mộ Dung Phong, sắc mặt của người nọ cực kỳ khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, tuy rằng hiện tại, nhà họ Nam Cung chỉ là một dòng họ lấy việc kinh doanh làm chủ yếu, nhưng sau lưng lại có vị kia làm chỗ dựa, nếu bọn họ dám công khai ra tay với người nhà Nam Cung, chỉ sợ ngày nhà họ Mộ Dung bị hủy diệt cũng cách không xa. Phong, chuyện này quả thật là con đã làm sai, nếu con biết được chuyện gì, vẫn nên báo cáo cho dòng họ, để mọi người cùng nhau nghĩ cách xử lý, dù sao, so với một mình con thì vẫn hiệu quả hơn nhiều. Sau này phải nhớ kỹ, dòng họ là chỗ dựa lớn nhất của con cháu nhà Mộ Dung, gặp chuyện gì khó giải quyết thì phải tìm đến dòng họ. Mộ Dung Khang khoát tay áo rồi thản nhiên dạy dỗ con trai mình. Bố dạy dỗ phải, con đã hiểu rồi, sau này con sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn, đối với lời răn dạy của bố mình, Mộ Dung Phong khế cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn đáp lời. Được rồi, sự việc thì cũng đã xảy ra rồi, hiện tại, chuyện mọi người nên thảo luận chính là tiếp theo nên làm như thế nào. Mộ Dung Khang giải quyết dứt khoát, trực tiếp gạt chuyện này sang một bên, đồng thời đưa mọi người về đúng chủ đề. Chỉ là, mọi người đều đã biết thực lực của Trần Triệu Dương, lúc này, không ai dám nói lời nào, bởi chẳng ai trong số họ chắc chắn là bản thân có thể bắt được, thậm chí là chém chết một vị cao thủ mà ngay cả võ đạo tông. Sư cũng đánh bại được. Nhìn bộ dạng trốn tránh của đám người, sắc mặt Mộ Dung Khang cực kỳ không tốt, lúc nói chuyện chính sự thì không một ai lên tiếng. Bố. Không bằng chuyện này giao cho con đi, đối với Trần Triệu Dương, con vẫn có vài phần hiểu rõ, biết được. Nhược điểm của anh ta là gì, cũng đã biết nên làm thế nào. Mộ Dung Phong đột nhiên mở miệng. Nếu anh ta muốn có được vị trí gia chủ của nhà họ Mộ Dung, anh ta phải có được danh tiếng và năng lực. Thực sự, chuyện này là một cơ hội vô cùng tốt, chỉ cần anh ta có biểu hiện tốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ thì trong lòng người của dòng họ. Anh ta không chỉ là con trai của gia chủ mà còn là người có năng lực và khả năng gánh vác mọi chuyện. Phong, con có chắc chắn hay không? Nghe được lời nói của con trai mình, Mộ Dung Khang lập tức nhíu mày, bởi vì Trần Triệu Dương tuyệt đối không phải là người dễ chọc, lỡ may. Bố, chuyện này làm sao có thể chắc chắn? Thực lực của Trần Triệu Dương cường đại đến mức nào chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Cho dù lực lượng nhà Mộ Dung thực sự ra tay, cũng không thể gióng trống khua chiêng cho người bên ngoài biết. Dù sao. Nhà họ Mộ Dung chúng ta cũng không phải là không có kẻ địch, nếu bị những người đó biết được thể chất đặc biệt của Nam Cung Yến, lúc đó, chúng ta muốn tiêu diệt Nam Cung Yến, chém chết Trần Triệu Dương cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Mộ Dung Phong đem các điểm lợi và hại nói ra, người nhà Mộ Dung ngồi xung quanh đều âm thầm gật đầu. Được, con đã có tự tin như vậy thì chuyện này giao cho con đi, nếu có chỗ nào cần dòng họ trợ giúp, cứ thoải mái nói ra, thực lực của Trần Triệu Dương tăng lên với tốc độ quá nhanh. Nếu để cho cậu ta có thêm thời gian, chỉ sợ càng ngày khó đối phó. Mộ Dung Khang gật đầu, đồng ý để con trai mình ra tay. Tất nhiên, Trần Triệu Dương không hề hay biết chuyện này, hiện tại, anh không chỉ phải luyện chế đan giải độc mà còn phải luyện chế cả đan bồi nguyên. Tất cả đan dược trên người anh đều để ở thành phố Nam Hải, bây giờ, trong tay anh căn bản chẳng có đan dược. Gì? Ước chừng 2 giờ sau,
khi ba ông lão và Nguyên Thu đang nôn nóng chờ đợi ở bên ngoài thì rốt cuộc. Trần Triệu Dương cũng từ trong phòng bước ra. Sao rồi, thành công hay không, Điền Đại Hà là người có tính tình nóng nảy, làn da trên mặt càng lúc càng trở nên đỏ bừng, vội vàng chạy đến hỏi Trần Triệu Dương. Vâng, may mắn không làm nhục sứ mệnh, thành công, Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc bình ngọc. Điền Đại Hà không chút do dự cướp lấy bình ngọc, dứt khoát mở ra rồi lấy đan dược nhét vào miệng. Thẩm Tu và Tạ Đồ vẫn đứng im, lấy hiểu biết của bọn họ về Điền Đại Hà, hành động này của ông ta không phải là bởi gấp gáp muốn dùng đan dược, mà là đang thử thuốc. Dù sao, bọn họ mới chỉ quen biết Trần Triệu Dương không lâu, tuy rằng nhìn anh cực kỳ hiền lành, tâm tính cũng ngay thẳng nhưng mà nhìn người có thể nhìn được mặt nhưng không thể nhìn được lòng. Trần Triệu Dương hơi sửng sốt, sau đó lại nhìn thấy ánh mắt của hai người Thẩm Tu và Tạ Đồ, trong lòng anh cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà, loại chuyện này cũng rất bình thường, anh cũng không để ý, dù sao bản thân anh không thẹn với lương tâm là được. Anh nghĩ vậy tất nhiên là cũng có nguyên nhân, thực lực nhà họ Mộ Dung anh vẫn chưa xác định rõ, chuyện anh phải làm lúc này là cố gắng tìm kiếm đồng minh, bởi vì ở thủ đô, có thể nói là anh chưa hề có thế lực gì. Nếu như thực sự phải công khai đối địch với nhà họ Mộ Dung, lấy thực lực của anh có lẽ chỉ tự bảo vệ được chính mình, nhưng những người bên cạnh anh chắc chắn sẽ gặp phải tai họa. Ngay lúc này, sau khi ăn vào đan giải độc, sắc mặt Điền Đại Hà đột nhiên thay đổi, ông ta xoay người sang chỗ khác rồi phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, nhóm người Tạ Đồ nhất thời sợ hãi, ba người bọn họ nhanh chóng di chuyển, Tạ Đồ và Thẩm Tu đi đến đỡ Điền Đại Hà, còn Nguyên Thu thì hung hăng tung một chưởng về phía Trần Triệu Dương. Sắc mặt Trần Triệu Dương thay đổi, lập tức đánh ra một chưởng để nghênh đón, chưởng của hai người va vào nhau, anh bị luồng sức mạnh kia đẩy về phía sau mấy bước. Mà Nguyên Thu không thừa thắng xông lên, bày ra ưu thế phòng thủ, hai mắt cảnh giác nhìn Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương, không ngờ cậu lại là người như vậy, cho dù có không đánh lại cậu thì tôi cũng phải giết cậu, mặc dù Thẩm Thu rất lạnh lùng, bình thường không nói nhiều, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Hiện tại Điền Đại Hà vì thử nghiệm thuốc cho bọn họ mà biến thành dạng này, nên đương nhiên ông ta vô cùng tức giận. Trần Triệu Dương, tôi muốn biết là vì sao? Chúng tôi làm gì đắc tội với cậu sao? Gương mặt Tạ Đồ cũng tràn đầy vẻ bi phẫn, nhìn chòng chọc vào Trần Triệu Dương quát. Hai vị tiền bối, tôi không có ý định làm hại tiền bối Điền, các vị nhìn lại ông ấy một chút đi, trong lòng Trần Dương thấy rất bất đắc dĩ, đáng lẽ ban nấy anh nên nói rõ ràng mọi chuyện trước, ai biết Điền Đại Hà lại hấp. Tấp như vậy, ăn luôn loại thuốc kia. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, ba người bọn họ mới chuyển sự chú ý của mình về phía Điền Đại Hà. Cảm nhận được hơi thở truyền ra từ trên người ông ta cũng không hề yếu, mà ngược lại càng ngày càng bành trướng, lúc đó bọn họ mới biết mình đã trách nhầm người ta. Thế này, đây là chuyện gì vậy? Gương mặt của hai người kia đỏ ửng lên, ngượng ngùng nhìn Trần Triệu Dương hỏi. Bọn họ vô cùng chắc chắn, Điền Đại Hà không hề bị thương, mà hình như còn mạnh hơn so với lúc trước. Cho nên, việc Trần Triệu Dương hại bọn họ là không hề xảy ra, chỉ do bọn họ hiểu lầm. Hai vị tiền bối. Độc tố ở trong cơ thể của tiên bối Điền đã ăn sâu bén rễ rồi, loại thuốc mà tôi luyện chế để giải độc có tác dụng hơi mạnh, chính là vì khiến cho độc tố trong cơ thể của ông ấy nhanh chóng tụ lại, sau đó bài xuất ra khỏi cơ thể. Vừa nãy ngụm máu tươi mà tiền bối Điền vừa nhổ ra đó thực ra chính là máu độc, các vị có thể nhìn ngụm máu mà ông ấy phun ra xem. Vừa nói, Trần Triệu Dương vừa chỉ ngậm máu độc mà Điền Đại Hà nhổ ra. Ba người kia nhìn theo hướng ngón tay Trần Triệu Dương đang chỉ. Vừa hay nhìn thấy một mảng hoa cỏ bị vũng máu độc của Điền Đại Hà phun chúng lúc này đã hoàn toàn khô héo, không hề còn sức sống bừng bừng như lúc trước nữa. Rất xin lỗi cậu, chúng tôi hiểu nhầm cậu rồi, lúc này, Tạ Đồ ngại ngùng nhìn Trần Triệu Dương, cúi đầu xin lỗi. Nguyên Thu, còn không mau qua đây xin lỗi sư thúc. Của cậu đi, vừa nãy cậu còn dám ra tay với sư thúc của mình, tôi thấy cậu to gan quá rồi, Thẩm Tu đột nhiên nhìn về phía Nguyên Thu đang đứng bên cạnh xem kịch, mở miệng quát. Nguyên Thu đang xem kịch hay, dù sao thì chuyện vừa rồi cũng hơi cấp bách, khi ép lui Trần Triệu Dương, anh ta đã phát hiện ra hơi thở của Điền Đại Hà mạnh hơn trước, nên biết sợ là mình đã hiểu lầm Trần Triệu Dương, cho nên, anh ta cũng không ngại nhìn sư phụ và Tạ Đồ bị xấu mặt. Thế nhưng anh ta chưa hề nghĩ tới chuyện sư phụ mình lại bảo mình đi xin lỗi, hoang đường nhất chính là, sư phụ còn bảo mình gọi Trần Triệu Dương là sư thúc này ở đâu ra vậy? Lúc này anh ta đang cảm thấy rất mờ mịt. Thất thần cái gì, còn không mau xin lỗi. Có tin tôi quất cậu không?
Thẩm Tu nhìn thấy Nguyên Thu đang ngẩn cả người ra, dáng vẻ khó hiểu, đột nhiên tức giận, sau đó ông ta chợt đá một phát vào chỗ đầu gối Nguyên Thu. Nguyên Thu cũng không dám chống cự, bị đạp một phát, chân hơi cong về phía trước, nếu như không phải anh ta phản ứng nhanh thì sợ là đã quỳ rạp xuống đất luôn rồi. Sư thúc cái gì chứ? Thầy, cậu ta mới bao nhiêu tuổi, con đã sắp 40 rồi, sao có thể? Nguyên Thu nhảy vọt ra thật xa, sau đó mới quay đầu nhìn Thẩm Tu nói. Đây là bạn vong niên của sư phụ cậu, không phải cậu nên gọi là sư thúc sao? Thẩm Tu hừ lạnh một tiếng, sau đó thở phì phì nói. Cái này, nghe sư phụ nói vậy, Nguyên Thu lập tức cười khổ một tiếng, thế này không phải là làm khó anh ta sao? Anh ta đường đường là cường giả đỉnh phong võ tông, thế mà phải gọi một người thanh niên 20 tuổi là sư thúc, thế này không phải là quá khôi hài sao? Tiền bối Thẩm, đừng mà, chúng ta đừng nói như vậy, Trần Triệu Dương lúc này cũng đã kịp phản ứng lại. Cười khổ một tiếng, khuyên Thẩm Tu. Hay lắm, không nói như vậy. Cái thằng nhóc thối này, cho cậu lợi ích mà cậu còn không cần, tức chết tôi rồi. Thẩm Tu gật nhẹ đầu, câu cuối cùng ông ta nói với giọng vô cùng nhỏ. Ông ta thấy, một võ đạo tông sư còn trẻ tuổi như vậy mà sức chiến đấu đã không thua kém gì những võ đạo ông sư có uy tín lâu năm kia, như vậy thì chắc chắn phía sau sẽ có thế lực còn kinh khủng hơn. Dù sao thì người có được một hũ lớn đựng lá trà đại hồng bào lấy từ cây chu mẫu chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Cho nên, nếu như Nguyên Thu có thể làm thân với một người như thế này, thì chắc chắn sau này sẽ có được nhiều lợi ích. Đáng tiếc, cái tên ngu ngốc này lại không chịu chấp nhận. Trần Triệu Dương, cái lão điền này sao còn chưa tỉnh lại vậy? Tạ Đồ nhìn Điền Đại Hà ngồi khoanh chân trên mặt đất, hơi nghi ngờ hỏi Trần Triệu Dương. Tôi nghĩ... Hắn là thực lực lúc trước của các vị mới ở Võ Tông Đại Thành đúng không, không có chất độc kia áp. Chế, sợ là thực lực của ông ấy sẽ khôi phục lại, có lẽ còn có thể tăng thêm một bậc, Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó mở miệng giải thích. Thật sao, thế chúng tôi thì sao? Nếu như độc trong người chúng tôi được giải hết thì có phải là sức? Mạnh của chúng tôi cũng sẽ được khôi phục lại không? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, hai mắt Tạ Đồ và Thẩm Tu lập tức tỏa sáng, ngay lập tức vội vàng hỏi. Cái đó phải xem vận may của các vị, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ xua xua tay, chuyện này anh cũng không thể xác định 100% được. Hơi thở trên người Điền Đại Hà càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, lại đột ngột thu lại, hiển nhiên là ông ta đã đột phá thành công. Hình ảnh này khiến cho hai người Tạ Đồ và Thẩm Tu càng hâm mộ hơn, nếu biết trước thì bọn họ đã ăn luôn viên thuốc đó rồi. Tốt, hẳn là tiền bối Điền sẽ tỉnh lại ngay thôi, hai người các vị ai ăn trước đây, sau đó... Trần Triệu Dương lại móc ra hai bình ngọc, đưa cho hai người bọn họ, hỏi. Cùng nhau đi, hai người Tạ Đồ và Thẩm Tu liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng mở nắp bình ra, uống thuốc vào. Đợi đến khi cả hai người bọn họ ai nấy đều nhổ ra một ngụm máu độc thì sau đó liền tiến vào trạng thái thiền. Đúng lúc này, Điền Đại Hà đã tỉnh lại, sau khi ông ta mở mắt chỉ muốn thét lên một tiếng để diễn tả niềm vui sướng của mình. Trần Triệu Dương lắc mình một cái. Đi thẳng tới trước mặt Điền Đại Hà, bổ một chưởng về phía ông ta. Điền Đại Hà vốn còn muốn điên cuồng gào thét một phen để giải tỏa, kết quả là Trần Triệu Dương đánh đến một chưởng, nên ông ta chỉ có thể nghênh đón. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Thu lại trợn tròn mắt, thế này là như nào vậy? Không phải vừa nãy hiểu lầm đã được gỡ bỏ rồi sao? Sao lại đánh nhau rồi? Xuyệt! Đánh ra một chưởng ngăn lại tiếng thét dài của Điền Đại Hà rồi. Trần Triệu Dương mới đưa tay ra hiệu im lặng với ông ta, sau đó chỉ về phía Tạ Đồ và Thẩm Tu đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. Ban đầu Điền Đại Hà còn cảm thấy khó hiểu, nhưng khi ông ta nhìn thấy động tác ra hiệu im lặng của Trần Triệu Dương và thấy Tạ Đồ cùng với Thẩm Tu đang ngồi dưới đất, ông ta vội vàng che miệng mình lại, trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Lúc này Nguyên Thu mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra, điều này khiến cho anh ta hiểu được Trần Triệu Dương hơn một chút nữa. Can đảm thận trọng, thiên phú lại mạnh mẽ. Và lại còn biết luyện đan dược, đây chính là hình ảnh của một người luyện võ toàn năng, dạng người này, nếu như có thể đến được bên cạnh anh, thì sợ là sức mạnh của bọn họ sẽ được tăng lên rất nhiều. Cậu bạn Trần Triệu Dương, thật sự rất cảm ơn cậu, nếu như không có cậu, độc tố trong người tôi sẽ không thể áp chế được bao lâu, chỉ sợ sẽ xong thật, mà bây giờ chẳng những đã loại trừ được độc tố, mà thực lực của tôi cũng đã khôi phục được như lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước nữa. Lúc này Điền Đại Hà đi đến trước mặt Trần Triệu Dương, nhỏ giọng nói cảm ơn với anh. Khách khí rồi, đồ đều là của các ông, tôi chỉ giúp đỡ luyện chế ra một viên giải độc đan mà thôi, huống chỉ, một lò giải độc đan có khoảng chừng hơn 10 viên,
số còn lại tôi sẽ không đưa cho các ông nữa. Trần Triệu Dương lại cười lắc đầu, đồng thời nói ra việc mình luyện chế được rất nhiều giải độc đan. Tôi đã công nhận người bạn như cậu rồi, cậu là một người đáng để kết bạn, về sau ở thủ đô, nếu ai dám đối xử với cậu như vậy, nhất định phải qua cửa của Điền Đại Hà tôi trước. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Điền Đại Hà lại cười, lúc này vỗ bả vai anh, thấp giọng nói. Trần Triệu Dương này đúng là rất hợp với tính cách của ông ta, chuyện luyện chế đan dược lúc đầu cũng vậy, bạn luyện chế ra được bao nhiêu dược, còn không phải là do bạn tính toán sao, cho dù bạn nói luyện chế thất bại, người khác cũng phải ngoan ngoãn chấp nhận. Thế nhưng Trần Triệu Dương lại vô cùng thản nhiên nói ra mình luyện chế được bao nhiêu viên giải độc đan, cuối cùng còn lại bao nhiêu viên, hơn nữa còn trực tiếp giữ những viên đan dược còn lại, điều này nói rõ anh không phải loại người dối trá, đáng để kết bạn. Trần Triệu Dương không ngờ rằng một hành động trong lúc vô tình của mình đã khiến Điền Đại Hà tin tưởng mình hơn. Anh và Điền Đại Hà vừa trò chuyện vừa chờ hai người còn lại giải độc xong, đồng thời xem hai người bọn họ có khôi phục hoàn toàn hay không. Quan trọng nhất là, Điền Đại Hà muốn xem rốt cuộc hai người bọn họ có tăng lên không, có vượt qua ông ta hay không. Thời gian dần dần trôi qua, hơi thở trên người bọn họ càng thêm mạnh mẽ, hiển nhiên, hai người bọn họ cũng giống như Điền Đại Hà. Bị độc tố áp chế trong thời gian dài như vậy, một khi giải được, chân khí trong cơ thể sẽ trực tiếp tuôn ra, đương nhiên thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Mất một lúc gần bằng Điền Đại Hà, hai người kia cũng lần lượt tỉnh lại, ba người nhìn nhau, sau đó đột nhiên bay lên trời, ngửa mặt lên thét dài. Trần Triệu Dương và Nguyên Thu nhanh chóng đóng thính giác của mình lại, đồng thời cũng giúp tăng kim lai, ba người kia hét dài mấy phút, cuối cùng mới dừng lại, rơi xuống mặt đất. Thoải mái quá! Khi thấy ba người bọn họ rơi xuống, Trần Triệu Dương và Nguyên Thu mới giải trừ thính giác, thuận tiện giải cho cả Tăng Kim Lai. Đối với hành động của ba người, Trần Triệu Dương rất thấu hiểu, để bọn họ xả hơi một chút cũng không tệ lắm. Các ông, may mà xung quanh chỗ này không có nhà nào cả, nếu không chắc chắn người ta sẽ gọi điện thoại khiếu nại các ông, đợi đến khi ba người kia xuống, Trần Triệu Dương liền nói đùa. Ha ha, lúc trước mua chỗ này chính là vì yên tĩnh, không bị người nào quấy rầy. Đương nhiên, cũng sẽ không quấy rầy đến người khác, tốt biết bao, Tạ Đồ cười lớn một tiếng, cực kỳ vui vẻ nói. Trần Triệu Dương, tôi nhận cậu làm bạn, không biết lão già này có tư cách làm bạn với cậu không, lúc này ba người bọn họ cười tủm tỉm nhìn Trần Triệu Dương, hỏi. Ba vị tiền bối, các ông làm tôi ngại quá, tôi chỉ là một vãn bối, sao dám làm vậy được, nghe thấy ba người kia nói vậy, Trần Triệu Dương liền vội vàng khoát tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quan tâm đến những chuyện đó làm gì? Võ giả chúng ta kết bạn còn cần nhìn những điều này sao? Chỉ cần tính cách hợp nhau, đều có thể trở thành bạn bè, nếu cậu không đồng ý, chính là xem thường mấy lão giả chúng tôi rồi. Tạ Đồ rất biết cách nói chuyện, lúc này liền làm phép khích tướng. Nếu đã như vậy, vậy tôi liền cung kính không bằng tuân mệnh, nghe thấy ba người nói vậy, lại nhìn vẻ mặt không giống giả vờ của bọn họ, Trần Triệu Dương rơi vào. Đương cung, đành phải đồng ý. Đương nhiên, những điều này đều ở trong dự đoán của anh tin chắc, sợ rằng sau này mình ở thủ đô vô. Cùng gian khổ, nếu có ba ông lão này giúp đỡ, mình sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nghe thấy Trần Triệu Dương đồng ý, ba người kia lập tức vô cùng vui vẻ. Mà buồn bực nhất đương nhiên là Nguyên Thu, vô duyên vô cớ thấp đi một vai vế, dù là ai thì trong lòng cũng sẽ thấy khó chịu. Cũng may, vừa rồi Trần Triệu Dương đã nói như thế. Anh ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Được rồi, cũng luyện xong đan dược rồi, trả lò luyện đan này lại cho ông, Trần Triệu Dương nói, lấy lò luyện đan từ trong phòng ra, đưa cho Thẩm Thu. Chỉ là đây là lần đầu tiên anh được dùng lò luyện đan tốt như vậy, thật sự có chút không nỡ. Mà quan trọng nhất là vừa rồi lúc anh luyện đan mới phát hiện ra, sau khi thực lực của anh đột phá đến võ đạo tông sư, lại có thể dùng chân khí hình thành lửa đan để luyện chế đan dược. Mà lò luyện đan này rất tốt, có thể tiết kiệm được rất nhiều chân khí. Hơn nữa, dùng lò luyện đan này, có thể làm tăng tỷ lệ thành đan, đương nhiên, còn có thể làm tăng cả phẩm chất của đan dược, tuyệt đối là một lò luyện đan ghê gớm. Nguyên Thu, ở chỗ các cậu có người biết luyện chế đan dược không? Thẩm Tu nhìn lướt qua Nguyên Thu, sau đó hỏi. Không cớ, nghe được thầy hỏi, Nguyên Thu vội vàng mở miệng đáp. Nếu đã không có... Lò luyện đan này cứ để cho sư thúc của cậu dùng trước đi, đến khi nào mà các cậu có luyện dược sư thì trả lại cho cậu cũng được, Thẩm Tu cực kỳ tùy ý nói với Nguyên Thu. Hả, vâng ạ, không thành vấn đề, nghe thầy nói vậy, trong lòng Nguyên Thu vô cùng khổ sở, đây đâu phải là mượn,
rõ ràng đây là dùng bánh bao thịt để đánh chó, có đi mà không có về. Dù sao bây giờ kiếm đâu ra luyện dược sư có thể luyện chế đan dược chứ? Nhưng mà, đó cũng là một biện pháp tốt để rút ngắn khoảng cách với Trần Triệu Dương, một luyện dược sư có giá trị quá lớn, cho dù là vì tu luyện, hay là để chữa thương cho đám võ giả bọn họ, đều không thể không có luyện dược sư. Anh Thu, đừng mà, lò luyện đan này quá quý giá, tôi không thể nhận được, Trần Triệu Dương vội vàng khoát tay, mặc dù anh vô cùng yêu thích lò luyện đan này, nhưng là quân tử sẽ không đi cướp đoạt những thứ mà người khác yêu thích, anh cũng không thể nhận lấy như thế được, dù sao ân tình này quá lớn. Trần Triệu Dương, không có việc gì, cứ cầm đi, cùng lắm thì đến lúc đó mấy người Nguyên Thu cần luyện chế đan dược gì, bọn họ chuẩn bị nguyên liệu, cậu luyện chế cho bọn họ là được. Hơn nữa, lò luyện đan này đặt ở chỗ bọn họ quá lãng phí, thứ này ở trong tay ai biết dùng mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất của nó, Thẩm Thu lại trực tiếp quyết định. Không sai, Trần Triệu Dương, cậu cứ cầm lấy lò luyện đan này đi, ở chỗ chúng tôi cũng chỉ để không, còn không bằng cho cậu, ít ra cậu cũng sẽ không bỏ không nớ. Lúc này một chút mâu thuẫn trong lòng Nguyên Thu cũng đã tan biến, cố gắng đề cử. Vậy tôi sẽ không khách khí, về sau anh cần luyện chế đan dược gì, có thể trực tiếp nói với tôi sẽ luyện chế cho anh. Trần Triệu Dương thật sự rất thích lò luyện đan này, người ta đã nói như vậy, anh cũng không tiện từ chối. Quá tốt rồi, Nguyên Thu nghe thấy Trần Triệu Dương cam đoan, lập tức vui vẻ hẳn lên, liên tục gật đầu không ngừng. Trần Triệu Dương không nán lại lâu thêm mà nói tạ đồ cho mình một chiếc xe, Tăng Kim Lai làm tài xế, hai người rời khỏi đây. Những gì họ thu hoạch được trong chuyến đi này không thể nói là không lớn, họ được làm quen với ba tiền bối lớn tuổi, làm bạn với một cường giả như Nguyên Thu, mặc dù anh ta không giới thiệu mình làm về cái gì nhưng từ lò luyện đan kia, họ vẫn khẳng định được anh ta là người của Long Tổ, hơn nữa còn nắm trong tay quyền cao chức trọng. Dĩ nhiên, có được lò luyện đan này, việc tăng thực lực cho bản thân và những người bên cạnh anh cũng được bảo đảm. Anh Tăng, anh có muốn tu luyện không? Trần Triệu Dương đột nhiên hỏi Tăng Kim Lai đang lái xe. Anh ta đang lái xe rất ổn định thì chợt phanh gấp xe lại làm anh giật cả mình, buồn bực nói, anh cũng đã ba mấy tuổi rồi, sao lại chẳng giữ được bình tĩnh thế? Anh Trần, giờ tôi tu luyện vẫn kịp sao? Tăng Kim Lai cố nén sự kích động trong lòng, hơi căng thẳng hỏi anh. Nếu người khác dạy anh thì chắc là không kịp. Nhưng có tôi đây thì không thành vấn đề, xem anh có muốn hay không thôi, nghe thấy anh ta nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức nở nụ cười. Xem ra Tăng Kim Lai một mực suy nghĩ về chuyện này, có vẻ anh ta cũng từng hỏi những người khác. Đến tuổi của anh ta thì cơ bản là không thể tu luyện được. Nữa, vì khung xương đã định hình rồi. Tôi muốn, Tăng Kim Lai kích động gật đầu thật mạnh với anh, trả lời. Chỉ cần anh muốn học thì tôi sẽ dạy anh, nhưng anh phải suy nghĩ cho kỹ. Trên con đường này chỉ có thực lực mạnh và không tu luyện, thực lực yếu chắc chắn sẽ bị người khác dẫm đạp. Hơn nữa, một khi đã bước lên con đường tu luyện thì không thể rút lui, thậm chí muốn trở lại làm người bình thường cũng rất khó. Anh bình thản nhìn Tăng Kim Lai, nói bằng giọng rất nghiêm túc. Được, anh Trần, tôi muốn học, Tăng Kim Lai kiên định gật đầu, đương nhiên anh ta biết một khi đã tham gia tu luyện thì phải đi về phía trước, không thể quay. Đầu. Ngoài ra, thế giới của võ giả thông thường đều đầy gió tanh mưa máu, nhưng anh ta không sợ, khó khăn lắm mới có cơ hội, nhất quyết không vứt bỏ. Trần Triệu Dương không nói gì thêm, gật đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người trở lại chỗ ở của mình, Tăng Kim Lai vốn định đi mở cửa nhưng bị anh gọi lại. Để tôi mở, anh giữ chặt Tăng Kim Lai, sau đó đi tới cửa, cắm chìa khóa vào rồi đánh một chưởng ra, tạo thành một luồng gió nhẹ đẩy mở cửa phòng. Anh đang... Thấy hành động này của Trần Triệu Dương, Tăng Kim Lai khó hiểu hỏi. Không có gì, có người bôi gì đó lên chốt cửa, lát nữa tôi sẽ xóa nó đi, anh khoát tay, hờ hững trả lời. Độc dược nhẹ thế này thì anh có dùng tay không nắm lấy cũng chẳng sao, nhưng anh cũng không nên để. Lộ ra rõ ràng như vậy. Nghe anh nói thế, Tăng Kim Lai lập tức căng thẳng. Anh Trần, có sát thủ à, anh ta nôn nóng hỏi. Không phải sát thủ. Chắc là người của nhà Mộ Dung rồi đây, Trần Triệu Dương mỉm cười, dẫn anh ta đi vào trong sân. Vốn dĩ nơi ở của nhóm Trần Triệu Dương không phải ở đây, chỗ này Tăng Kim Lai mới vừa chuyển đến vào. Hôm qua thôi, không ngờ hôm nay nhà Mộ Dung đã điều ra ra rồi, còn tìm đến tận nơi, xem ra thực lực của dòng họ đó quả thật không thể khinh thường. Anh dùng khả năng nhìn xuyên thấu để quan sát cả căn nhà, phát hiện trong sân đã bị bố trí rất nhiều cạm bẫy và cơ quan, chẳng qua chúng đều là vũ khí lạnh.
không có vũ khí nóng như lưu đạn các loại nên cũng không nguy hiểm cho lắm. Không lâu sau đó, Trần Triệu Dương đã phá hư toàn bộ các cạm bẫy và cơ quan, anh nhìn về một nơi nào đó, làm động tác cắt cổ. Đi thôi, về ngủ, làm xong hết mọi thứ rồi, anh dẫn Tăng Kim Lai vào nhà. Tối nay anh sẽ tẩy tủy phạt cốt cho anh ta để giúp anh ta nhập môn, thế nên anh lười so đo với bọn người kia, xử lý xong rồi tính sau. Anh Trần, chúng ta mặc kệ luôn sao, trong phòng, thấy Trần Triệu Dương kéo cả rèm cửa sổ lên, Tăng Kim Lai lại hỏi. Cứ kệ chúng đã, khi nào bọn chúng dám xông vào đây thì hãng tính, việc cấp bách bây giờ là tẩy tủy phạt cốt cho anh đã, anh nở nụ cười tự tin, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Tẩy tủy phạt cốt, là sao, Tăng Kim Lai không? Hiểu câu nói của anh bèn hỏi. Nói một cách đơn giản thì thể chất của anh không thích hợp với việc tu luyện lắm, tôi muốn giúp anh tẩy tủy phạt cốt, đến khi thể chất của anh phù hợp rồi thì tôi sẽ dạy anh phương pháp tu luyện, anh giải thích ngay. Ăn cái này đi, Trần Triệu Dương lấy một viên đan dược đen như mực ra đưa cho Tăng Kim Lai. Anh ta nhận lấy, tuy hơi nghỉ hoặc, không biết thứ này đen như vậy có ăn được không. Nhưng anh ta ăn luôn nó, không hề do dự chút nào. Trần Triệu Dương nắm lấy cánh tay của Tăng Kim Lai, truyền chân khí vào trong cơ thể anh ta để giúp anh A tiêu hóa viên đan dược, như thế công dụng của nó cũng được phát huy đến mức tối đa. Trong lúc Trần Triệu Dương đang giúp Tăng Kim Lai tẩy tủy phạt cốt thì tại một tòa cao ốc cách căn nhà họ. Đang thuê không xa, sắc mặt Mộ Dung Phong đang cực kỳ khó coi. Tại sao tên Trần Triệu Dương kia lại biết những thứ chúng ta đã bố trí? Ở đây phải có gián điệp, chứ không thì làm sao anh ta phát hiện ra được? Anh ta đột nhiên xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn những người tới đây cùng mình. Cậu Phong, lúc chúng ta rời gia tộc thì tất cả những thiết bị có thể truyền tin như di động đều bị tịch thu hết rồi, không tài nào chúng tôi thông báo cho anh ta được, huống gì chúng tôi đều là người nhà Mộ Dung, cả đời đều trung thành với gia tộc, tuyệt đối không thể phản bội được. Nghe Mộ Dung Phong nói thế, đám người này lập tức đỏ cả mặt, hiển nhiên họ rất khó chịu vì bị anh ta nghi ngờ. Không tôi, ai cũng đều là người có lòng với nhà Mộ Dung. Vừa rồi tôi nói vậy chỉ là muốn xem phản ứng của mọi người thôi. Thấy mọi người xúc động như thế, tôi rất vui mừng, anh ta đã tỉnh táo lại, nhanh chóng viện cớ cho mình. Cũng do vừa rồi nhìn thấy Trần Triệu Dương bình tĩnh tránh thoát những cạm bẫy chết người kia nên anh A mới tức điên, lỡ lời như thế. Mộ Dung Phong dứt lời, đám người cũng bình tĩnh lại, hiển nhiên là họ tin tưởng lời của anh ta, nếu không thì sao có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình như thế được. Cậu Phong, vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao, có người hỏi. Họ biết rất rõ về thực lực của Trần Triệu Dương, nhưng trong số họ không có ai là võ đạo tông sư, còn không đủ để người ta dùng làm tăm xỉa răng. Đối đầu trực diện chắc chắn không được, nếu nơi này không ổn thì chúng ta đi chỗ khác, Mộ Dung Phong cười lạnh, đương nhiên anh ta có thấy động tác cắt cổ mà Trần Triệu Dương đã làm với mình, hắn ta muốn xem ai mới là người cười cuối cùng. Sau đó, người nhà Mộ Dung được Mộ Dung Phong dẫn dắt rời khỏi đây. Trong căn nhà cho thuê, tẩy tủy phạt cốt đan trong cơ thể Tăng Kim Lai đã bắt đầu phát huy tác dụng, để phòng không bị bẩn, Trần Triệu Dương cho anh ta ngồi vào bồn tắm trong nhà vệ sinh. Không lâu sau, theo tiếng hét thảm thiết của Tăng Kim Lai, bên trong vọng ra tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Trần Triệu Dương không nhúc nhích, đã đoán được từ trước. Anh chờ mười mấy phút mới thấy Tăng Kim Lai tắm xong đi ra. Phụt, ha ha, thấy dáng vẻ của anh ta. Trần Triệu Dương đang uống trà phun thẳng ra ngoài, điên cuồng cười. Ban đầu da của Tăng Kim Lai hơi ngăm, nhưng sau khi uống tẩy tủy đan thì diện mạo của anh ta có thể nói là đã thay đổi 360 độ. Anh ta trở nên trắng nõn mịn màng, đường nét gương mặt cũng trở nên rất tuấn tú, bóp mạnh một cái là rách ra, có lẽ phụ nữ mà nhìn thấy cũng cực kỳ hâm mộ, ngắm mãi không chịu đi. Anh Trần, sao anh không nói dùng nó xong sẽ thành thế này vậy? Sau này tôi biết ra ngoài kiểu gì chứ? Tăng Kim Lai làm mặt khóc tang, bất lực than thở với Trần Triệu Dương. Không phải thế thì tốt lắm sao, đẹp trai hấp dẫn biết mấy, giờ anh mà đi đóng phim thì kiểu gì cũng thành hình tượng của mấy cô nàng cho mà xem, anh không nhịn được trêu ghẹo anh ta, hiển nhiên là anh rất tin tưởng vào tác dụng của tẩy tủy đan. Anh Trần, trước đây tôi dựa vào dáng vẻ dữ dẫn của tôi, lăn lộn trong kinh doanh mới có được thành tựu như bây giờ, nếu cái mặt tôi ra thế này thì bị người ta cười chết cho. Mặc dù trong lòng anh ta cũng vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn. Được rồi, tẩy tủy phạt cốt đã xong, tiếp theo tôi sẽ truyền dạy cho anh. Trần Triệu Dương dạy một mẩu công pháp tu luyện cho Tăng Kim Lai, sau đó dùng chân khí của mình để giúp vận chuyển hai vòng trong người anh ta, chờ anh ta nhớ rồi mới dừng lại.
anh ngồi xếp bằng bên cạnh Tăng Kim Lai để hộ pháp, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Tăng Kim Lai tu luyện, nếu không hộ pháp cho anh ta, có khả năng anh ta sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đêm dần trôi, có một điều làm cho Trần Triệu Dương kinh ngạc là nhà Mộ Dung chỉ bày vài trò đó ra rồi dừng sao. Không ngờ chúng lại không tiếp tục kiếm chuyện với anh. Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng anh cũng không để ý, cảm nhận được dao động chân khí yếu ớt phát ra từ Tăng Kim Lai, anh biết anh ta đã tiến vào trạng thái tu luyện rồi, sau này cứ tiến hành theo từng bước là được. Trần Triệu Dương có chút do dự, cuối cùng anh vẫn đưa khối linh thạch có được từ chỗ ông nội Hứa An Lan cho Tăng Kim Lai. Có khối linh thạch này, việc tu luyện của anh ta có thể đẩy nhanh tốc độ hơn. Khi những người khác tu luyện, họ chỉ cần ngồi tại Hồ Lộc Minh, hiệu suất tu luyện không thấp hơn lúc dùng linh thạch là bao. Anh vốn định để Tăng Kim Lai ở trong phòng một mình, bản thân thì ra ngoài, nhưng rồi lại nghĩ nhỡ đâu nhà Mộ Dung xông tới thì Tăng Kim Lai sẽ không chống cự được với thực lực của anh ta. Anh Trần, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Lúc này Tăng Kim Lai đang rất có tinh thần, mặc dù cả đêm qua không ngủ nhưng anh ta lại có cảm giác mình còn tỉnh hơn cả lúc được ngủ say nữa, điều này làm cho anh ta có động lực tu luyện võ đạo hơn. Chưa kể Trần Triệu Dương đã cho anh ta một khối linh thạch, tuy anh ta không biết giá trị của nó là bao. Nhưng dùng sự nhạy bén đã hình thành nhiều năm qua của mình, anh ta dám khẳng định nó có giá trị không hề rẻ. Vì vậy anh ta muốn hỏi Trần Triệu Dương cho mình một chiếc hộp ngọc có thể ngăn cách linh khí với môi trường bên ngoài, như vậy sẽ tránh việc linh khí ẩn chứa trong linh thạch bị lộ ra ngoài. Nhóm Trần Triệu Dương đang đi trên đường thì di động của anh đột nhiên reo lên. An Lan, sao thế, thấy người gọi đến là ai, anh hơi kinh ngạc. Ban đầu anh còn tưởng sau vụ mua bán đó thì hai bên sẽ không liên lạc với nhau nữa, không ngờ Hứa An Lan lại chủ động gọi cho anh. Trần Triệu Dương, thật ngại quá, ông nội tôi đột ngột ngất xỉu, tôi không biết nên tìm ai, anh là bác sĩ đúng không? Anh có thể khám cho ông tôi được không? Lúc này cô ấy đang mất hồn mất vía, nói chuyện cũng hơi lộn xộn. May mà Trần Triệu Dương nghe hiểu Hứa An Lan đang nói gì, bảo cô ấy bình tĩnh chờ mình, gửi địa chỉ đến điện thoại của mình rồi cúp máy. Không lâu sau, Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai đến địa chỉ mà Hứa An Lan đã gửi. Điểm đến không nằm trong thành phố mà ở vùng ngoại ô, hiển nhiên là vì những người già đều thích thanh tĩnh, huống gì không khí ở ngoại ô trong lành, rất có lợi cho việc tu dưỡng. Hai người đến cổng thì bị người giữ cổng cản lại, bất đắc dĩ, họ đành gọi cho Hứa An Lan. Nhưng không biết cô ấy đang bận việc gì mà lại không bắt máy. Giờ cũng hơi lúng túng vì bị người ta đề phòng như chống trộm. Do quá tức giận nên Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai trở lại trong xe. Lúc này có một chiếc xe đi tới, thấy người vừa xuống xe là ai thì anh khá bất ngờ vì đó là một người cùng ngành với anh, hơn nữa trông có vẻ ông ta là một bác sĩ trung y lành nghề, bởi ông ta đang xách một cái hộp thuốc truyền thống. Nhìn vào hoa văn và vật trang trí trên hộp thuốc, chắc chắn ông ta rất có tài, chỉ là không biết trình độ của ông ta tới đâu. Ngô Đại Sư, cuối cùng ông cũng tới rồi, xin mời vào. Hai người giữ cổng kia đương nhiên đã được xem qua ảnh của Ngô Hàng Vũ, thấy ông ta tới thì nhanh chóng chạy đến, muốn giúp ông ta cầm hộp thuốc. Không cần, để tôi tự cầm, hai người dẫn đường đi, Ngô Hàng Vũ lắc đầu, từ chối đưa hộp thuốc cho họ. Dù sao thì hộp thuốc cũng là thứ quan trọng nhất của một bác sĩ, ông ta không thể tùy tiện giao thứ mình dùng để kiếm sống cho người khác được. Sao mấy người dám đụng chạm lung tung vào hộp, thuốc của thầy tôi vậy, mấy người đi phía trước dẫn đường đi, lúc này. Có một người trẻ tuổi xuống xe, vẻ mặt người này rất ngạo mạn, quát hai người giữ cổng kia. Vâng, vâng, bị người này quát tháo, hai người kia cũng không dám phản bác, lập tức dẫn đường cho họ vào trong. Sợ là chốc nữa Hứa An Lan cũng chưa liên lạc được đâu, chúng ta đi vào trước đi, Trần Triệu Dương thấy ở cổng không có ai canh giữ nữa nên nói với Tăng Kim Lai. Vâng, anh Trần, anh ta không phản đối gì lời nói của anh, gật đầu. Họ đi theo sau. Hiển nhiên là hai người giữ cổng kia rất kính trọng Ngô Hàng Vũ, trên đường đi cũng không nói gì, chẳng bao lâu đã đến phòng khách. Trong phòng khách đang tụ tập rất nhiều người, thấy Ngô Hàng Vũ đến, tất cả mọi người đều đứng lên, chắp tay chào hỏi ông ta. Ngô Đại Sư, không ngờ anh cũng tới đây, có Ngô Đại Sư ra tay thì chúng tôi chỉ biết làm nền thôi, có người cười đùa. Người này đã nói chung ý lòng của những người khác, dù sao thì thành tựu về mặt y học của Ngô Hàng Vũ đã quá rõ ràng. Nhất thời, Trần Triệu Dương có chút tò mò, rốt cuộc là tại sao Ngô Đại Sư lại đến đây? Vì sao mọi người đều ỏ vẻ kính trọng ông ta như vậy? Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai cũng không sốt ruột, hai người ở đó chờ đợi cùng mọi người.
Ngô đại sư Ngô Hàng Vũ ngồi ở giữa được mọi người vây quanh nịnh bợ, ông ta đắc ý bày ra dáng vẻ của cao nhân đắc đạo. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên trông giống như quản gia vội vàng chạy tới, cẩn thận chắp tay với Ngô Hàng Vũ, Ngô đại sư, thân thể của ông chủ nhà chúng tôi đột nhiên xuất hiện trạng thái không bình thường, mời ông đi xem một chút. Nhanh, dẫn đường cho tôi, nghe xong lời nói của quản gia, Ngô Hàng Vũ lập tức đứng dậy, vội vàng nói. Vâng, quản gia đáp lời rồi nhanh chóng dẫn đường. Bên này, nhóm bác sĩ được mời đến cũng nhanh chóng đi theo sau, cơ hội lần này bọn họ nhất định không thể bỏ qua, nếu như ăn may chữa khỏi được bệnh cho ông cụ Hứa thì chuyện tiền bạc cả đời này đều không phải lo nghĩ. Đi, chúng ta cũng đi theo xem sao, Trần Triệu Dương vẫn có ấn tượng tốt với ông cụ Hứa, nếu như ông cụ thực sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ ra tay giúp đỡ. Rất nhanh, mọi người đã đến phòng ngủ của ông cụ Hứa, lúc này, trong phòng bày đủ loại dụng cụ, còn có một số bác sĩ đang nhỏ giọng thảo luận về bệnh tình của Hứa Kiến Quốc. Trần Triệu Dương cũng không vội vàng ra tay, anh dùng đôi mắt xuyên thấu để xem xét bệnh tình của ông cụ, anh phát hiện ra ông cụ Hứa cũng không phải là có bệnh gì, mà là thời gian đã hết, các cơ quan trong cơ thể đã bắt đầu suy yếu, nói cách khác chính là đèn dầu đã cạn. Tình hình này chắc chắn không thể dùng một chút thuốc là có thể xoay chuyển được, mà hiện tại, anh cũng không tiện đứng ra xem bệnh cho Hứa Kiến Quốc. Dù sao, ở nơi này cũng không ai quen biết anh. Ngô đại sư, ông mau xem, ông chủ nhà chúng tôi bị làm sao vậy, sau khi Ngô đại sư bắt mạch cho. Ông cụ Hứa xong, quản gia không nhịn được mà hỏi han. Không sao cả, tôi kê cho ông ấy một ít thuốc rồi châm cứu cho ông ấy, nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa sẽ ổn thôi, Ngô Hàng Vũ bình tĩnh nói. Nếu được như vậy thì tốt quá, quản gia liên tục nói cảm ơn, sau đó gọi người đem giấy bút đến để Ngô Hàng Vũ viết đơn thuốc. Ngô Hàng Vũ cũng không từ chối, ông ta bắt đầu đặt bút viết ra tên của một số loại thuốc. Nhanh chóng chuẩn bị tốt những loại thuốc này rồi mang đến đây, Ngô Hàng Vũ viết xong liền đưa tờ giấy cho quản gia. Còn làm phiền đại sư châm cứu cho ông chủ nhà chúng tôi luôn, nhìn ông cụ tinh thần uể oải, quản gia lập tức nói với Ngô Hàng Vũ. Không thành vấn đề, Ngô Hàng Vũ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía những người đang vây xem kia, kiêu ngạo nói. Hôm nay mọi người thật may mắn, có thể được quan sát cận cảnh toàn bộ quá trình châm cứu hồi hồn cửu châm. Cái gì, hồi hồn cửu châm, thật hay đùa vậy? Chẳng lẽ đây là hồi hồn cửu châm trong truyền thuyết, có thể làm cho người chết sống lại sao? Từ trước đến nay chưa hề nghe nói đến việc Ngô Hàng Vũ biết hồi hồn cửu châm, sẽ không phải là chỉ nói như vậy để lấy lòng mọi người chứ? Hừ, Ngô đại sư mà còn cần lấy lòng mọi người sao, nhất định là ông ấy có năng lực thực sự. Nhóm bác sĩ xung quanh khiếp sợ không thôi, nhất là bên phía các bác sĩ trung y, trong mắt bọn họ đều mang theo mong đợi, hiển nhiên là rất muốn được tận mắt chứng kiến hồi hồn cửu châm trong truyền thuyết. Chỉ có Trần Triệu Dương là cảm thấy sửng sốt, sắc mặt kỳ quái nhìn Ngô Hàng Vũ đang tỏ ra kiêu ngạo. Cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh, Ngô Hàng Vũ lại càng thêm kiêu ngạo, ông ta vô cùng hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ngô Hàng Vũ vốn đang cực kỳ vui vẻ. Thế nhưng giữa một đám người kia lại có một ánh mắt làm cho ông ta vô cùng khó chịu, mọi người xung quanh đều tỏ ra hâm mộ ông ta, chỉ có người thanh niên này là lạnh nhạt, ánh mắt lại còn giống như đang xem kịch vui, điều này làm Ngô Hàng Vũ rất khó chịu. Người thanh niên, tôi thấy tôi và cậu rất có duyên với nhau, tôi cho phép cậu lại gần quan sát tôi châm cứu, lại đây đi, Ngô Hàng Vũ mỉm cười lạnh lùng, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại bình thường, khẽ cười nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương sửng sốt. Anh không nghĩ tới, Ngô Hàng Vũ bỗng nhiên lại nhắc đến mình, hơn nữa còn dùng từ cho phép, hai từ này khiến cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Người thanh niên này thật may mắn, vậy mà được đại sư nhìn chúng. Ai, tại sao tôi không có được may mắn đó, nếu có thể được Ngô đại sư nhận làm học trò thì đúng là may mắn 8 đời. Thật hâm mộ tên nhóc kia, nhưng mà tại sao anh ta vẫn còn ngẩn người? Sao không mau chạy lại cảm ơn đi? Những người xung quanh nghe được lời nói của Ngô Hàng Vũ đều trợn tròn mắt, sau đó ghen tị nhìn Trần Triệu Dương, hận không thể đi lên thay thế anh. Được, Trần Triệu Dương bất đắc dĩ cười khổ, vốn anh cũng không muốn tham gia, nếu Ngô đại sư này thực sự có bản lĩnh thì anh cũng không cần phải ra tay. Chỉ là, anh không muốn gây sự chú ý nhưng người khác lại không chịu buông tha anh. Bất lực, Trần Triệu Dương chỉ đành đi lên phía trước. Người thanh niên, cậu phải biết học hỏi mọi lúc mọi nơi. Hiện tại là một cơ hội rất tốt, nhất định cậu phải nắm chắc lấy, đừng để lãng phí, những người khác đều hâm mộ cậu nhưng không có được cơ hội này đâu đấy, Ngô Hàng Vũ giảng giải cho Trần Triệu Dương.
Phải, Trần Triệu Dương cố nén lại ý định muốn tát cho ông ta một cái, thấp giọng nói. Mọi người, nhìn cho kỹ, Ngô Hàng Vũ mở ra chiếc hộp vẫn luôn mang theo bên người, lấy ra một bao ngân châm, mỗi cây châm có một kích cỡ khác nhau, quan trọng nhất chính là, ngân châm này khác hoàn toàn với ngân châm bình thường, phần đuôi của ngân châm có hình đuôi phượng hoàng sống động như thật. Đây, đây là châm phượng vĩ, khi Ngô Hàng Vũ mở bao ngân châm ra, trong mắt Trần Triệu Dương hiện lên vẻ khiếp sợ, anh dùng đôi mắt thấu thị quét qua vài lần, sau đó xác định, thứ mà Ngô Hàng Vũ đang cầm chính là châm phượng vĩ trong truyền thuyết. Châm phượng vĩ được làm từ thiên thạch ở trên trời rơi xuống, mài rũa hơn 10 năm mới hoàn thành, có thể nói đây là bộ châm trong truyền thuyết, thật không ngờ hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Theo truyền thuyết, châm phượng vĩ cực kỳ cứng rắn, mặc dù nhìn cây châm có vẻ nhỏ bé nhưng thực chất là rất khó gãy. Hơn nữa, khi dùng châm phượng vĩ để châm cứu còn có thể làm tăng hiệu quả chữa trị, đây là một thứ mà tất cả các bác sĩ đều mơ ước. Xem ra, Ngô Hàng Vũ có thể có được bộ châm này. Hẳn là được tổ tiên truyền lại. Trần Triệu Dương thu lại ánh mắt khiếp sợ, nhìn thấy Ngô Hàng Vũ đang khử trùng cho bộ châm, Trần Triệu Dương chỉ cảm thấy bất lực. Xem ra, Ngô Hàng Vũ không hề biết được chỗ thần kỳ của châm phượng vĩ, hoặc cũng có thể là Ngô Hàng Vũ còn không biết đây chính là châm phượng vĩ trong truyền thuyết. Phải biết rằng, châm phượng vĩ không bao giờ bị nhiễm bẩn, cho dù là không khử trùng thì cũng không có vi khuẩn nào có thể bám lên nó được, vậy nên, hành động khử trùng của Ngô Hàng Vũ quả thật rất ngu ngốc. Nếu như Ngô Hàng Vũ không biết đó là châm phượng vĩ, có lẽ anh sẽ có cơ hội lấy được châm phượng vĩ này. Đợi đến khi Ngô Hàng Vũ hoàn thành xong một loạt các động tác của mình, lúc này mới như một đại sư đi tới bên cạnh giường của ông cụ Hứa, dùng châm phượng vĩ trong tay đâm lên cơ thể của ông ấy. Châm này nặng, khi nhìn thấy Ngô Hàng Vũ đâm tới châm thứ ba, Trần Triệu Dương lập tức nhíu mày, hai châm trước thì đúng, thế nhưng đến châm thứ ba này thì lại hoàn toàn không đúng, cho nên Trần Triệu Dương mới mở miệng quát. Đây vốn chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng lại khiến sắc mặt Ngô Hàng Vũ đột nhiên thay đổi, sau đó hung hăng trợn mắt lườm Trần Triệu Dương một cái. Châm này lại nhẹ, Ngô Hàng Vũ tiếp tục lấy châm đâm vào, chỉ là, khi ông ta chuẩn bị dùng cây châm thứ tư thì Trần Triệu Dương lại mở miệng lần nữa, nói. Cậu im miệng ngay cho tôi là người châm cứu hay là cậu hả, tuổi còn trẻ quá thì đứng yên mà nhìn nhiều chút đi, bớt nói chuyện lại. Nếu như xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Lần này Ngô Hàng Vũ thật sự không thể nhịn nổi nữa, hung dữ nói với Trần Triệu Dương. Hồi hồn cửu châm không thể ngừng lại, tiếp tục đi, nhưng Trần Triệu Dương lại không để ý đến việc ông A đang nổi giận, mà lại vô cùng bình tĩnh nói. Cậu này, Ngô Đại Sư rất thành thạo việc châm cứu nên xin cậu đừng quấy rầy ông ấy, nếu không thì tôi sẽ phải sử dụng vài biện pháp mạnh, cậu đừng khiến tôi quản gia kia cuối cùng cũng mở miệng nói, trước đó ông ta không có ngăn cản anh là bởi vì Ngô Đại Sư không nói gì cả. Được, tôi không nói nữa, chỉ có điều, nếu như lúc dùng hồi hồn cửu châm có chút sai sót nào thì nó sẽ không còn là hồi hồn cửu châm nữa mà là diệt hồn cửu châm đấy. Trần Triệu Dương gật đầu một cái, không phản bác lại ông ta, nhưng vẫn mở miệng cảnh cáo. Hồi hồn cửu châm, đã có hai châm sử dụng lực không ổn rồi, nếu như lại có thêm một châm dùng lực không đúng hoặc là vị trí bị sai lệch, thì toàn thân ông cụ Hứa sẽ run rẩy, nôn ra máu, đợi đến khi Ngô Hàng Vũ muốn đâm tiếp châm thứ năm. Trần Triệu Dương lại mở miệng nói. Người đâu, vào mang cái tên này ra ngoài cho tôi, lần này, ông quản gia kia không thể nhịn nổi nữa, cương quyết không cho anh nói. Lắm miệng nhưng mà anh vẫn nói, như thế không phải là vừa tát cho ông ta một cái sao? Trần Triệu Dương cũng không phản kháng, dưới sự giám sát của hai nhân viên bảo vệ, đi ra bên ngoài. Tăng Kim Lai thấy vậy, lập tức lo lắng, nhưng đây là địa bàn của người ta. Một tên lính mới vừa bắt đầu tu luyện như anh ta căn bản là không thể làm được gì cả, chỉ có thể theo Trần Triệu Dương ra ngoài. Các người cứ coi thường người khác đi, để lát nữa ôi xem các người mời Trần gia chúng tôi đến kiểu gì, Tăng Kim Lai tức tối cao giọng hô lên với quản gia kia và Ngô Hàng Vũ. Mau mau đưa ra ngoài cho tôi đi, gương mặt quản gia kia biến sắc, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc châm cứu của Ngô Hàng Vũ, cho nên vung tay lên nói, mấy người kia lập tức tiến lên khống chế Tăng Kim Lai, áp giải anh A ra ngoài. Trời ạ, thế mà còn có dạng người như vậy. Đúng đấy, bản thân mình không có khả năng mà còn muốn cản trở Ngô Đại Sư người ta hành nghề y. Chẳng có chút y đức nào, tôi cũng xấu hổ vì chung một nhóm với người này. Lúc này nhóm bác sĩ ngồi trong phòng khách đương nhiên là muốn dậu đổ bìm leo, ai nấy đều nói chuyện rất sắc bén, hoàn toàn không cho người ta đường lui. Trần gia, đám khốn kiếp này thật sự là không biết tốt xấu.
Anh tự mình tới giúp ông cụ Hứa xem bệnh, thế mà còn bị đuổi ra ngoài, Tăng Kim Lai chán nản nói với Trần Triệu Dương. Ha ha, chuyện này đã rất quen thuộc rồi, dù sao thì vẻ bề ngoài của tôi nhìn cũng không giống một đại sư hay thầy thuốc tài giỏi cho lắm. Chỉ có điều, không phải vừa nãy anh cũng đã nói rồi sao, chờ bọn họ đến mời tôi, chúng ta cứ đợi đi, Trần Triệu Dương lại vô cùng rộng lượng mà xua tay, chuyện như thế này không trách bọn họ được. Muốn trách thì phải trách Hứa An Lan không nghe điện thoại kịp cho nên mới gây ra hiểu lầm như thế này. Trong gian phòng của ông cụ Hứa, sau khi Ngô Hàng Vũ đâm châm thứ 5 vào, ông ấy cũng không có phản ứng gì khác, điều này khiến cho Ngô Hàng Vũ chợt thầm thở dài, chuẩn bị đâm đến châm thứ 6. Phụt! Nhưng ngay vào lúc đó, Hứa Kiến Quốc đang lẳng lặng nằm trên giường lại đột nhiên co giật toàn thân, không để cho Ngô Hàng Vũ kịp có động tác khác, ông cụ đã đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ông ấy vốn đang rất thiếu sức sống, sau khi phun ra ngụm máu tươi đó, sắc mặt lại trở nên vàng như tờ giấy, trông rất khó coi. Thế này, đây là có chuyện gì, lúc này vẻ mặt quản gia rất khó chịu, tình hình hiện tại của ông cụ còn tệ hơn lúc trước nhiều, nên ông ta mới tức giận quát Ngô Hàng một ý vũ. Cũng không biết, hồi hồn cửu châm của tôi tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống này, hoàn toàn không phải là do tôi, chắc chắn là vì ban nãy bị thằng nhãi kia làm trì hoãn thời gian châm cứu. Bị quản gia chất vấn, Ngô Hàng Vũ cảm thấy lo lắng, vội khoát tay từ ni chối, đồng thời đẩy ngay trách nhiệm lên người Trần Triệu Dương. Lúc này mọi người mới nhớ đến câu nói lúc trước khi Trần Triệu Dương bị đuổi ra ngoài, nếu như khi dùng châm thứ 5 mà xảy ra sai sót, thì ông cụ sẽ bị co giật và nôn ra máu, Trần Triệu Dương đã nói đúng hết. Vậy làm sao bây giờ, bản thân quản gia là một người luyện võ, cho nên bây giờ dưới sự tức giận, hơi thở trên thân ông ta cũng bắt đầu chèn ép Ngô Hàng Vũ. Tôi cũng không biết, nếu không thì chúng ta gọi điện thoại cấp cứu, đưa đến bệnh viện đi, lúc này Ngô Hàng Vũ không dám ôm trách nhiệm lớn lao này nữa. Nếu như chữa khỏi thì còn không sao cả, thế nhưng lỡ như không chữa được thì sợ là sau này ông ta cũng xong đời rồi, hiện tại chỉ hy vọng là cơ thể của ông cụ Hứa còn chịu đựng được thôi. Tên khốn đáng chết, người đâu, đến bắt giam tên này vào trông coi thật kỹ cho tôi, nếu như ông chủ có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ để ông ta phải chôn cùng. Sắc mặt quản gia lập tức trở nên vô cùng khó coi, gọi xe cứu thương, đưa đến bệnh viện ư, nếu như đưa đến bệnh viện có tác dụng thì ông ta còn phải phí nhiều công sức để tập trung thầy thuốc giỏi về đây làm gì. Tôi bị oan mà, chuyện này không liên quan gì đến tôi, đều là do thằng nhãi ban nấy, nếu như không phải vì cậu ta thì tôi cũng sẽ không để xảy ra sai sót khi dùng châm, lúc này Ngô Hàng Vũ vẫn còn muốn kéo theo. Một người chết cùng cho nên cao giọng hô lên. Đúng rồi. Mau mời vị vừa rồi quay lại đây, lúc này quản gia rốt cuộc cũng phản ứng lại được, vội hô lên với người bên cạnh. Không được, để tôi tự mình mời, cho dù có phải quỳ xuống cầu xin thì cũng phải xin cậu ấy nhanh chóng cứu ông chủ, quản gia ngăn thuộc mình lại, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Đã có thể nói ra được hậu quả khi Ngô Hàng Vũ dùng châm thứ 5, như vậy chắc chắn người trẻ tuổi ấy có sự khác biệt của riêng mình, có lẽ là một thầy thuốc hiếm có. Cho nên... ông ta mới tự mình đi mời Trần Triệu Dương về. Mà lúc này, toàn bộ phòng khách cũng phải sôi sục, dù sao thì vừa nãy Trần Triệu Dương cũng đã dự liệu được sự việc như thần, điều này khiến cho đám người đó đều rất tò mò về khả năng chữa trị của Trần Triệu Dương. Chỉ có điều, không có ai cho rằng khả năng chữa trị của Trần Triệu Dương rất mạnh, có nhiều người còn cho rằng Trần Triệu Dương là mèo mù vớ được cá rán, đoán chúng mà thôi. Lúc này quản gia đang dẫn theo người chạy ra cửa, ông ta sợ rằng trong lúc nóng giận Trần Triệu Dương đã rời đi. Ra đến cửa, nhìn thấy Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai còn đang ngồi xổm ở ngoài xem lũ kiến dọn nhà, điều này khiến ông ta thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn đang bảo hai người chạy đi đâu, chắc là vừa vụng trộm leo vào à, nơi này là nơi mà người nghèo như hai người có thể xuất hiện sao? Đúng lúc này có hai bảo vệ đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, chỉ vào Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai, nghiêm nghị quát. Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai vốn đang đứng ở ngoài cửa ra vào, nghĩ nếu như bên trong xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng có thể kịp thời xuất hiện, nhưng không ngờ rằng thế mà lại bị bảo vệ lúc trước cản bọn họ phát hiện. Vừa rồi bọn họ vụng trộm tiến vào, bây giờ bị phát hiện, đúng là có chút xấu hổ. Trần gia, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi ra ngoài trước, lúc này Tăng Kim Lai bất đắc dĩ hỏi. Không cần, Trần Triệu Dương cũng đã phát hiện ra quản gia đang chạy nhanh đến. Liền lắc đầu nói. Nhanh chóng đi ra ngoài cho tôi, nhà họ Hứa không phải là nơi người nghèo như các anh có thể đến, cũng không biết tự nhìn lại mình xem có tư cách đi vào không à, hai tên bảo vệ kia đã đi tới trước mặt hai người Trần Triệu Dương, hung dữ nói.
Nói chuyện chú ý một chút cho tôi, không phải lời gì cũng có thể tùy tiện nói, cũng không phải người nào. Cũng đều có thể đắc tội được đâu, sắc mặt Tăng Kim Lai lập tức âm trầm hẳn xuống, sau đó lạnh lùng nói. Ôi trời, còn ra vẻ với tôi ư, có tin bây giờ tôi bắt hai người lại, tố cáo hai người tội tự tiện xông vào nhà dân, hai người sẽ xong đời đấy, hai tên bảo vệ nghe xong, lập tức giận dữ rồi uy hiếp. Ồ, thật sao, cậu lợi hại như vậy, sao tôi lại không biết, ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Ông thì biết cái gì chứ, ông là cái thá gì, tên bảo vệ kia đang oai phong, nghe thấy giọng nói chất vấn rõ ràng không có ý tốt này, anh ta không cần suy nghĩ đã quát lại. Quản gia Lưu, một tên bảo vệ khác coi như thông minh, nghi ngờ xoay đầu lại, thấy là quản gia Lưu, anh ta liền bị dọa sợ, lắp bắp nói. Tên bảo vệ cãi lại kia nghe vậy, bỗng nhiên giật mình, khi anh ta xoay đầu lại, vừa hay nhìn thấy quản gia Lưu đang nổi giận đùng đùng, khiến anh ta âm thầm kêu khổ trong lòng. Quản gia Lưu, vừa rồi không phải tôi nói ông, tôi đang nói bọn họ, đúng rồi, hai người kia vừa mới vụng trộm xâm nhập vào bên trong, bây giờ đã bị tôi bắt được. Tên bảo vệ kia cũng coi như phản ứng nhanh, lúc này liền bịa ra một lý do nói. Chàng trai này, vừa rồi là tôi không tốt, tôi ở chỗ này xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi, xin cậu tha thứ cho tôi, ông chủ nhà chúng tôi là vô tội, mong cậu nể mặt ông chủ lớn tuổi như vậy mà khám bệnh giúp ông ấy đi. Quản gia Lưu hung dữ nhìn tên bảo vệ này một cái, sau đó cúi đầu xuống với Trần Triệu Dương, thái độ cực kỳ thấp kém. Lúc đầu Trần Triệu Dương cũng không tức giận lắm. Bây giờ nhìn quản gia Lưu này có thái độ khiêm tốn như vậy, Trần Triệu Dương liền gật đầu. Không phải là tôi tự mình xông vào, tôi có quen biết với ông chủ và cô chủ nhà mấy người, chỉ là cô chủ ấy không nghe điện thoại thôi, Trần Triệu Dương lại nhìn tên bảo vệ kia, sau đó thản nhiên nói. Dù sao, trước kia anh cũng đã làm bảo vệ rồi, mặc dù tên bảo vệ này có chút quá đáng. Tên bảo vệ kia cũng không phải đồ đần, nhìn thấy thái độ của quản gia Lưu đối với Trần Triệu Dương, lập tức kịp phản ứng. Lần này thì xong thật rồi, ngay cả quản gia Lưu cũng phải đối xử với người ta như thế, mình có thể trêu chọc nổi sao? Vâng, tôi sai rồi, tôi không nên coi thường người khác, tên bảo vệ kia nghe xong, lập tức vô cùng biết ơn, lúc này cảm kích nói. Trần Triệu Dương khẽ gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp đi vào. Tăng Kim Lai cảm thấy cực kỳ thoải mái, lúc này cũng ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo. Sau khi vào... Những người vừa mới lên tiếng trước đó bây giờ lại không có ai nói gì nữa, cả đám đều nhìn họ bằng ánh mắt quái dị. Ông còn không phục có phải không? Vậy tôi sẽ nói một chút về vấn đề xuất hiện lúc ông châm cứu. Sau khi đi vào, Trần Triệu Dương phát hiện Ngô Hàng Vũ kia vẫn ở đó, chỉ là bị người ta áp lấy mà thôi. Ông ta có vẻ không phục lắm, lúc này Trần Triệu Dương đi lên trước, mở miệng nói ra. Đối với phương diện khác, có lẽ anh cũng sẽ không tính toán như vậy, nhưng ở trên phương diện y thuật. Anh không cho phép mập mờ, thua cũng phải làm cho đối phương biết mình thua cái gì. Hồi hồn cửu châm có yêu cầu nghiêm khắc, thứ ông học cũng không phải là hồi hồn cửu châm thật sự, với trình độ gà mờ của ông, căn bản không phải cứu người, mà là giết người. Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn Ngô Hàng Vũ nói, mình không học hành tử tế đã ra làm nghề y, đơn giản chính là giết người, không xem mạng người ra gì. Cậu nói tôi sử dụng không đúng, vậy cậu thử sử dụng cho tôi xem nào. Ngô Hàng Vũ nghe giọng điệu dạy dỗ của Trần Triệu Dương thì tức giận mà không làm gì được. Vừa rồi ông ta dạy dỗ tên nhóc này, bây giờ thì đổi lại, sao ông ta có thể không tức giận được? Có dám đánh cược hay không? Nếu như tôi làm được thì ông thua, ngược lại là tôi thua, Trần Triệu Dương cười tủm tỉm nhìn Ngô Hàng Vũ, nói. Đánh cược, vậy phải có tiền đặt cược mới được, nếu như không có tiền đặt cược, vậy còn gọi gì là đánh cược? Ngô Hàng Vũ đảo mắt một vòng, sau đó mở miệng nói ra. Hôm nay quá mất mặt, nếu như không lấy lại được, về sau ông ta còn làm ăn như thế nào? Mà hồi hồn cửu châm này cũng không phải ai cũng có thể học được, nghe nói đã sớm thất truyền, mà ông ta học được hồi hồn cửu châm từ trong một quyển sách cổ rách nát tốt nhất trung học, quyển sách cổ kia căn bản không được đầy đủ, cho nên ông ta mới học lung ta lung tung. Được thôi, tôi không có vấn đề gì, Trần Triệu Dương giang tay ra, cuối cùng tên này đã cắn câu rồi, anh làm nền nhiều như vậy. Chính là vì muốn để Ngô Hàng Vũ cắn câu, mục tiêu thật sự của Trần Triệu Dương chính là bộ châm phượng vĩ kia. Nếu như cậu thua, phải quỳ xuống xin lỗi tôi, nói y thuật không bằng tôi, lúc này Ngô Hàng Vũ cực kỳ tự tin nói. Ôi, nghe ông ta nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức híp mắt lại, tên này đang khiêu chiến điểm mấu chốt của mình, lúc đầu Trần Triệu Dương còn có chút do dự, bây giờ thì không cần phải do dự nữa. Được thôi, nhưng nếu ông thua thì sao?
tôi cũng không cần ông quỳ xuống, đúng lúc tôi còn thiếu một bộ ngân châm kia của ông trông cũng được, vậy hãy đưa nó cho tôi, Trần Triệu Dương lạnh nhạt nói, trong lòng lại vô cùng gấp gáp. Mặc dù ngân châm này không tệ, nhưng nếu như người ta không muốn lấy ra để đặt cược, mình cũng không thể cướp được. Được, không có vấn đề gì, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Ngô Hàng Vũ lập tức thở dài, chỉ là thua một bộ ngân châm mà thôi, dù sao cũng tốt hơn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mọi người, mời giúp đỡ làm chứng, Trần Triệu Dương chắp tay nói với người xung quanh, sau đó đi tới trước giường của Hứa Kiến Quốc, cầm hộp ngân châm bình thường đã sớm được chuẩn bị ở bên cạnh lên, đầu tiên là trừ độc, sau đó mới đột nhiên mở to mắt. Ngân châm trong tay nhanh như chớp giật, trực tiếp đâm vào trên người Hứa Kiến Quốc. Châm thứ nhất. Sau khi đâm châm thứ nhất xuống, Trần Triệu Dương lại quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Hàng Vũ, nói tiếp, hôm nay tôi sẽ dạy ông miễn phí, vị trí châm thứ nhất không phải là bên trong quản, mà là huyệt khúc trì. Thấy rõ chưa, châm thứ hai, Trần Triệu Dương nhìn ông ta một cái, sau đó thản nhiên nói. Mấy châm sau đó, anh đều vừa giảng giải, vừa châm cứu, ngay cả những bác sĩ trung y không phải lấy châm cứu làm chủ cũng nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, Trần Triệu Dương cũng không sợ bọn họ học lỏm, nếu như hồi hồn cửu châm này dễ học như vậy, nó cũng sẽ không bị thất truyền. Châm thứ 9 này, chú ý nhìn kỹ, Trần Triệu Dương lắc ngân châm trong tay một cái, trực tiếp cắm vào. Huyệt bách hội trên đỉnh đầu Hứa Kiến Quốc, phải biết, đây chính là một cây ngân châm dài nhất, cứ đâm thẳng vào như vậy, những người không phải trung y kia nhìn thấy mà tê cả da đầu. Chỉ có những bác sĩ trung y kia mới biết được, châm cứu huyệt bách hội này bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi, hậu quả sẽ khó mà lường được. Sau đó, Trần Triệu Dương buông lỏng ngân châm này ra, cây ngân châm trên đỉnh đầu bắt đầu rung động, tốc độ vô cùng nhanh, cứ như là có người đang kích thích nó vậy. Nhìn thấy một màn thần kỳ như thế, tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám phát ra tiếng vang gì. Khi Trần Triệu Dương đâm cây ngân châm cuối cùng vào, ông cụ Hứa lúc đầu trông khô héo, giống như là sắp buông tay khỏi nhân gian thì sắc mặt đã bắt đầu trở nên hồng hào. Khụ khụ, bên trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, ông cụ Hứa ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Tên nhóc thối, sao lại là cậu? Sao cậu lại ở trong nhà tôi? Sau khi ông cụ Hứa mở to mắt ra, nhìn thấy Trần Triệu Dương thì trừng mắt, khó hiểu hỏi. Ông chủ, ông đã tỉnh, quá tốt rồi, quản gia Lưu thấy ông cụ tỉnh, lập tức vui mừng đến phát điên. Tôi bị làm sao thế, Hứa Kiến Quốc nhìn thấy có nhiều người ở trong phòng ngủ của mình như vậy thì có chút không vui, lúc này mới hỏi. Lão Hứa, bây giờ ông đừng vội quan tâm đến điều này, ông ăn cái này vào trước đi, chờ đến khi cơ thể của ông tốt hơn một chút, tôi sẽ giải thích cặn kẽ với ông sau, Trần Triệu Dương nói, đem một viên đan dược đưa cho Hứa Kiến Quốc. Hứa Kiến Quốc hơi sững sờ, mặc dù không biết rõ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà ông ấy vẫn tin tưởng Trần Triệu Dương, huống chỉ nơi này là nhà mình. Ông ấy không tin, còn có người nào dám làm hại mình tại đây. Lúc này, Hứa Kiến Quốc ăn viên đan dược kia vào. Khi ông ấy ăn viên đan dược vào, hơi thở sinh mệnh của Hứa Kiến Quốc bắt đầu tăng cường, loại biến hóa này ngay từ đầu còn không cảm giác thấy gì, chỉ có vài người tu luyện mới có thể cảm nhận được thôi. Nhưng khi biến hóa trên người Hứa Kiến Quốc lại cực kỳ rõ ràng, tất cả mọi người đã nhìn ra, bởi vì khuôn mặt đầy nếp nhăn ban đầu của ông ấy thế mà lại trở nên trơn nhăn. Mặc dù còn chưa đạt đến mức bóng loáng, nhưng cũng đã hơn xa trước đó rồi. Ngoại trừ điều này ra, còn có một biến hóa vô cùng rõ ràng, đó chính là tóc của Hứa Kiến Quốc. Lúc đầu đều đã bạc phơ, thế nhưng sau khi uống đan dược này vào, mái tóc của ông cụ Hứa đã bắt đầu biến thành màu đen. Mặc dù cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để chứng minh lực sinh mệnh tràn đầy hơn trước đó rất nhiều. Ông nội, ông, ngay lúc này, một giọng nói ngạc nhiên truyền đến, Trần Triệu Dương nhìn sang. Vừa hay nhìn thấy Hứa An Lan che miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hứa Kiến Quốc. Sao vậy, cháu gái ngoan, đương nhiên Hứa Kiến Quốc thấy được vẻ mặt của cháu gái mình, còn có ánh mắt người xung quanh nhìn mình, lập tức lẩm bẩm trong lòng. Ông nội, sao ông lại trẻ lại rồi, Hứa An Lan đi đến trước mặt ông nội mình, vươn tay ra sờ lên mặt của ông nội, lại sờ lên mái tóc của ông ấy, trong mắt là vẻ không dám tin. Có ý gì, bây giờ Hứa Kiến Quốc vẫn còn hơi ngơ ngác. Ông ấy biết mình nằm ở trên giường, ý thức cũng sắp biến mất, về sau không biết làm sao lại tỉnh, tình huống bây giờ lại càng khiến ông ấy khó hiểu. Trần Triệu Dương nở nụ cười nhìn một màn trước mắt này, đan dược mà anh cho Hứa Kiến Quốc ăn đương nhiên là diên thọ đan, lúc trước luyện chế ra lại chưa từng dùng, cũng may lần này có mang đến một chút đan dược.
Lúc này Hứa An Lan đi ra ngoài thật nhanh, cầm một cái gương đi vào, đưa cho ông nội mình soi. Hứa Kiến Quốc nhìn thoáng qua mình ở trong gương, lập tức ngây ngẩn, lại liên tục nhìn mấy lần, trọn vẹn mấy phút mới xác định được người trong gương kia là mình. Ban đầu người xung quanh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, mặc dù ông cụ đã cao tuổi, nhưng khí thế kia thì không hề yếu, sau khi ông cụ tỉnh lại, vẫn không có ai dám nói gì. Cho đến khi cảm xúc của Hứa Kiến Quốc bắt đầu trở nên cao hơn, bọn họ mới dám nhỏ giọng thảo luận. Đây là thuốc gì, quá lợi hại, trẻ lại sao? Trẻ lại thì quá khoa trương, nhưng chắc chắn đây là một loại thuốc cực kỳ lợi hại. Nếu có thể sản xuất hàng loạt, chẳng phải là... Nghĩ gì thế, loại thuốc này làm sao có thể sản xuất hàng loạt được, chắc chắn là vô cùng quý giá. Người xung quanh đều rất tò mò về loại thuốc mà Trần Triệu Dương cho ông cụ Hứa ăn, dù sao, nếu quả thật có thể sản xuất hàng loạt loại thuốc này, chắc chắn có thể kiếm được bộn tiền. Đang êm đẹp lại có chuyện gì xảy ra vậy, sau khi Hứa Kiến Quốc kinh ngạc xong, lúc này mới hỏi cháu gái mình. Ông nội, đợi lát nữa cháu sẽ giải thích với ông sau, cháu tiễn khách về trước đã, Hứa An Lan lại không muốn thảo luận chuyện này ở trước mặt mọi người, liền nhìn về phía quản gia Lưu. Quản gia Lưu là quản gia nhà họ Hứa, đương nhiên cũng là một người biết hiểu ý. Mọi người, hôm nay cảm ơn mọi người đã đến, mọi người đi theo tôi. Nhà họ Hứa chúng tôi đã chuẩn bị xong tiền đi lại cho mọi người, nhất định sẽ không để cho mọi người ra về tay không, lúc này quản gia Lưu liền dẫn những bác sĩ kia đi ra bên ngoài. Bọn họ vốn không muốn đi, còn muốn tìm cách tạo quan hệ với Trần Triệu Dương, nhưng ở trong nhà họ Hứa, đúng là bọn họ không dám làm liều. Đợi đến khi tất cả mọi người rời đi, Hứa An Lan mới mời Trần Triệu Dương và Tăng Kim Lai đến trước bàn, tự tay rót trà cho hai người bọn họ. Ông nội! Đêm qua ông đột nhiên phát bệnh, bọn cháu đã tìm rất nhiều bác sĩ, các chuyên gia của bệnh viện ở thủ đô đều đã xem qua một lần, kết quả không có người nào nắm chắc, ngay cả ông bị bệnh gì cũng không biết rõ, cho nên mới đến nhà mở họp xem bệnh, muốn nhìn xem có bác sĩ nào có thể chữa khỏi bệnh của ông không. Lúc này Hứa An Lan nói với ông nội mình. À, những bác sĩ kia nói như thế nào, Hứa Kiến Quốc gật đầu, cảm xúc trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Bác sĩ nói. Hứa An Lan có chút khó mà mở miệng. Nói đi, bây giờ ông đã tốt lên rồi, không cần phải kiêng dè, Hứa Kiến Quốc nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cháu gái mình thì trấn an. Được rồi, lão Hứa, ông cũng đã khỏe lên rồi, còn nghe ngóng chuyện này làm cái gì? Làm mình khó chịu sao, lúc này Trần Triệu Dương đột nhiên mở miệng nói. Đúng thế, ông nội, nhắc đến chuyện không vui làm gì. Bây giờ phải nên vui vẻ mới đúng, có Trần Triệu Dương nói đỡ. Hứa An Lan lập tức thở dài một hơi, sau đó nói. Lão Hứa, bây giờ cơ thể của ông không có vấn đề gì, nhưng mà để cho an toàn, ông vẫn nên đi kiểm tra hoàn diện, như thế người nhà của ông cũng sẽ yên tâm, anh nghĩ đến việc này liền nói thẳng. Cậu bạn Trần Triệu Dương, thật sự cảm ơn cậu, không cần nói tránh, tôi cũng biết, bộ xương già này của tôi hẳn là không cứu nổi, bác sĩ mới cho về nhà chờ chết. Cậu có thể cứu được lão già này, tôi phải cảm ơn cậu. Hứa Kiến Quốc chắp tay nói với Trần Triệu Dương. Lão Hứa không cần khách sáo, tôi cứu ông mà có. Được một bộ ngân châm như vậy, khá là tê, lúc này Trần Triệu Dương rất vui vẻ, Ngô Hàng Vũ kia cũng không có thất hứa, trước khi rời đi đã để lại châm phượng vĩ cho anh, cho nên chuyến đi này coi như là bội thu. Đây không phải là ngân châm có hình dáng độc đáo sao? Có vẻ thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, Hứa Kiến Quốc hơi sửng sốt một chút, sau đó hỏi với vẻ khó hiểu. Thứ này đối với người khác có thể thật sự không đáng tiền, nhưng đối với một người làm bác sĩ như tôi thì dù có nghìn vàng cũng không đổi được. Có bộ ngân châm này, sau này tôi đi châm cứu sẽ nhàn hơn rất nhiều, Trần Triệu Dương không nhịn được chia sẻ một số chuyện. Vậy sao, vậy thì chúc mừng, nghe thấy Trần Triệu Dương nói như vậy, trong lòng ông cụ Hứa mới cảm thấy tốt hơn một chút. Trần Triệu Dương, ở thủ đô này, nếu có chuyện gì thì cậu có thể nói cho tôi biết, nhà họ Hứa chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng giúp đỡ. Hứa Kiến Quốc vẫn cảm thấy có lỗi với ơn cứu mạng của Trần Triệu Dương, cho nên đã hứa hẹn một cách trịnh trọng. Yên tâm đi, nếu thật sự có vấn đề không giải quyết được, nhất định là tôi sẽ đến làm phiền ông, anh mỉm cười gật đầu. Trần Triệu Dương không nán lại nhà họ Hứa thêm nữa, bởi vì anh đồng ý với Hứa An Lan cho nên mới ra ai cứu ông cụ Hứa, nếu như người đã khỏe rồi thì không cần phải ở lại nữa. Trần Triệu Dương còn chưa đi được bao xa, điện thoại lại vang lên, là Bạch Thấm. Bạch Thấm, có chuyện gì vậy? Trần Triệu Dương hỏi thẳng mà không chào hỏi.
vốn dĩ có rất nhiều chuyện muốn nói với Trần Triệu Dương, nghe xong lời nói của anh, chợt cảm thấy chua xót rồi sau đó nói, tôi muốn nhờ anh xem bệnh cho ông cụ nhà tôi, lúc trước nhờ anh luyện chế giải độc đan, dường như bây giờ ông cụ nhà tôi không chống đỡ được, cho nên. Gửi địa chỉ vào điện thoại của tôi, bây giờ tôi sẽ chạy tới đó ngay, Trần Triệu Dương đồng ý rất nhanh, sau đó cúp điện thoại. Nếu là trước ngày hôm qua thì Trần Triệu Dương có thể sẽ còn do dự, nhưng mà hiện tại anh đã không còn một chút băn khoăn nào nữa. Ngày hôm qua luyện chế xong giải độc đan, đã đưa 3 viên cho đám người Điền Đại Hà, còn lại rất nhiều nên vẫn đủ dùng. Trần Triệu Dương không mất nhiều thời gian liền đi tới nhà họ Bạch, nhưng mà cách đối xử lần này mà bọn họ nhận được hoàn toàn khác với lúc ở nhà họ Hứa. Vừa tới cửa, hai người bảo vệ đứng trước cổng nhà họ Bạch đã nhận ra Trần Triệu Dương, bọn họ lập tức cung kính mời anh và Tăng Kim Lai vào trong. Trần Triệu Dương, anh đã tới rồi, tôi đã tìm được lò luyện đan, tuy rằng không phải là rất tốt nhưng mà cũng đủ dùng rồi, lúc này Bạch Thấm cũng không nói những lời vô ích, mở miệng nói thẳng. Đưa tôi đi gặp ông cụ trước, Trần Triệu Dương cũng không vội, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Nghe thấy anh nói như vậy, tâm trạng lo lắng của Bạch Thấm dần bình tĩnh trở lại. Đưa hai người Trần Triệu Dương đến phòng của Bạch Vệ Hiền. Lúc này tất cả mọi người trong nhà họ Bạch đều quỳ ở ngoài cửa với vẻ mặt đau thương, người đứng đầu chính là gia chủ Bạch Hùng của nhà họ Bạch. Bố, con đã mời Trần Triệu Dương tới rồi, Bạch Thấm lập tức mang theo Trần Triệu Dương đến chỗ Bạch Hùng. Cậu Trần, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu vì những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Dù có như thế nào thì hôm nay cậu cũng phải ở lại đây, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ đền đáp cậu cho thật tốt, nhìn thấy Trần Triệu Dương, lúc này Bạch Hùng mới đứng dậy từ trên mặt đất. Sao mọi người lại ở ngoài cửa? Ông cụ đâu? Trần Triệu Dương bỗng cảm thấy khó hiểu, lập tức hỏi. Là Giang Đại Sư bắt chúng tôi quỳ ở bên ngoài, nói là lòng hiếu thảo sẽ khiến trời đất cảm động, chỉ cần chúng tôi thành tâm, cộng với việc Giang Đại Sư làm phép thì sẽ cứu được tính mạng của bố tôi, Bạch Hùng nói với vẻ chân thành. Nghe xong những lời này của Bạch Hùng, Trần Triệu Dương ngạc nhiên mở to hai mắt, anh không ngờ rằng đường đường là một người đứng đầu một nhà lại đi tin vào những học thuyết sằng bậy không đứng đắn này. Vậy thì mọi người quỳ tiếp đi, tôi đi vào xem một chút, Trần Triệu Dương cũng không khuyên nhủ, mà anh đi vào bên trong dưới sự dẫn dắt của Bạch Thấm, nhưng bên trong đã bị hun khói cháy khét, làm sao có thể là một nơi để người bệnh nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe được. Quả thực là hương khói nghi ngút trong nhà, trong trường hợp này thì dù không có bệnh cũng sẽ bị hun đến bị bệnh. Cậu là ai? Ở đây không cho phép người ngoài đi vào, mau đi ra ngoài cho tôi, nếu như việc làm phép thất bại thì cậu không thể gánh nổi trách nhiệm này đâu. Người đàn ông có một nhúm ria mép, mặc áo đạo sĩ, nhìn thấy Trần Triệu Dương đi vào thì nổi giận. Cây kiếm gỗ đào ở trong tay chỉ về phía anh rồi quát lên đầy phẫn nộ. Giả thần giả quỷ, đi ra ngoài cho tôi, Trần Triệu Dương không thèm để ý tới ông ta mà túm lấy người, tiện tay cầm lấy lư hương và chậu than, ném ra ngoài. Cậu dám xúc phạm đến thần linh sẽ trừng phạt cậu xong đời rồi, người đàn ông bị một loạt hành động này của Trần Triệu Dương dọa cho sợ hãi. Trong ngần ấy năm, ông ta chưa bao giờ gặp phải một người thô lỗ như vậy, cũng chưa bao giờ không được tôn kính như thế này. Được, để cho cái gọi là thần linh ở trong miệng ông đến trừng phạt tôi đi, còn bây giờ thì ông mau cút ngay, Trần Triệu Dương khiêng người này đi ra cửa, ném ông ta ra ngoài một cách thản nhiên. Gia chủ Bạch, đây là ý gì? Tôi nói cho ông biết, khi người này làm loạn gây rối mà cắt ngang nghi thức cúng bái của tôi, ông cụ nhà các ông thật sự xong đời rồi, thần tiên cũng không cứu được. Muốn trách thì hãy trách cậu ta đi, Giang Đại Sư lập tức gầm lên giận dữ với Bạch Hùng. Bạch Hùng cũng sững sờ, không ngờ Trần Triệu Dương lại nóng nảy như vậy, điều này làm cho ông ta bỗng nhiên cảm thấy khó xử. Ý của ông là, nếu như tôi không làm phiền thì ông có thể cứu được ông cụ, Trần Triệu Dương cười lạnh rồi sau đó hỏi. Đương nhiên rồi, nếu không phải tại cậu gây rối, tôi đã có thể khơi thông với thần linh, đều tại cậu xúc phạm đến người, Giang Đại Sư nói với vẻ hung ác. Phải biết là sau chuyện lần này, nhà họ Bạch hứa sẽ cho ông ta 20 triệu, khi nào lấy được tiền thì lúc đó ông ta sẽ tìm nơi nghỉ dưỡng, an hưởng cuộc sống về hưu. Vì vậy, cho dù lần này có như thế nào thì ông ta cũng phải chống đỡ. Ý của ông là do tôi đến gây rối nên thần tiên cũng không thể cứu nổi có đúng không? Trần Triệu Dương lại hỏi. Đúng vậy, đừng nói là cậu, cho dù là Đại La Kim Tiên có ở đây cũng vô dụng, trừ phi, Giang Đại Sư vừa nghe thấy vậy. Lập tức lộ ra vẻ cao cao tại thượng, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Trừ khi cái gì, Bạch Hùng chợt lên tiếng hỏi. Trừ phi cậu ta tự sát, tạ tội với thần linh, Giang Đại Sư lạnh lùng nói.
Ông ta tin rằng với tấm lòng hiếu thảo của Bạch Hùng đối với ông cụ thì ông ấy chắc chắn sẽ đồng ý, đến lúc đó cái tên đáng ghét này sẽ hoàn toàn xong đời. Chuyện này, Bạch Hùng vừa nghe vậy thì trong lòng run lên, với thực lực của Trần Triệu Dương, cho dù toàn bộ người nhà họ Bạch tập hợp lại cũng không thể là đối thủ của anh. Vậy nếu tôi cứu được ông cụ tỉnh lại thì sao? Trần Triệu Dương mặc kệ lời nói ngu ngốc của ông ta, hỏi thẳng. Không thể nào, làm sao cậu có thể cứu được ông cụ chứ? Nếu như cậu có thể khiến cho ông cụ tỉnh lại thì Giang Hải Triều tôi sẽ lập tức về nghỉ hưu ở ẩn. Từ nay về sau ở trên đời này sẽ không còn nhân vật số một là tôi nữa, Giang Hải Triều nói với Trần Triệu Dương một cách hung tợn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha, kế hoạch này của ông rất tuyệt vời. Tôi thua thì phải tự sát, ông thua thì cũng chỉ là nghỉ hưu ở ẩn, làm sao trên đời này lại có chuyện tốt như vậy được. Như thế này nhé, nếu như tôi thắng, tôi muốn có thứ giống với của ông, Trần Triệu Dương cười nhạo rồi đưa ra điều kiện của mình. Được, không thành vấn đề, Giang Hải Triều nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng ông ta dám khẳng định người trẻ tuổi này hoàn toàn không thể chữa khỏi bệnh của ông cụ Bạch, nhưng ông ta cũng sẽ không đem tính mạng của mình ra làm trò đùa. Chờ ở đây đi. Trần Triệu Dương lập tức đi tới chỗ của ông cụ Bạch, chất độc trong cơ thể của ông ấy giống hệt với chất độc trong người của ba người Tạ Đồ, điều này khiến cho Trần Triệu Dương bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu. Điều quan trọng nhất là anh vừa cảm nhận được ở trên người Giang Hải Triều có một loại hơi thở quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, anh không nhớ được. Mình đã cảm nhận được hơi thở này ở đâu? Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nghĩ đến vấn đề này, điều quan trọng nhất bây giờ là phải loại bỏ chất độc ở trên người của ông cụ Bạch. Lúc này Trần Triệu Dương đi tới trước mặt Bạch Hùng và hỏi, gia chủ Bạch, ông có tin tôi không? Tôi tin anh, Bạch Hùng còn chưa kịp nói, Bạch Thấm đã mở miệng nói thẳng. Con gái của tôi tin tưởng cậu, đương nhiên là tôi cũng sẽ tin cậu. Hơn nữa, cậu là người có ơn với nhà họ Bạch, sao chúng tôi lại có thể không tin cậu, mặc dù Bạch Hùng không đưa ra sự đánh giá như con gái của mình nhưng ông ấy vẫn bày tỏ ý nghĩ rất rõ ràng. Được, vậy thì tôi sẽ chữa bệnh cho ông cụ Bạch. Trần Triệu Dương gật đầu, sau đó quay người bước vào. Bên trong, Trần Triệu Dương, đây là lò luyện đan mà tôi tìm cho anh xem có dùng được không? Đột nhiên Bạch Thấm ở phía sau chạy tới, từ trên tủ ở đầu giường tìm được một cái hộp rồi đưa cho Trần Triệu Dương. Không còn kịp nữa, chất độc của ông nội cô đã lan rộng ra khắp cơ thể rồi, chân khí trong cơ thể của ông ấy không trấn áp được nữa. Có thể chống đỡ tối đa hơn một tiếng nữa mà thôi, mà luyện chế giải độc đan phải mất 2 tiếng đồng hồ. Trần Triệu Dương lắc đầu, nói với vẻ hờ hững. Cái gì, anh cũng không có cách gì sao, Bạch Thấm nghe vậy thì sững sờ, sốt sắng hỏi lại. Đương nhiên là đám người Bạch Hùng cũng nghe thấy những lời này, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nhìn Trần Triệu Dương với vẻ căng thẳng. Dường như Giang Hải Triều đã dự liệu được từ trước, lập tức cười lạnh, sao thế? Cậu có muốn nhận thua không? Nếu như cậu nhận thua, tôi có thể tha cho cậu một lần, không bắt cậu phải tự sát. Tôi chỉ nói là bây giờ luyện chế giải độc đan không còn kịp nữa, tôi cũng không nói là phải luyện chế giải độc đan ở chỗ này thì mới có cái để dùng. Trần Triệu Dương an ủi Bạch Thấm trước, sau đó mới nhìn về phía. Giang Hải Triều, sao thế? Có vẻ như ông rất phấn khích nhưng mà tôi nghĩ lát nữa ông sẽ càng phấn khích hơn. Tôi đã luyện chế giải độc đan rồi, sau đó Trần Triệu Dương từ trong túi lấy ra một lọ giải độc đan, đổ ra một viên, sau đó nâng ông cụ Bạch dậy, nhét viên đan dược. Vào trong miệng của ông cụ rồi khép hai tay lại, viên đan dược đã vào trong bụng của ông ấy. Vốn dĩ trái tim của bọn họ đều đang căng chặt, nhưng khi nghe thấy những lời nói sau đó của Trần Triệu Dương, bọn họ chợt thở phào nhẹ nhõm. Ông cụ Bạch không giống với đám người Tạ Đồ có chân khí trấn áp chất độc nên nó không bộc phát ra ngoài, thân thể cũng không bị tổn hại, nhưng ông cụ Bạch lại bị chất độc phát tán ra ngoài. Hoành hành trong cơ thể của ông ấy trong suốt một thời gian dài, đã làm tổn hại đến cơ thể của ông ấy rất nhiều. Vì vậy, Trần Triệu Dương đã rót chân khí ở trong cơ thể của anh vào cơ thể của ông ấy để giúp ông ấy thôi thúc hiệu lực của thuốc và để đan dược phát huy tác dụng nhanh hơn. Theo thời gian trôi qua, chất độc trong cơ thể ông cụ dần dần bị đào thải, để khiến cho ông ấy phục hồi nhanh hơn, Trần Triệu Dương đã sử dụng ánh sáng lục vàng do đôi mắt xuyên thấu của anh tạo ra để chữa trị cho ông ấy. Bố nhìn kìa, sắc mặt của ông nội đã tốt hơn rất nhiều. Tê Nhiên Bạch Triển Mộ chỉ vào Bạch Vệ Hiền đang nằm trên giường và nói nhỏ với bố mình. Bạch Hùng gật đầu, đương nhiên là ông ấy cũng nhìn ra được sự thay đổi ở bố mình, điều này khiến cho ông ấy vô cùng kích động. Đồng thời, Bạch Hùng cũng rất xấu hổ vì bản thân đã tin vào quỷ thần gì đó,
tại sao ông ấy có thể tin vào những chuyện quái gở như vậy được chứ? Nghĩ đến đây, ông ấy trừng mắt nhìn về phía Giang Hải Triều một cách dữ tợn. Giang Hải Triều làm gì còn thời gian để quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, lúc này trong lòng ông ta rất hoảng loạn, nhưng rồi sau đó ông ta cũng bình tĩnh lại. Dù sao thì đánh cược thua thì còn có thể làm cái gì, cùng lắm thì trên người ông ta có thứ gì thì sẽ đưa cho anh, với lại trên người ông ta cũng không có thứ gì tốt. Ôm suy nghĩ này ở trong đầu, Giang Hải Triều lập tức bình tĩnh trở lại. Phụt! Đúng lúc mọi người đang hồi hộp chờ đợi, Bạch Vệ Hiền nằm trên giường bỗng nhiên phun ra một ngụm máu nhỏ, sau đó sắc mặt của ông ấy cũng bắt đầu trở nên hồng hào. Ban đầu còn hơi nghi ngờ việc ông cụ bỗng nhiên nôn ra máu, nhưng khi bọn họ nhìn thấy sắc mặt của ông cụ bắt đầu tốt hơn, lúc này bọn họ mới có thể yên tâm. Thấy vậy, Bạch Hùng chợt nghĩ đến một câu mà Trần Triệu Dương hỏi lúc đầu, hỏi ông ấy có tin anh hay không, cuối cùng ông ấy cũng hiểu tại sao Trần Triệu Dương lại hỏi câu này. Anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, hai ông cụ đều chọn cùng một ngày để chữa bệnh và cả hai đều gặp phải một chuyện xấu giống nhau. Đúng lúc này, ông cụ đang nằm ở trên giường bệnh kêu lên một tiếng, sau đó mới từ từ mở mắt ra. Ông cụ vừa mới tỉnh lại, thân thể còn hơi suy yếu, mọi người hãy giải tán trước đi, để lại một người chăm sóc cho ông ấy, Trần Triệu Dương đặt ông cụ nằm xuống rồi nói với Bạch Hùng. Được, Bạch Hùng kích động mà gật đầu, chỉ cần ông cụ còn sống, đối với những dòng họ khác chính là một tin tức chấn động. Xét cho cùng, trong cuộc quyết đấu với nhà họ Tiền, uy rằng bọn họ chiến thắng nhưng thực lực của nhà họ Bạch cũng bị tổn hại, e rằng một số nhà khác sẽ lợi dụng cơ hội này để bỏ đá xuống giếng đối với nhà họ Bạch. Khi tất cả mọi người đều đến phòng khách của nhà họ Bạch, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Giang Hải Triều, dù sao thì ở trong trận đánh cược vừa nãy, ông ta cũng đã thua rồi. Tất nhiên là Giang Hải Triều biết tại sao tất cả mọi người đều nhìn ông ta, điều này khiến mặt ông ta đỏ bừng, muốn tìm một cái khe để chui vào. Sau bao nhiêu năm phiêu bạt khắp mọi nơi, ông ta vẫn luôn được người người kính trọng, làm gì có chuyện bị người ta sỉ nhục như vậy. Được rồi, ông đã thua, Trần Triệu Dương ở phía sau cũng đi tới, nhìn Giang Hải Triều rồi thản nhiên nói. Đúng vậy, tôi thua, đã đánh cược thì sẵn sàng chịu thua, nói đi, cậu muốn gì ở tôi, Giang Hải Triều cười lạnh, cho dù thua thì làm sao, dù sao thì ông ta cũng không có bị thiệt hại gì. Đó là chiếc vòng trên cổ tay của ông. Trần Triệu Dương chỉ vào chiếc vòng trên tay Giang Hải Triều và nói. Giang Hải Triều nghe thấy vậy, trong lúc nhất thời, cả người đều sững sờ. Bởi vì ông ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ đến chuyện Trần Triệu Dương lại muốn chuỗi vòng trên cổ tay của ông ta. Vốn dĩ ông ta nghĩ Trần Triệu Dương sẽ yêu cầu một số thứ có giá trị gì đó, nếu chỉ là một cái vòng tay thì cho anh là được. Nghĩ đến đây, Giang Hải Triều lập tức tháo chuỗi vòng tay đang đeo xuống rồi ném cho Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương bắt được, mà Giang Hải Triều cũng không còn mặt mũi nào để ở lại đây nữa, ông ta lập tức vội vàng rời đi. Sau khi Giang Hải Triều rời đi, Trần Triệu Dương lập tức tháo chiếc vòng đeo tay kia ra, những hạt châu ở trên đó đã bị anh ném vào thùng rác, chỉ còn lại một sợi dây, nhìn qua thì giống như một sợi dây màu đỏ bình thường. Trần Triệu Dương cởi miếng tượng ngọc đeo ở trên cổ xuống và thay thế bằng sợi dây màu đỏ này. Sau khi làm xong những việc này, trong mắt Trần Triệu Dương lộ ra vẻ vui mừng. Anh từng chụp ảnh một viên đá quỷ quái tại cuộc đấu giá, bên trong có một con côn trùng nhỏ. Sau khi chiếm được, Trần Triệu Dương đã lấy con côn trùng nhỏ ra và làm tổ cho nó bằng ngọc phỉ thúy. Vừa rồi anh cảm nhận được cảm xúc từ con côn trùng nhỏ này, đó là loại cảm xúc cực kỳ kích động. Theo biểu hiện của nó, cuối cùng Trần Triệu Dương cũng chú ý tới chiếc vòng trên tay Giang Hải Triều, cho nên anh mới đánh cược với ông ta, chỉ vì sợi dây màu đỏ này. Sau khi Trần Triệu Dương buộc sợi dây màu đỏ vào miếng ngọc, con côn trùng nhỏ lập tức ăn một sợi tơ màu đỏ lẫn trong sợi dây kia. Ăn xong sợi tơ đỏ, con côn trùng nhỏ này chìm vào giấc ngủ sâu, cũng giống như tiểu thải, khi ăn đan dược mà anh luyện chế cũng sẽ đi thẳng vào giấc ngủ sâu, đợi đến khi nó tỉnh dậy sẽ tiến hành lột xác. Loại thu hoạch kiểu này thật sự là quá bất ngờ, xem ra anh vẫn phải đi ra ngoài nhiều hơn, đi tới đi lui thì kiến thức mới tăng lên. Được rồi. Mọi người giải tán đi, Bạch Thấm thấy chuyện này đã giải quyết xong thì cho những người khác rời đi, chỉ còn lại Bạch Triển Mộ và Bạch Thấm của nhà họ Bạch. Mặc dù Trần Triệu Dương đã tháo hết chiếc vòng tay mà anh nhận được từ vụ cá cược, chỉ còn lại một sợi dây màu đỏ nhưng Bạch Thấm cũng không hỏi về những điều kỳ lạ như vậy. Trần Triệu Dương, tôi rất cảm ơn anh vì chuyện lần này. Nếu như không có anh, nhà họ Bạch chúng tôi sẽ không còn tồn tại, ông nội của tôi cũng sẽ
cho nên, cảm ơn anh rất nhiều. Lúc này Bạch Thấm nhìn Trần Triệu Dương rồi nói cảm ơn. Thật ra hôm nay tôi tới đây còn có một chuyện nữa là muốn nhờ cô giúp tôi điều tra chính xác thực lực thật sự của nhà họ Mộ Dung. Trần Triệu Dương xua tay, anh ở thủ đô không có thế lực gì cả, muốn làm chuyện gì đó cũng hơi khó khăn. Vì vậy, nhà họ Bạch cũng không tệ, ít nhất cũng có hệ thống độc lập riêng. Hơn nữa, Bạch Thấm ở trong Long Tổ nên việc kiểm tra một số thông tin cũng tương đối dễ dàng. Chuyện này không có vấn đề gì, tôi đã nhờ người giúp anh điều tra rồi, tin là sẽ có kết quả sớm thôi. Bạch Thấm nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy thì vội vàng đáp lời. Trần Triệu Dương đang định lên tiếng thì cổng nhà họ Bạch lại bị người ta đạp bay vào trong phòng khách mà va đập. Cẩn thận, trong tay anh bỗng nhiên bộc phát ra một lồng khí kình, khống chế cánh cổng này rồi đặt qua một bên, đám người Trần Triệu Dương nhìn về phía người vừa đến. Tiền Mộc, ý của anh là gì? Tại sao lại tới nhà họ Bạch chúng tôi để gây rối? Nếu hôm nay anh không đưa ra được lý do thì e rằng anh sẽ không thể đi ra khỏi cổng của nhà họ Bạch, sau khi Bạch Triển Mộ nhìn thấy Tiền Mộc liền nổi giận quát lên. Mối thù giết cả họ, tuyệt đối không đội trời chung. Hôm nay tôi không chỉ đập phá cổng nhà các người mà tôi còn muốn giết hết tất cả người nhà họ Bạch các người, Tiền Mộc gầm lên một cách điên cuồng, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ. Ánh mắt Trần Triệu Dương lộ ra vẻ nghiêm túc, không phải vì Tiền Mộc mà là vì người ở phía sau Tiền Mộc. Nhà họ Tiền các người chính là gieo gió gặt bão. Nếu không phải nhà các anh nhất quyết đòi chiến đấu trên võ đài sinh tử thì chuyện này sẽ không xảy ra. Vậy nên đừng có tới nhà họ Bạch chúng tôi mà gây rối, mau cút ra ngoài cho tôi, nếu không thì anh cũng không cần phải đi nữa. Lúc này vẻ mặt của Bạch Thấm cũng vô cùng nghiêm nghị, hừ lạnh rồi nói với Tiền Mộc. Nhà họ Tiền đã không còn, cô nghĩ tôi còn quan tâm đến những quy tắc này sao? Hôm nay, tôi sẽ tính sổ hết tất cả mọi chuyện với nhà họ Bạch các người, bây giờ Tiền Mộc đang ở trong trạng thái điên cuồng, làm sao có thể nghe lọt những lời này. Vốn dĩ hắn ta tưởng có nhà họ Mộ Dung ở chỗ này thì nhà họ Tiền chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Tuy nhiên, sự việc lại trái với mong đợi, tầng lớp bên trên của nhà họ Tiền gần như đã bị giết sạch, những người còn sống đều tuyên bố rời khỏi nhà họ Tiền, có nghĩa là nhà họ chỉ còn lại một mình Tiền Mộc, bởi vì hắn ta còn phải chấp hành nhiệm vụ ở Long Tổ nên không có lý do gì để trở lại. Vì vậy, đối mặt với mối thù giết cả họ, dù Tiền Mộc có bình tĩnh đến mấy thì cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Thầy, Tiền Mộc hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó quay đầu nhìn về phía thầy của mình. Lúc này, người của nhà họ Bạch mới nhìn thấy người phía sau Tiền Mộc, nhìn qua thì giống như một thanh niên tầm 30 tuổi, nhưng trong ánh mắt lại giống như một người thông thái, cũng không giống như người đến để gây sự. Nhưng mà Tiền Mộc lại có thể bái một người như vậy làm thầy, có lẽ thực lực của người này cũng không thấp, nếu không thì làm sao có thể quản được một kẻ bướng bỉnh, khó thuần phục như hắn ta được. Cứ yên tâm mà mạnh dạn ra tay đi, nếu thực lực cao hơn cậu thì giao cho thầy, người đàn ông trông còn khá trẻ thản nhiên lên tiếng. Nói xong, trên người hắn ta bùng phát ra một luồng hơi thở khủng bố, chấn áp về phía người nhà họ Bạch ở đằng trước. Vâng, thưa thầy, cảm nhận được hơi thở phát ra từ trên người thầy, trong đôi mắt của Tiền Mộc chợt hiện lên một màu đỏ như máu, bóng người lập tức nhảy lên, lao thẳng về phía một người đứng gần nhất của nhà họ Bạch. Tiền Mộc, anh dám, đừng quên. Anh là một thành viên của Long Tổ, nếu dám giết hại người nhà họ Bạch chúng tôi một cách tùy tiện thì anh sẽ bị Long Tổ đuổi giết. Bạch Thấm thấy Tiền Mộc thật sự ra tay thì lập tức nổi giận. Trần Triệu Dương vung tay lên một cái liền đẩy lùi hơi thở đang phát ra từ người đàn ông kia. Hắn ta cảm nhận được hơi thở của Trần Triệu Dương, ánh mắt tập trung lại, sau đó chuyển sự chú ý tới anh. Đương nhiên là mục đích của Trần Triệu Dương cũng như thế, anh phải kiềm chế được người này. Anh có cảm giác nếu để cho người này ra tay thì e rằng không có ai có thể chống lại ngoại trừ anh. Quả nhiên, sau khi nghe thấy những lời này của Bạch Thấm, đôi mắt đang ở trong trạng thái điên cuồng của Tiền Mộc dần dần tỉnh táo lại, hiển nhiên là hắn ta cũng đã nhận được sự răn dạy của Long Tổ. Hừ, đã nhận tôi làm thầy thì phải chặt đứt những việc liên quan đến quá khứ, nếu như cậu không buông bỏ được thì đừng làm học trò của tôi nữa. Người đàn ông kia nhìn thấy vẻ mặt của Tiền Mộc, trong mắt chợt hiện lên một tia lành lạnh rồi nói. Nghe được lời nói của người đàn ông, Tiền Mộc, bỗng nhiên dùng mình, hắn ta biết rất rõ tính cách của thầy, nếu đã nhận hắn ta làm thầy thì không thể rời đi một cách dễ dàng được và nếu thật sự muốn rời đi thì có lẽ phải rời đi vĩnh viễn. Nghĩ đến đây, vốn dĩ trong lòng Tiền Mộc vẫn đang do dự liền quyết tâm, đồng thời hắn ta cũng rất căm thù Long Tổ, tại sao Long Tổ lại không bảo vệ người nhà của hắn ta?
Tiền Mộc cũng không nghĩ lại xem nếu không phải nhà họ Tiền chủ động đưa ra kiểu khiêu chiến như vậy thì làm sao người của Long Tổ lại không giúp hắn ta chứ? Tiền Mộc, đừng đi sai đường, bây giờ quay đầu lại vẫn còn kịp, mặc dù Bạch Thấm không biết cái người mà Tiền Mộc gọi là thầy kia là ai, nhưng có vẻ như hẳn ta không phải là người trong chính đạo. Sai đường, nếu như có thể báo thù là sai đường, vậy tôi rất muốn đi lên con đường sai trái này, Tiền Mộc lộ ra một nụ cười tàn nhãn, sau đó, hắn ta túm lấy một người nhà họ Bạch ở gần mình nhất, thẳng tay bẻ gáy cổ. A, à, người nhà họ Bạch xung quanh lập tức bị dọa sợ, tên Tiền Mộc này thật sự là quá tàn nhẫn, thế mà lại hung ác như vậy ở trước cổng nhà họ Bạch bọn họ. Trần Triệu Dương sửng sốt, anh không ngờ rằng tên Tiền Mộc này lại điên cuồng như thế, xem ra, tên này đúng là bị thần kinh rồi. Chỉ là anh không dám động, bởi vì vũ khí của tên kia vẫn luôn tập trung vào anh. Bạch Thấm, cô mau ra tay ngăn cản Tiền Mộc, tôi sẽ kiềm chế thầy của anh ta, lúc này Trần Triệu Dương duyên âm cho Bạch Thấm, anh tin chắc, lấy thực lực của cô ấy, tên Tiền Mộc này căn bản không thể làm được cái gì. Được, Bạch Thấm liền xông lên. Mà Tiền Mộc đột nhiên hất tay lên, ném văng thi thể của người nhà họ Bạch kia về phía Bạch Thấm. Bạch Thấm rơi vào đường cùng, đành phải vươn tay ra đón lấy thi thể người này, cô ấy cũng không thể đá bay thi thể ra ngoài ở ngay trước mặt nhiều người nhà họ Bạch như vậy được. Nhưng một lúc chậm trễ như thế đã khiến Tiền Mộc nhân cơ hội này lao đến, trong tay có thêm một thanh trường đao hình dạng quái dị, chém mạnh xuống phía đầu Bạch Thấm. Sắc mặt Bạch Thấm biến đổi, không thể lo được cho người nhà mình nữa, mà đá văng thi thể của người kia ra, mà cô ấy thì mượn lực đó để lui về phía sau mấy bước. Phản ứng thật nhanh, lại đến đi, Tiền Mộc hơi sững sờ, hắn ta không ngờ rằng Bạch Thấm này lại ngoan cố như thế, liền nhào tới lần nữa. Bạch Triển Mộ, đừng ngây ra đó, đi lên giúp Bạch Thấm đi, Trần Triệu Dương nhìn thấy Bạch Triển Mộ ở bên cạnh lo lắng xuông, cảm thấy hơi bực mình, lúc này tức giận hét lên với anh ta. Bạch Triển Mộ nghe xong thì lập tức giật mình, sau đó rút kiếm ra chém về phía Tiền Mộc, gia nhập vào. Trong cuộc chiến, mặc dù thực lực của Bạch Triển Mộ kém hơn hai người bọn họ một bậc, nhưng trận chiến lần này không đơn giản là đánh với mỗi Tiền Mộc, có em gái mình Bạch Thấm ở đó. Hai người đồng loạt ra tay, coi như là Tiền Mộc cũng phải cảm thấy nhức đầu. Người trẻ tuổi, tốt nhất cậu đừng nhúng tay vào chuyện này, chúng ta ở chỗ này nhìn thôi, được không? Ba người bọn họ đánh nhau vô cùng kịch liệt, còn thầy của Tiền Mộc ở bên cạnh lại đột nhiên quay đầu nói với Trần Triệu Dương. Nếu như tôi cứ muốn nhúng tay thì sao? Anh hơi nheo mắt lại, sau đó lạnh nhạt hỏi. Cậu có thể thử một chút, chỉ là cái giá khi thử cực kỳ lớn, đó là cần dùng mạng của cậu để trả lại. Người đàn ông kia nở một nụ cười độc ác, uy nghiêm nói. Ha, vậy tôi cũng muốn thử một chút, nhìn xem cái giá lớn này có giống như anh nói hay không. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, hơi thở của người này còn mạnh hơn cả Nguyên Thu. Có thể nhìn ra được, người này tuyệt đối đã tăng cấp lên đỉnh phong võ tông từ rất lâu, lắng đọng cực sâu. Nhưng mà từ khi Trần Triệu Dương đột phá đến võ đạo tông sư, còn chưa thật sự chiến đấu bao giờ, lúc này nhìn thấy võ giả như vậy, đương nhiên là không nhịn được muốn đọ sức. Lúc này, ở sân sau cũng truyền tới tiếng đánh nhau, hiển nhiên, sở dĩ Bạch Hùng không thể chạy tới kịp thời, chỉ sợ cũng là vì có người quấy nhiễu. Mà bây giờ có thể cùng ra tay với Tiền Mộc, ngoại trừ nhà Mộ Dung ra thì không còn người nào khác. Trần Triệu Dương không tiếp tục kéo dài thời gian nữa, anh biết, thực lực của nhà Mộ Dung rất mạnh, nếu nhà họ đã dám ra tay, chắc chắn là có chuẩn bị sẵn để tiêu diệt nhà họ Bạch. Lúc này thể chất của Trần Triệu Dương lóe lên, sử dụng tiêu giao bộ. Trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh người kia, mạnh mẽ đẩy hai trưởng về phía người hắn A. Tốc độ thật nhanh, trong đôi mắt của Đằng Hạ hiện lên một vẻ khiếp sợ, bằng bản năng của kẻ mạnh, hắn ta lùi sang bên cạnh, lúc này mới tránh được hai trưởng của Trần Triệu Dương. Nhưng anh căn bản không hề muốn dừng lại, biết đòn thứ nhất không có khả năng tạo ra tổn thương gì với đối phương, cho nên, sau khi hoàn thành đòn thứ nhất, Trần Triệu Dương không đợi kết quả xảy ra, mà sử dụng chiêu thứ hai ngay lập tức. Đòn tấn công của anh giống như là nước sông Trường Giang, kéo dài không dứt. Lần đầu tiên đánh nhau Đằng Hạ đã mất đi quyền chủ động, dưới sự tấn công điên cuồng của Trần Triệu Dương, hẳn ta chỉ có thể miễn cưỡng giữ cho mình không bị thua. Thế nhưng loại tình huống này căn bản không có khả năng duy trì thời gian quá dài. Tục ngữ nói, phòng lâu ắt mất. Huống chỉ, Đằng Hạ cảm giác hai cánh tay và hai chân của mình, hễ cứ va chạm với Trần Triệu Dương thì sẽ vô cùng đau đớn. Thậm chí hắn ta còn nghi ngờ có phải xương cốt của mình đã bị anh đập nát hay không. Trước kia, hắn ta vô cùng hài lòng với cường độ thể chất của mình, dù sao,
võ đạo tông sư có thể rèn luyện thân thể, bình thường cho dù không cần chân khí, chỉ có mỗi sức mạnh của thể chất thôi, cũng đủ để hắn ta nghiền ép võ đạo tông sư rồi. Cho dù là một số võ đạo tông sư, hắn ta cũng có thể đánh bại chỉ bằng thể chất. Cho tới nay, Đằng Hạ đều cho rằng thể chất của mình đã đến giới hạn cực mạnh rồi. Thế nhưng hôm nay cảm nhận được sức mạnh thể chất kinh khủng của Trần Triệu Dương, Đằng Hạ hoàn toàn luống cuống, hắn ta không thể ngờ rằng trên đời này lại có người có thể chống lại mình chỉ dựa vào thể chất. Đúng vậy, từ lúc bắt đầu chiến đấu, Trần Triệu Dương đã không dùng chân khí, mà chiến đấu bằng sức mạnh thể chất đơn giản nhất của mình. Chiến đấu với Đằng Hạ khiến Trần Triệu Dương cảm giác vô cùng thoải mái, anh chưa từng có cảm giác thoải mái như thế bao giờ, có thể gọi là đánh nhau nhẹ nhàng vui vẻ. Đáng chết! Chết đi cho tôi, Đăng Hạ cảm nhận được sự mạnh mẽ của Trần Triệu Dương, hắn ta biết, chỉ sợ là đối phương đang lấy hắn ta ra để đùa nghịch, cho nên, sau khi nổi giận, Đăng Hạ đột nhiên cảm hai tay vào bên hông mình, sau đó giơ lên, một làn gió tanh nhàn nhạt lao ra.